Chương 606, hắn được không? Lần này, Quang Minh Đảo đã làm tốt khai chiến chuẩn bị, chiến đấu lực lượng đã chuẩn bị ổn thỏa, bao gồm Triệu gia người chủ địa phương, thành viên đều có này đó, cũng tất cả đều điều tra rõ ràng, chỉ cần Trương Huyền ra lệnh một tiếng, toàn viên có thể ở nháy mắt đầu nhập trạng thái chiến đấu. Không vội, Trương Huyền khẽ lắc đầu, lần này, ta còn có việc muốn nháo minh bạch. Về minh hôn thứ này, Trương Huyền trái lo phải nghĩ, cũng cảm thấy Tôn Lam đính hôn kia ra cũng không phải nhàn không có chuyện gì, thế nào cũng phải làm này phong kiến đổ vật, rốt cuộc xã hội đã tiến bộ đến như vậy, Trương Huyền tưởng nháo rõ ràng, đối phương làm như vậy nguyên nhân. Ngày hôm qua, Trương Huyền tuần tra rất nhiều về minh hôn đồ vật, cách nói không đồng nhất, trong đó để cho Trương Huyền coi trọng một chút, là giảng minh hôn ở thật lâu phía trước, bị người coi như một loại hiến tế thủ đoạn, sẽ đem qua cố người, cùng tồn tại người, cùng nhau đinh đến quan trung, hạ táng, cực kỳ tàn nhẫn, đến hiện đại mới trở nên hảo rất nhiều, người sống không cần bồi cùng chết, nhưng quá trình cũng thực khủng bố, muốn cùng qua cố người bái đường thành thân, chung sống một đêm. Trương Huyền nhìn đến cái kia hiến tế cách nói, nhiều mang một ít thần thoại sắc thái, mức độ đáng tin không thế nào cao, nhưng gần nhất phát sinh đủ loại sự tình, làm Trương Huyền đã yên lặng lật đổ chính mình dĩ vãng thuyết vô thần. Trên thế giới này, thực sự có quá nhiều mọi người không hiểu đồ vật, liền chính mình lúc trước đạp khí ngự không một màn, còn không phải là trong truyền thuyết thần tiên thủ đoạn sao. Ở xử lý Triệu gia đồng thời, Trương Huyền cũng muốn thăm dò một ít thị tộc đồ vật, rốt cuộc, có cái lũng Tây Lý thị này sớm muộn gì muốn tiếp xúc địch nhân. Mọi việc muốn trước tiên làm rõ ràng hảo. Trương Huyền đã cùng Tôn Lam hai mẹ con liên hệ hảo, nàng hai sẽ trực tiếp đi vào Mông tỉnh. Triệu gia huyện không có sân bay, gần nhất sân bay, khoảng cách Triệu gia huyện có 120 km. Giữa trưa 12 giờ, một trận tự Ngân Châu cất cánh phi cơ, ở sân bay rớt xuống. Một nam nhân trung niên, chính cao mày chờ ở tòa nhà đợi chuyến bay, đương Tôn Lam mẹ con hai người từ lối ra lộ diện thời điểm. Trung niên nam nhân lập tức đi tới. Tên này trung niên nam nhân, trên mặt che kín phong sương dấu vết, vừa thấy chính là ăn qua khổ người. Ba, Tôn Lam nhìn đến tên này trung niên nam nhân, lập tức chạy tới, cho đối phương một cái ôm. Người này, đúng là Tôn Lam phụ thân, Tôn Vượng. Tôn Vượng vuốt Tôn Lam tóc đẹp, trong mắt không cấm chảy ra nước mắt, bởi vì hắn biết rõ, chính mình nữ nhi lần này trở về, là làm gì đó, cùng một cái người chết kết hôn, bái đường thành thân. Kết hôn cùng ngày, cũng là nàng thủ tiết ngày đầu tiên. Lão Tôn, mặt ủ mày ê làm gì đâu, Tôn Lam mẹ kế đi rồi đi lên. Tôn Vượng lắc đầu, không nói gì, hắn việc này, cũng trách không được Tôn Lam mẹ kế, nếu lúc trước không phải chính mình thiếu hạ như vậy nhiều tiền, Tôn Lam mẹ kế cũng sẽ không thu đối phương cái kia lễ hỏi, hết thảy, đều là bởi vì chính mình a. Ta không tốt, đều là ta không tốt, Tôn Vượng hơn 50 tuổi nam nhân, nước mắt bá một chút liền chảy ra. Ba, không có việc gì, không có việc gì. Tôn Lam vỗ chính mình phụ thân phía sau lưng, an ủi nói. Lão Tôn, không gì sự, lần này a, chúng ta có quý nhân hỗ trợ. Tôn Lam mẹ kế thực tự tin nói, Ngân Châu Lâm thị lão tổng, lần này giúp chúng ta ra Tôn Lam xuất đầu, ngươi liền đem tâm phóng trong bụng đi, kia chính là cái thân gia trục tỷ lão bản, nhân mạch quảng đâu. Tôn Vượng vừa nghe lời này, trong mắt xuất hiện hy vọng thần sắc, theo sau lại ảm đạm lắc lắc đầu. Ở Ngân Châu thế lực lại đại thì thế nào, đừng quên, kia chính là Triệu gia huyện A, hết thảy, còn không đều là họ Triệu nói tính. Tôn Vượng nói xong, ánh mắt không tự giác nhìn về phía một bên. Hai gã thân xuyên màu đen Âu phục tráng hán từ một bên đã đi tới, phân biệt đứng ở Tôn Vượng hai bên, đều là thần sắc lãnh đạm, một người không kiên nhẫn nói, người nhận được, liền đi thôi. Tôn Vượng đã sớm bị Triệu gia người khống chế được, lần này tới đón cơ, đều có Triệu gia người đi theo. Tôn Lam mẹ kế nhìn đến hai gã tráng hán, trong lòng hoảng hốt, nhỏ giọng hỏi hướng Tôn Lam, Trương Huyền đâu, hắn đến nào? Trương Huyền không ở, Tôn Lam mẹ kế trong lòng là không có đế. Cấp tỷ phu đã phát tin tức, nói đã đến sân bay. Tôn Lam mọi nơi nhìn thoáng qua, không có nhìn thấy Trương Huyền thân ảnh. Lăng cái gì đâu, đi mau, lại một người Âu phục tráng hán không kiên nhẫn quát lớn nói. Tôn Vượng thân mình không tự giác một cái run run. Cất bước hướng phía trước đi đến. Tôn Lam hai mẹ con đi theo Tôn Vượng phía sau. Người nói Trương Huyền hắn sẽ không tới đi. Tôn Lam mẫu thân mọi nơi đánh giá, có chút lo lắng nói. Sẽ không, Tôn Lam thực tự tin lắc đầu, tỷ phu nếu không tới, hắn sẽ rõ xác nói cho ta. Nhưng này, Tôn Lam mẹ kế có chút dao động, rốt cuộc lần này tới,
ai đều biết sẽ chọc một thân phiền toái, những cái đó kẻ có tiền, mới không muốn không có việc gì cho chính mình tìm phiền toái đâu, Triệu gia thế lực, tại đây một mảnh, vẫn là rất lớn. Đang lúc Tôn Lam mẹ kế còn tại đây nghĩ thời điểm, một đạo thanh âm, làm nàng kích động nước mắt đều thiếu chút nữa ra tới. Tôn Lam, tại đây, Trương Huyền đứng ở không xa địa phương, hướng Tôn Lam hai mẹ con phất tay. Nhìn thấy Trương Huyền nháy mắt, Tôn Lam mẫu thân kia một viên dẫn theo tâm, xem như hoàn toàn hạ xuống. Trương Huyền hiện tại, chỉ có một người tại đây, hắn đã làm Bạch Chỉ cùng Bình Thiên Hạo đi trước vội khác sự. Trương Huyền hướng về phía Tôn Lam hai mẹ con nơi địa phương, bước nhanh đi tới. Đứng lại, một người Âu phục trắng hán, trực tiếp che ở Trương Huyền trước người, sắc mặt bất thiện nhìn hắn, đang làm gì? Đây là nhà của chúng ta Tiểu Lam bằng hữu, cũng là các ngươi chủ tử người muốn tìm, như thế nào, có năng lực ngươi liền che ở này. Tôn Lam mẫu thân bởi vì Trương Huyền xuất hiện, tự tin một chút liền đủ lên, hướng tên kia Âu phục tráng hán quát lớn nói. Âu phục tráng hán nhìn Trương Huyền, theo sau hướng mặt khác một người đưa mắt ra hiệu, người nọ đi đến một bên, gọi điện thoại, mấy chục giây sau, một lần nữa đi rồi trở về, hướng che ở Trương Huyền trước người tráng hán gật gật đầu. Tráng hán đánh giá Trương Huyền liếc mắt một cái, theo sau tránh ra, vậy đi nhanh đi. Tôn Lam mẹ kế cấp Tôn Vượng giới thiệu một chút Trương Huyền, Tôn Vượng nhìn Trương Huyền, thấy thế nhưng chỉ là một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cái này tuổi giai đoạn người, thiệp thế chưa thâm, lần này tới, chỉ sợ rất khó khởi đến tác dụng a. Bất quá Tôn Vượng ở trong lòng, vẫn là thực cảm kích Trương Huyền, rốt cuộc đối phương lần này là tới giúp chính mình ra vội. Triệu gia huyện một gian nhà cửa chung. Cái này huyện thành, họ Triệu, trụ đều là loại này nhà cửa, Triệu gia huyện người cũng biết, ở tại nhà cửa, kia đều là không thể trêu vào người. Buổi sáng mới cùng Trương Huyền nổi lên xung đột Triệu Toại, giờ phút này vẻ mặt bực bội ngồi ở nhà cửa chung, ba, làm gì đem ta sớm như vậy kêu trở về a? Ngày hôm qua chơi đến nửa đêm, hiện tại còn chưa ngủ đâu. Chơi chơi chơi, liền biết chơi, Triệu Toại phụ thân vẻ mặt hận sắt không thành thép nhìn chính mình nhi tử. Hôm nay kia nữ nhân liền tới rồi, trong tộc người đều sẽ lại đây, bị bọn họ nhìn đến ngươi cái dạng này, chính ngươi nghĩ kỹ hậu quả. Chương 607, đến Triệu gia. Vừa nghe trong tộc người, Triệu Toại kia vẻ mặt bực bội tức khắc biến mất vô tung, ngược lại thay vẻ mặt cung kính. Hắn tuy rằng mặt ngoài kiêu ngạo vô cùng, nhưng trong lòng vẫn là rất rõ ràng, cùng trong tộc những cái đó đại nhân vật so sánh với, chính mình cái gì đều không phải, muốn cho những cái đó đại nhân vật khó chịu. Tùy tiện một câu, là có thể làm chính mình lăn ra này Triệu gia huyệt, cần phải đem những cái đó đại nhân vật hầu hạ hảo, kia chính mình về sau nhật tử, so hiện tại muốn thoải mái gấp trăm lần. Được rồi, người đi cho ta dọn dẹp một chút, đừng ở chỗ này lôi thôi lếch thếch. Triệu Toại phụ thân bất mãn đối chính mình nhi tử phất phất tay, theo sau ánh mắt nhìn về phía Triệu Toại mang về tới cái kia tuổi trẻ nữ nhân trên người, cau mày, cho người nói qua bao nhiêu lần, đừng đem người nào đều hướng trong nhà mang. Nhìn xem đây là cái gì ngoạn ý, chạy nhanh cút đi. Triệu Toại phụ thân nói, làm cái kia tuổi trẻ nữ nhân một chút phi thường nan kham, nhìn về phía Triệu Toại. Chạy nhanh lăn a, lưu tại này làm gì? Triệu Toại không kiên nhẫn chừng mắt nhìn tuổi trẻ nữ nhân liếc mắt một cái, theo sau chiều phòng trong đi đến. Tuổi trẻ nữ nhân một câu bất mãn nói cũng không dám nhiều lời, cúi đầu rời đi này gian nhà cửa. Nhà cửa phía sau, treo đầy vải bố trắng điều, một ngụm mộc quan. Liền lặng lặng mà nằm ở hậu viện giữa, từ giấy trắng cắt băng mà thành hỷ tự, dán ở mộc quan phía trên, đương một cổ gió nhẹ ra tới, toàn bộ hậu trạch vải bố trắng điều, đều phát ra phần phật tiếng vang. Một chiếc dài hơn bản Land Rover, từ sân bay chiều Triệu ra huyện phương hướng chạy. Trương Huyền cùng Tôn Lam một nhà ba người, liền ngồi tại đây chiếc dài hơn Land Rover trong xe, Tôn Lam mẹ kế cấp Trương Huyền nói kia ra họ Triệu cơ bản tình huống. Đối phương ở Triệu Gia huyện có một cái khu trò chơi điện tử, kêu Táp Hủ Giải Trí Thành, chết cái này, là Táp Hủ Giải Trí Thành lão bản tiểu nhi tử, đối phương còn có một cái đại nhi tử, tên là Triệu Toại, là một cái mười phần nhị thế tổ. Trương Huyền ở nghe được Táp Hủ Giải Trí Thành này năm chữ thời điểm, khóe miệng liền không tự giác gợi lên một mặt mỉm cười, thế giới này đâu, có đôi khi thật sự liền như vậy xảo. Buổi sáng mới nhìn thấy Táp Hủ Giải Trí Thành thiếu gia, không nghĩ tới, việc này chính là bọn họ ra làm ra tới. Nghĩ Triệu Toại kia kiêu ngạo bộ dáng, Trương Huyền đại khái cũng có thể suy đoán ra hắn cha mẹ là cái dạng gì tính cách, khó trách như vậy cường thế, làm người hạn chế Tôn Lam phụ thân tự do, chính mình nhi tử đã chết, đều phải Tôn Lam ra thành minh hôn, đây là bá đạo quán a. Triệu gia huyệt,
Triệu Toại cùng này phụ thân đứng ở nhà mình nhà cửa trước, từng chiếc siêu xe ở chỗ này dừng lại, xe hạ mỗi đi ra một người, Triệu Toại cùng này phụ thân, đều sẽ cung cung kính kính khom lưng, hỏi thượng một tiếng hảo, cái gì nhị gia, thúc gia, bối phận rất nhiều, Triệu Toại đều có điểm phân không rõ. Triệu thị một mạch đều tập trung ở chỗ này, khai chi tán diệp nhiều năm, vì kéo dài thị tộc phát triển, không thể không loãng huyết mạch, đến bây giờ mới thôi, rất nhiều nhân thân thượng huyết thống quan hệ, đều đã thực phai nhạt, đến ngược dòng đến hai bối trước kia. Một cái hơn 70 tuổi, tóc đều bạch rớt lão nhân, ăn mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, đi đến Triệu Toại phụ thân trước người, hỏi, nữ nhân kia tới sao? Đã ở trên đường, Triệu Toại phụ thân cung kính đáp. Ân, lão nhân gật gật đầu, nhớ kỹ, lần này sự tình, làm xinh đẹp điểm, nếu làm tộc lão nhóm đều không hài lòng, ta cũng không giúp được ngươi. Minh bạch, ba. Lão nhân nâng bước, vừa muốn đi vào nhà cửa bên trong, đột nhiên ngừng lại, lại lần nữa mở miệng, đúng rồi, cái kia truyền ra tai tiếng người, cùng nhau mang về tới sao? Cũng mang về tới, người này, tính toán xử lý như thế nào? Triệu Toại phụ thân hỏi, lần này minh xác muốn cho Trương Huyền cũng tới. Là thị tộc giao đãi xuống dưới, Triệu Toại phụ thân cũng không biết là cái gì nguyên nhân. Trước không cần kinh động hắn, trong tộc sẽ có người tới xử lý. Lão nhân giao đãi một tiếng, bước đi tiến nhà cửa nội. Buổi chiều 2 điểm thời gian, một chiếc dài hơn Land Rover chậm rãi xử tới rồi nhà cửa trước cửa, ngừng ở một đống siêu xe giữa. Đường này Land Rover mở ra thời điểm, lập tức có người đã đi tới, một người Âu phục tráng hán đi xuống xe, đem cửa xe mở ra. Hướng bên trong xe không khách khí nói, xuống dưới. Nói xong, này tráng hán duỗi tay lôi kéo, đem Tôn Vượng từ trong xe xả xuống dưới. Đừng cù cưa lôi kéo, đang làm gì, tin hay không ta cáo các ngươi. Tôn Lam mẹ kế thanh âm từ bên trong xe vang lên, có Trương Huyền cấp chống lưng, nàng hiện tại tự tin không phải giống nhau đủ. Tôn Vượng quay đầu, liên tục cấp Tôn Lam mẹ kế đưa mắt ra hiệu, hy vọng nàng thu liễm một chút, Ngân Châu lại lợi hại người. Đi vào này Triệu gia huyện, còn không phải đến xem họ Triệu sắc mặt. Tôn Lam mẹ kế, liền giống như không có thấy giống nhau, đi nhanh từ bên trong xe mại ra tới, liền cùng lãnh đạo tới tham quan giống nhau. Trương Huyền ở xe dừng lại trước, liền chú ý tới này phiến nhà cửa, cũng là áp dụng bát quái trận phương thức tới kiến tạo sắp hàng, hắn vẫn luôn đều ở chú ý mấy thứ này. Đương hắn xuống xe sau, vốn tưởng rằng Triệu gia người sẽ đi lên nói cái gì đó tàn nhẫn lời nói. Rốt cuộc lúc ấy đối phương nói rõ muốn chính mình cùng nhau tới khí thế đặt ở nơi đó, mà khi xuống xe sau, Trương Huyền có chút ngoài ý muốn phát hiện, Triệu gia người, đối chính mình, thế nhưng còn có điểm khách khí. Trương tiên sinh, người hảo, lần này thỉnh ngươi tới, chủ yếu là muốn hỏi thanh một ít việc, còn thỉnh Trương tiên sinh bao dung a. Một nam nhân trung niên, đi vào Trương Huyền trước mặt, chủ động hướng Trương Huyền duỗi tay. Nhìn đến như vậy một màn. Tôn Lam mẹ kế trên mặt đắc ý thần sắc càng sâu, Triệu thị thì thế nào, Lâm thị nhưng không thể so ai muốn nhược cái gì, kia chính là chục tỷ tài sản a. Ở Tôn Lam mẹ kế trong mắt, trừ bỏ toàn Hoa Hạ kia số ít vài người bên ngoài, có mấy người tài sản có thể hơn trăm triệu. Tôn Vượng nhìn thấy một màn này sau, trong lòng nhưng thật ra bốc cháy lên một tia hy vọng, nói không chừng, người thanh niên này, thật là có như vậy năng lượng đâu. Nguyên bản đứng ở nhà cửa tiếp đãi Triệu Toại. Giờ phút này đã đi vào phòng trong chiêu đãi đi, cũng không có thấy Trương Huyền. Mà Triệu Toại phụ thân, còn lại là đi ra, mặt mang tươi cười đi vào Trương Huyền bốn người trước người, hướng Tôn Lam mẹ kế cười nói, bà thông gia à bà thông gia, ngươi cũng đừng nóng giận, ngươi biết đến, ta là cái người làm ăn, chúng ta này đó làm buôn bán, ngày thường ở sinh ý chàng người, cùng người lục đục với nhau, đã thói quen, cùng ngươi giao thiệp thời điểm, kia không cẩn thận ngữ khí trọng một chút, ngươi cũng đừng để ý. Rốt cuộc ta này người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh, tâm tình cũng không phải thực hảo. Hy vọng ngươi có thể lý giải. Triệu Toại phụ thân giờ phút này thái độ, cùng phía trước ở trong điện thoại cùng Tôn Lam mẫu thân nói chuyện thái độ, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tôn Lam mẫu thân nhìn mắt bên người Trương Huyền, tự nhiên mà vậy đem điểm này quy công với Trương Huyền trên người, xem ra Trương Huyền uy hiếp lực, vẫn phải có sao. Tôn Lam mẫu thân vẫy vẫy tay, không có việc gì, không có việc gì. Ha ha, Triệu Toại phụ thân cười lớn một tiếng, bà thông gia a, ngươi không thèm để ý liền hảo, ngươi xem, chúng ta hai nhà, cũng lập tức chính là người một nhà, tuy rằng đối Tiểu Lam không công bằng, nhưng chúng ta hứa hẹn, một năm sau, Tiểu Lam có thể tùy tiện tái giá, nhà của chúng ta tuyệt không ngăn trở, này một năm nội, chúng ta cũng sẽ không can thiệp Tiểu Lam sinh hoạt cá nhân,
hơn nữa lần này sự, chỉ là chúng ta gia nội biết, sẽ không ngoại chuyện, người cứ yên tâm đi. Chương 608, thị tộc kế hoạch. Triệu gia người loại này khách khí nói chuyện phương thức, hoàn toàn ra ngoài Tôn Lam mẹ kế dự kiến, nàng nhìn Trương Huyền, vốn dĩ trên đường là chuẩn bị vài câu tàn nhẫn lời nói tính toán cùng Triệu gia phóng, nhưng hiện tại nàng như thế nào cũng nói không nên lời. Chính mình lúc trước thu Triệu gia 150 vạn, hiện tại Triệu gia chỉ làm Tôn Lam thành cái hôn, không bức nàng làm bất luận cái gì sự, chỉ là đi cái trình tự, giống như cũng không phải thực quá mức sao, đi cái trình tự là có thể kiếm 150 vạn. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được đâu, những cái đó ở công viên trò chơi nhà ma bên trong giả quỷ nhân viên công tác, không cũng liền ý tứ này sao? Bà thông gia, tới, mau mời tiến vào. Triệu Toại phụ thân làm thỉnh thủ thế, cấp Trương Huyền cùng Tôn Lam một nhà dẫn đường. Vốn định đi vào Triệu gia liền sẽ dương cung bạt kiếm, ai cũng không dự đoán được là có chuyện như vậy. Trương Huyền trong lòng nghi hoặc, nhưng không có nói ra, hắn buổi sáng gặp được Triệu Toại. Từ Triệu Toại trên người, là có thể nhìn ra Triệu gia người có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại bày ra như vậy một bộ sắc mặt tốt tới, không có quỷ kia đều do. Triệu Toại phụ thân đã sớm cấp chuẩn bị tốt phòng cho khách, an bài Trương Huyền bốn người trụ hạ. Đương an bài hảo Trương Huyền bốn người sau, Triệu Toại phụ thân đi tới nhà cửa phía sau, giờ phút này, có không ít Triệu thị nội người, đều đã đi vào nhà cửa. Ở nhà cửa chung, bày một trương bàn bát tiên, mọi người tụ ở bên cạnh bàn. Triệu Toại phụ thân vừa tới, đã bị người gọi lại. Cùng ta lại đây, có việc cho ngươi công đạo. Gọi lại Triệu Toại phụ thân, là vừa rồi ở nhà cửa tên kia lão nhân, cũng chính là Triệu Toại gia gia. Triệu Toại phụ thân bị kêu tiến một gian trong thư phòng, Triệu Toại gia gia đóng cửa lại, nhỏ giọng đối Triệu Toại phụ thân nói, thế nào, không có làm cái gì chuyện khác người đi. Không có, Triệu Toại phụ thân lắc đầu, hết thảy ấn ngươi ý tứ, đối bọn họ thực khách khí. Không tồi, Triệu Toại gia gia vừa lòng gật đầu, vừa mới được đến tin tức, có một cái thế lực, đã lặng lẽ vào thành, ở tìm ra cái kia thế lực trước, không cần đắc tội cái kia họ Trương, chuyện này, chúng ta phải làm xinh đẹp. Triệu Toại phụ thân gật đầu tỏ vẻ minh bạch, theo sau nói, ba, ta còn là có chút không rõ, lần này trong tộc nếu tưởng động cái kia họ Trương, làm gì hiện tại phải đối hắn khách khí như vậy, muốn ta nói, người khác tới, trực tiếp làm thịt liền hảo. Ánh mắt thiển cận. Triệu Toại gia gia quát lớn một tiếng, ngươi cho rằng, trong tộc vì cái gì muốn động cái kia họ Trương, chỉ là bởi vì bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí. Đừng nói kia Tôn Lam còn không phải nhà chúng ta con dâu, liền tính là, truyền ra những cái đó tin đồn nhảm nhí, trong tộc hỏi đều sẽ không hỏi một tiếng, lần này, là đem cái kia họ Trương đương ván cầu. Ván cầu, Triệu thị phụ thân ánh mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc, phi thường không rõ. Triệu Toại gia gia ánh mắt theo bản năng hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, đem thanh âm ép tới càng thấp một ít, nói, cũng thế, lần này sự tình kết thúc, người cũng có thể tiến vào trong tộc, có một số việc, người sớm muộn gì đều phải biết, hiện tại nói cho người cũng không có việc gì, bất quá miệng của ngươi muốn phóng lao một chút, nếu truyền ra đi, ta cũng bảo không được ngươi mệnh. Triệu Toại phụ thân vừa nghe lời này, lập tức bày ra vẻ mặt chính xác, ba, người nói. Người cũng biết. Vì sao này Hoa Hạ thị tộc giữa, Lũng Tây Lý thị, vẫn luôn đều chiếm cứ vương vị? Triệu Toại gia gia hỏi. Triệu Toại phụ thân không có chút nào do dự liền trả lời, có võ đế tọa chấn, tự nhiên lâu ngồi vương vị. Ha ha, Triệu Toại gia gia khẽ cười một tiếng, võ đế cố nhiên là một chút, nhưng người muốn rõ ràng, cũng chỉ có Lý thị, có thể ra đời võ đế, nếu chúng ta Triệu gia gia một vị võ đế, chỉ sợ muốn lưu lại đều khó. Vì cái gì? Triệu Toại phụ thân khó hiểu. Tài nguyên, Triệu Toại gia gia thật mạnh phun ra này hai chữ, một vị võ đế, mỗi năm yêu cầu tiêu hao linh thạch, đại khái là một mét khối, người hiểu đây là cái gì khái niệm sao? Một lập phương, Triệu Toại phụ thân há to miệng, hắn chỉ rõ ràng, Triệu thị giữa có một khối linh thạch, đại khái 5 lập phương cm, đã dùng 6 năm, hiện tại kia khối linh thạch, đều là Triệu thị chí bảo, mà võ đế mỗi năm, liền phải dùng một lập phương linh thạch, này đặt ở Triệu thị. Đủ toàn bộ Triệu thị dùng vài thập niên. Không cần kinh ngạc, này chỉ là võ đế một người sở muốn hao phí linh thạch, Lý thị cao thủ đông đảo, mỗi năm sở yêu cầu linh thạch, kia đều là một cái khổng lồ con số, tài nguyên, mới là một cái thị tộc trọng trung chi trọng, cái nào thị tộc linh thạch nhiều, cái nào thị tộc liền sẽ cường thịnh. Triệu Toại phụ thân nói xong, nhìn mắt chính mình nhi tử, tiếp tục nói, thị tộc cùng phía chính phủ từng có ước định, phía chính phủ sẽ cho dư thị tộc tiện lợi, làm thị tộc có thể kéo dài đi xuống.
mà thị tộc tắc không thể tùy tiện vào đời, bởi vì phía chính phủ rất rõ ràng, thị tộc có được viễn siêu thường nhân lực lượng, một khi vào đời, sẽ khiến cho rối loạn, thậm chí thay đổi cách cục. Triệu thị phụ thân đôi mắt bỗng nhiên trợn to, trong lòng có một cái suy đoán, ba, người ý tứ không phải là, chúng ta triệu thị, muốn. Không tồi, chúng ta muốn chuẩn bị, vào đời. Triệu Toại Gia Gia ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc, này họ Trương, chính là chúng ta vào đời một khối ván cầu, nhưng không thể làm thiên đột ngột, muốn thông qua hắn, làm đại chúng biết chúng ta tồn tại, do đó chậm rãi dung nhập người thường giữa, tới thu hoạch lớn hơn nữa tài nguyên, người muốn rõ ràng, linh thạch, chính là tiền, một lập phương centimet linh thạch, giá trị có thể đạt tới số trăm triệu. Nghe được lời này, Triệu Toại phụ thân có chút lo lắng, ba, nếu nói như vậy, có thể hay không làm phía chính phủ bất mãn? Bất mãn về bất mãn, bọn họ ngăn cản không được. Triệu Toại Gia Gia không để bụng nói, lần này, không riêng gì chúng ta triệu thị muốn vào đời, sở hữu thị tộc, đều sẽ tìm được chính mình ván cầu, chậm rãi dung nhập đi vào, khi cách thời gian dài như vậy, mỗi một cái thị tộc giữa tài nguyên, đều bắt đầu thiếu thốn, chẳng sợ lũng Tây Lý thị, cũng là như thế, bọn họ tuy rằng nhân số đông đảo, chi nhánh khổng lồ, nhưng tiêu hao giống nhau thật lớn. Triệu Toại phụ thân lúc này mới yên tâm gật gật đầu. Nếu nói như vậy, có lũng Tây Lý thị đi đầu, đích đích xác xác không có gì hảo lo lắng, chẳng qua chúng ta muốn như thế nào làm. Rất đơn giản, Triệu Toại Gia Gia mở miệng, trước ổn định cái kia họ Trương, chờ lần này sự tình xong xuôi, lại giải quyết lần này kẻ xâm lấn, chúng ta trực tiếp lấy Ngân Châu Lâm thị ỷ thế hiếp người, nhục ta Triệu gia nữ tính lấy cớ, đem này tiêu diệt, chẳng sợ phía chính phủ, cũng sẽ không nói cái gì, đương Lâm thị bị giết rất sau, ngươi cho rằng, những cái đó thích xem náo nhiệt. Thích chú ý đủ loại sự tình người, sẽ bỏ qua cái này đột nhiên tiêu diệt Lâm thị thần bí thế lực sao? Chúng ta liền có thể mượn này, xuất hiện ở đại chúng trước mắt, phía chính phủ muốn ngăn cản, đều không kịp. Triệu Toại Gia Gia cười lạnh, lần này, đối chúng ta triệu thị tới nói, là kiện đại sự, đối chúng ta chính mình ra tới nói, càng là trọng trung chi trọng, hai việc, tất cả đều từ chúng ta tới xử lý, nếu có thể làm hảo, người tuổi đã lớn, không có gì phát triển không gian, nhưng ta này tôn tử. Tất nhiên có thể tiến vào chủ đường, về sau ngươi vinh hoa phú quý, liền toàn dựa vào ta này tôn tử. Ba, toàn nghe ngươi. Triệu Toại phụ thân trên mặt lộ ra vui mừng. Chương 609, nội viện bí mật. Ở Tôn Lam một nhà đi vào Triệu gia nhà cửa lúc sau, cũng không có người tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, ngược lại bọn họ muốn làm gì liền đi làm gì, chuyển phố gì đó cũng không ai quản, chỉ là nhà cửa nội viện cấm tiến vào. Tôn Lam một nhà thấy Triệu gia căn bản không hạn chế chính mình tự do, một viên dẫn theo tâm, cũng dần dần thả xuống dưới. Trương Huyền trong lòng rõ ràng, Triệu gia không hề nhìn Tôn Lam một nhà, đó là có tự tin, Trương Huyền khẳng định, Tôn Lam một nhà sau chỉ cần đi ra cái này nhà cửa, tất nhiên bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, nhất cử nhất động đều bị xem ở trong mắt, Triệu gia căn bản không lo lắng bọn họ sẽ chạy. Trương Huyền di động trung thu được Bạch Chỉ phát tới tin tức. Lão đại, Triệu thị rất nhiều người hôm nay đều vào ngươi đi kia ra trạch viện, đến bây giờ không có ra tới, ngươi hết thảy cẩn thận. Trương Huyền thu hồi di động, tính tính thời gian, hôm nay là ngày thứ 5 thời gian, Triệu gia muốn ở đầu thất phía trước đem sự làm tốt, Trương Huyền trong lòng nghi hoặc, Triệu thị, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Trương Huyền đi ở Triệu gia nhà cửa chung, như là tùy tiện nhàn chuyển, kỳ thật chú ý này nhà cửa nội mỗi một chỗ bố trí, Trương Huyền phát hiện. Một ít nhìn như nói chuyện phiếm nhàn ngồi Triệu gia người, kỳ thật ở đảm nhiệm thủ vệ nhiệm vụ, canh phòng nghiêm ngặt không quan hệ người nhìn đến nội viện. Trương Huyền tinh tế ký lục này đó thủ vệ thay quân thời gian, hôm nay đã là Triệu gia người nọ chết ngày thứ 5, chỉ còn một ngày nửa thời gian, Triệu gia liền phải làm cái kia minh hôn, hắn cần thiết muốn đuổi ở người nọ đầu thất phía trước, làm rõ ràng Triệu thị rốt cuộc muốn làm cái gì, nếu làm không rõ ràng lắm, Trương Huyền cũng chỉ có thể ra tay, hắn tổng không thể thật nhìn Tôn Lam. Gả cho một cái người chết, hơn nữa Trương Huyền cũng không cho rằng, lần này minh hôn, giống như là Triệu Toại phụ thân nói đơn giản như vậy. Trương tiên sinh, người tại đây à? Triệu Toại phụ thân thanh âm, từ Trương Huyền phía sau vang lên. Trương Huyền chậm rãi xoay người, hướng Triệu Toại phụ thân hơi hơi mỉm cười, Triệu tiên sinh, người tìm ta. Ha ha, Triệu Toại phụ thân cười cười, có một số việc tưởng cùng Trương tiên sinh giải thích một chút. Là về lần này kêu ta tới. Trương Huyền cố ý làm ra một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Đúng vậy, Triệu Toại phụ thân gật đầu, Trương tiên sinh, nói vậy ngươi cũng đã nhìn ra, chúng ta Triệu gia, là một cái rất đại gia tộc, trưởng bối rất nhiều,
Người cũng biết, này thế hệ trước người, tư tưởng đều tương đối truyền thống, Ngân Châu truyền ra như vậy đại tai tiếng, lại là cùng chúng ta Triệu gia con dâu có quan hệ, những cái đó trưởng bối, liền muốn giáp mặt hỏi cái rõ ràng, cho nên mới làm Trương tiên sinh phiền toái một chuyến. Hẳn là, tôn trọng thế hệ trước người ý tứ sao? Trương Huyền như vậy nói. Trương tiên sinh có thể lý giải liền hảo, ta nhi tử Tây đi, trong nhà trưởng bối, mấy ngày nay đều đắm chìm ở bi thống bên trong, cho nên chỉ có thể thỉnh Trương tiên sinh ở lâu mấy ngày, còn hy vọng Trương tiên sinh ngươi có thể thứ lỗi. Đây là Triệu Toại phụ thân đã sớm tưởng tốt lấy cớ, hắn liền sợ hãi Trương Huyền đột nhiên có cái gì biến cố, này nói như thế nào cũng là cái thân gia trục tỷ lão tổng, tuy rằng sẽ không làm hắn thật chạy, nhưng làm điểm động tĩnh, khiến cho phía chính phủ chú ý, vẫn là sẽ làm Triệu thị cảm thấy phiền toái. Triệu tiên sinh nói nơi nào lời nói, ta này cũng đương ra tới thả lỏng một chuyến, khá tốt. Trương Huyền nói chuyện trong quá trình, trong mắt cố ý chảy ra một tia bất mãn, làm Triệu Toại phụ thân nhìn đến. Đương Triệu Toại phụ thân nhìn đến Trương Huyền trong mắt này tia bất mãn khi, hoàn toàn yên lòng, bởi vì hắn rõ ràng, một người đột nhiên bị như vậy uy hiếp tới, có bất mãn là đúng, càng đừng nói là cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, nếu Trương Huyền hết thảy đều biểu hiện không sao cả, hắn mới cảm thấy có vấn đề. Triệu Toại phụ thân cười lớn một tiếng, ha ha, vậy không quấy rầy Trương tiên sinh ngươi nhã hứng, ta nhà này còn có việc muốn vội. Triệu tiên sinh xin cứ tự nhiên. Đương Triệu Toại phụ thân rời đi sau, Trương Huyền cũng về tới chỗ ở, hắn hiện tại đang đợi, chờ mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống thâm người tĩnh khi, lại lẻn vào kia nội viện, nhìn xem Triệu gia, rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Thời gian dần dần qua đi, nơi này thiên, lượng so Ngân Châu sớm. Hắc cũng so Ngân Châu càng mau. Ngân Châu buổi chiều 8 giờ thời điểm, thiên vẫn là một mảnh lược, nhưng ở chỗ này, 7 giờ rưỡi thời điểm, thiên cũng đã đêm đen đi, tới rồi 9 giờ, liền giống như tới rồi đêm khuya. Triệu gia trụ này một mảnh, đều là nhà cửa, không có gì cao ốc building, cách vách ánh đèn, cũng ảnh hưởng không đến nơi này tới. Trương Huyền từ trở lại phòng trong thời điểm, liền ngồi ở ven tường, vẫn luôn nghe ngoài cửa tiếng bước chân. Dùng để phân biệt hay không có người sẽ ở buổi tối tuần tra một loại sự tình này, đối với Trương Huyền tới nói, hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa. Đương Trương Huyền chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, hắn nhỏ giọng mở ra cửa phòng, đi ra ngoài. Lúc này, thời gian đã tới rồi buổi tối 10 giờ, toàn bộ nhà cửa giữa, trừ bỏ một ít thủ vệ mỏng manh tiếng bước chân ngoại, không có một chút tiếng vang. Thủ vệ tuần tra lộ tuyến cùng thay ca khoảng cách, Trương Huyền sớm đã nắm giữ. Thừa dịp một cái thay ca cơ hội, Trương Huyền thân thể linh hoạt lướt qua nội viện tường cao, góc tường chỗ có mấy cái camera, đều bị Trương Huyền trốn rồi qua đi. Đương Trương Huyền đi vào nội viện nháy mắt, liền cảm giác được một cổ gió lạnh thổi qua, thân mình không tự giác dùng mình một cái, mãn viên màu trắng mảnh vải ở trong gió nhẹ nhàng loạng choạng, không trung mỏng manh ánh trăng tưới xuống, xuyên thấu qua này đó vải bố trắng điều, làm Trương Huyền tổng cảm giác chính mình bốn phía đứng chút cái gì cổ quái đồ vật. Một ngụm mộc quan, an tĩnh nằm tại nội viện giữa, mộc quan thượng dùng giấy trắng tiệm ra hỷ tự, xem một cái, liền cảm thấy phá lệ thấm người. Ánh mắt phía sau, là một chỗ từ đường giữa, cung phụng mấy cái linh vị, mỏng manh vật dễ cháy châm ở linh vị phía trước, theo gió thổi qua, phát sinh lay động. Từ đường trên biển hiệu treo hai cái chuông gió, lúc này phát ra đinh linh tiếng vang. Trương Huyền cong lưng, làm chính mình cả người đều che giấu đến vách tường hạ bóng ma chung. Tránh né camera phạm vi, tiến hành thong thả ý động, hắn quan sát đến bốn phía, liền trước mắt chứng kiến mấy thứ này, căn bản không đáng làm Triệu thị che giấu lên. Một bóng người, đột nhiên dung nhập đến Trương Huyền nơi bóng ma hạ. Trương Huyền trong lòng giật mình, hắn căn bản không có nghe được bất luận cái gì tiếng bước chân, nếu không phải thấy được trên mặt đất bóng dáng, hắn cũng không biết có người tiếp cận, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, liền thấy một đạo màu trắng thân ảnh, treo ở chính mình phía sau, phi đầu tán phát. Đáp lạc phát ra mặt sau, là một trương không hề huyết sắc người mặt, một đôi mắt u ám vô thần nhìn chằm chằm chính mình. Trương Huyền thân thể theo bản năng phát lực, khí nháy mắt che kín toàn thân, hắn tận mắt nhìn thấy đến, này đạo thân ảnh, thế nhưng là phiêu ở không trung, kia lỗ trồng ánh mắt, rõ ràng không có bất luận cái gì sinh cơ. Ai, sao lại thế này, lại rơi xuống. Đang lúc Trương Huyền muốn động thủ thời điểm, một đạo tiếng thở dài vang lên. Kia phiêu ở Trương Huyền trước người màu trắng thân ảnh bỗng nhiên cất cao, Trương Huyền lúc này mới nhìn đến, thân ảnh phía sau, treo mấy cây sợi tơ, này chỉ là một cái thú bông. Trương Huyền âm thầm nhẹ nhàng thở ra, này nếu là thật sự, vậy quá làm người vô pháp tiếp nhận rồi.
Một quan sau từ đường chung, đi ra một người, trong giọng nói toàn là bất đắc dĩ, này tinh xảo con rối, cũng chẳng ra gì sao, còn được xưng là dùng thuần nhân ra đâu, còn không được thường xuyên hóa trang. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 610, huyết mạch lực lượng. Từ đường chung đi ra người này, thông qua sợi tơ, khống chế con rối, theo sau đem cái kia màu trắng thân ảnh điếu đến từ đường trước, hắn tắc cầm bút linh tinh đồ vật, ở người ngẫu nhiên trên mặt vẽ lên. Trương Huyền tránh ở góc tường bóng ma giữa, không có động tác, hắn xuyên thấu qua một cái góc độ, quan sát đến từ đường chung người nọ động tác. Một trận gió thổi qua, làm nội viện chung buộc chặt vải bố trắng điều toàn bộ bị thổi hướng một phương hướng, phát ra phần phật tiếng vang, đồng thời, này trận gió cũng thổi khai thú bông kia một đầu phát ra, đương nhìn đến thú bông cả khuôn mặt nháy mắt, Trương Huyền hoàn toàn sửng sốt tới. Này thú bông mặt, cùng cái kia đang ở cấp thú bông hóa trang người, lớn lên giống nhau như đúc. Duy nhất bất đồng chính là, thú bông sắc mặt, càng thêm tái nhợt. Đây là tình huống như thế nào? Trương Huyền đáy lòng thầm than, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Đây là một thanh niên, nhìn qua 21 đến 22 tuổi bộ dáng, Trương Huyền nhìn đối phương, tổng cảm thấy có điểm quen mắt. Trương Huyền ở trong đầu suy tư, hay không gặp qua người này, đột nhiên nhớ tới. Người này, cùng Triệu Toại, lớn lên có 7 phần giống nhau. Chẳng lẽ nói, Trương Huyền đem ánh mắt phóng tới kia khẩu mộc quan thượng, mộc quan hỉ tự phía dưới, có một chương hắc bạch ảnh chụp, thình lình chính là hiện tại từ đường phía trước thanh niên này, Triệu Khiêm, Triệu Toại thân đệ đệ, Tôn Lam cái kia đính hôn đối tượng, vốn nên chết 5 ngày người. Như vậy một cái phát hiện, làm Trương Huyền chỉ cảm thấy trước mắt bị một tầng thật dày sương mù bao phủ. Triệu Khiêm là chết giả, cái gọi là minh hôn, cũng chỉ là một cái trò khôi hài, Triệu Thị, rốt cuộc muốn làm gì? Một trận phá tiếng gió, từ trên không đánh úp lại, Trương Huyền giấu ở bóng ma giữa, chút nào bất động. Từ đường phía trước Triệu Khiêm, lại là sắc mặt biến đổi, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, kia khẩn cái quan tài cái trống rỗng mở ra, hắn bắt lấy con rối, cả người nhẹ nhàng nhảy, giống như một con chim bay, nhảy vào quan tài giữa, theo sau nằm hảo, đem quan tài cái hảo. Liền ở quan tài một lần nữa cái tốt đệ tam giây, một đạo thân xuyên hồng y thân ảnh, xuất hiện ở từ đường phía trước, ánh mắt nhìn quét một vòng, theo sau người nhẹ nhàng dựng lên. Đường hồng y thân ảnh rời đi sau, Trương Huyền như cũ tránh ở bóng ma chung, không có bất luận cái gì động tác, toàn bộ nội viện, một mảnh yên tĩnh. Ước mười mấy phút sau, màu đỏ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, đương nhìn đến nội viện không có gì thường sau, lại một lần rời đi. Lúc này đây, hồng y thân ảnh vừa mới rời đi, quan tài cái đã bị Triệu Khiêm từ bên trong mở ra, Triệu Khiêm nhìn không chung, thở dài, ai, này thần ẩn hội người, thật đúng là âm hồn không tan a, thức tỉnh cái tổ tiên huyết mạch mà thôi, vì cái gì một hai phải nhìn chằm chằm ta đâu. Tổ tiên huyết mạch, này bốn chữ, bị Trương Huyền rõ ràng bắt giữ đến, thức tỉnh tổ tiên huyết mạch, đây là có ý tứ gì? Triệu Thị làm ra cái này minh hôn, chính là vì này tổ tiên huyết mạch. Bởi vì có thần ẩn hội người nhìn chằm chằm, cho nên mới làm này vừa ra. Tổ tiên huyết mạch muốn như thế nào thức tỉnh, cùng minh hôn lại có quan hệ gì? Trước mắt sương mù, hơi chút lột ra một tầng, tổ tiên huyết mạch. Thứ này, phải hỏi hỏi đại trưởng lão. Trương Huyền vẫn luôn ở bóng ma chung, chờ đến Triệu Khiêm trở lại từ đường sau, hắn mới rời đi. Tính hạ thời gian, cái này điểm, hoa hạ là đêm khuya, quang minh đảo lại là ban ngày, vừa lúc cùng đại trưởng lão liên hệ. Peace đã cấp trên đảo đường thị người, chuyên môn chuẩn bị một bộ thông tin công cụ, Trương Huyền có thể cùng đại trưởng lão trực tiếp lấy được liên hệ. Trương Huyền điện thoại mới vừa đánh qua đi, không vang vài tiếng, đã bị chuyển được, đại trưởng lão thanh âm ở điện thoại chung vang lên, Trương Tiểu Hữu, người kia thời gian, hẳn là đêm khuya đi, là có cái gì việc gấp không thành. Đại trưởng lão, ta muốn hỏi một chút, về tổ tiên huyết mạch sự. Tổ tiên huyết mạch, đại trưởng lão nghe thế bốn chữ, rõ ràng cả kinh. Trương Tiểu Hữu, ngươi là từ đâu mà biết này tổ tiên huyết mạch? Trương Huyền nghĩ nghĩ, vẫn là đáp, Triệu Thị, thức tỉnh tổ tiên huyết mạch. Triệu Thị muốn thức tỉnh tổ tiên huyết mạch, bọn họ làm sao dám? Đại trưởng lão thanh âm, rõ ràng đề cao không ít, hiển nhiên tin tức này với hắn mà nói, cũng là thực khiếp sợ. Trương Huyền khó hiểu hỏi, đại trưởng lão, này tổ tiên huyết mạch, rốt cuộc là có ý tứ gì? Trương Tiểu Hữu, ngươi cũng biết, thần ẩn hội. Đại trưởng lão hỏi một đằng trả lời một nẻo. Biết, Trương Huyền gật đầu, lại bổ sung một câu, nghe nói qua. Thần ẩn hội bất đồng với thị tộc,
là từ dân gian ngự khí cao thủ sở thành lập một tổ chức, thành lập thời gian, muốn ngược dòng quá mức xa xăm, cho tới nay, thần ẩn hội nhiệm vụ, chính là ổn định thị tộc cùng người thường chi gian vững vàng, mà thần ẩn hội, là tuyệt đối ngăn chặn thị tộc thức tỉnh huyết mạch. Đại trưởng lão giải thích nói, huyết mạch lực lượng quá mức cường đại, thị tộc từ xưa truyền thừa, vì chính là có thể đem huyết mạch bảo tồn xuống dưới. Huyết mạch lực lượng, thực sự có loại này cách nói. Trương Huyền ở kỳ quái. Đại trưởng lão cười cười, nói, Trương Tiểu Hữu, huyết mạch lực lượng vẫn luôn tồn tại, bao gồm hiện đại khoa học đều đã thừa nhận, chỉ là cách nói bất đồng mà thôi. Hai gã vóc dáng cao phu thê, làn da bạch phu thê, sinh ra tới hài tử, cũng phần lớn là cao cái bạch da, này bản thân chính là huyết mạch kéo dài một loại, chẳng qua người thường huyết mạch lực lượng, quá mức nhỏ yếu, thể hiện không rõ ràng mà thôi, nhưng thị tộc huyết mạch lực lượng, muốn so với người bình thường lớn hơn nhiều. Liền tỷ như Lũng Tây Lý Thị. Người cũng biết, Lũng Tây Lý Thị huyết mạch, bị gọi cái gì sao? Trương Huyền theo bản năng lắc lắc đầu, còn thỉnh đại trưởng lão giải thích nghi hoặc. Lũng Tây Lý Thị truyền thừa huyết mạch, lại xưng chân long huyết mạch, nghe đồn, ở Lý Thị cường đại nhất hết sức, mỗi một cái dòng chính, trên người đều có chân long hơi thở, làm vạn thú đều sẽ thần phục. Lũng Tây Lý Thị mạnh nhất thời điểm, kia không phải Hoa Hạ sử thượng lớn nhất thịnh thế sao? Chân long huyết mạch. Trương Huyền ở trong lòng tràn đầy tiêu hóa đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão tắc tiếp tục nói, sách cổ ghi lại, thị tộc huyết mạch quá cường, dẫn tới người thường căn bản vô pháp sinh tồn, vì vững vàng hai bên chi gian quan hệ, thần ẩn hội từng cùng thị tộc từng có đại chiến quá trình không biết, nhưng cuối cùng kết quả, là thị tộc huyết mạch hoàn toàn biến mất, vô pháp thông qua bình thường con đường thức tỉnh, triệu thị hiện giờ, thế nhưng muốn thức tỉnh huyết mạch, bọn họ tìm được thức tỉnh huyết mạch phương pháp. Trương Huyền cười khổ một tiếng, cái này ta cũng không biết. Đại trưởng lão trầm mặc thật lâu sau nhắc nhở một tiếng, Trương Tiểu Hữu, nếu triệu thị thực sự có như vậy tính toán, kia bọn họ cùng thần ẩn hội chi gian một trận chiến, không thể tránh được, người tốt nhất mau chóng rời xa kia phiến thị phi nơi. Ta tuy rằng không biết triệu thị huyết mạch lực lượng là cái gì, nhưng mỗi một cái có thể kéo dài xuống dưới thị tộc, này huyết mạch lực lượng, đều không thể khinh thường, kẹp ở triệu thị cùng thần ẩn hội bên trong, là phi thường nguy hiểm. Đa tạ đại trưởng lão giải thích nghi hoặc, Trương Huyền nói lời cảm tạ lúc sau, cắt đứt điện thoại. Hắn ngồi vào trên giường, suy tư đại trưởng lão nói đồ vật, huyết mạch lực lượng, thật sự như vậy cường đại, làm thần ẩn hội đều phải ngăn chặn, muốn thức tỉnh, chỉ sợ cũng không phải cái gì đơn giản sự. Tôn Lam bị liên lụy đến trong đó, chính mình có thể nào mặc kệ, Trương Huyền bắt đầu kế hoạch của chính mình. Chương 611, không đợi. Triệu gia nhà cửa nội, một đám kế hoạch. Từ Trương Huyền di động chung phát ra. Đối với triệu thị huyết mạch lực lượng là cái gì, Trương Huyền thừa nhận, hắn rất tò mò, nhưng hắn cũng không muốn gặp đến, triệu thị muốn đối Quang Minh đảo khai chiến, muốn đối phó chính mình, việc này thần ẩn hội mặc kệ, chính mình đều đến quản. Rất nhiều lực lượng, ở Trương Huyền an bài hạ, lặng yên chiều triệu gia huyện tụ tập. Đêm khuya, triệu gia huyện cao cấp nhất vừa thấy khách sạn phòng cho khách chung, một người tóc bạc mỹ nữ, đứng ở thật lớn cửa sổ sát đất trước. Tề eo tóc dài che khuất nàng trơn bóng ngọc bối, nhỏ dài tay ngọc nâng một quả chén rượu, nhẹ nhàng loạng choạng ly chung rượu vang đỏ. Khanh khách, Trương Huyền ca ca, lập tức liền phải cùng triệu gia khai chiến đâu, hảo chờ mong lần này ngươi, hiện tại trưởng thành đến mức nào, lấy ngươi năng lực, hẳn là sẽ không chết ở chỗ này đi. Tóc bạc mỹ nữ ngửa đầu, uống cạn ly chung rượu vang đỏ. Một đêm lặng yên qua đi, ngày hôm sau, trời vừa mới sáng, Tôn Lam mẹ kế liền đi ra cửa phòng. Trải qua ngày hôm qua một ngày, nàng hiện tại hoàn toàn đã không có tới phía trước cái loại này sợ hãi, ngược lại làm cái gì đều có vẻ thực tự nhiên, liền cùng là này triệu gia nữ chủ nhân giống nhau. Trương Huyền ở buổi sáng 10 giờ thời điểm, rời đi chính mình phòng. Giờ phút này, triệu toại đang cùng này phụ thân ngồi ở chủ thính giữa, đương Trương Huyền rời đi chính mình phòng thời điểm, triệu toại vừa vặn thấy được Trương Huyền, nhíu mày nói, là hắn. Ngươi nhận thức hắn, triệu toại phụ thân nghi hoặc một tiếng. Ân, triệu toại gật gật đầu, ngày hôm qua buổi sáng, ta ở bữa sáng cửa hàng gặp được người này, hắn thủ hạ người không thành thật, bị ta giáo huấn một đốn. Ngày hôm qua buổi sáng, triệu toại phụ thân bắt giữ tới rồi cái này quan trọng tin tức, liền hắn biết, này Trương Huyền hẳn là ngày hôm qua giữa trưa mới đến, nếu nói chính mình nhi tử ngày hôm qua buổi sáng liền nhìn đến người này, chẳng phải là nói hắn trước tiên liền đến, cố ý tránh đi chính mình nhãn tuyến. Nếu là cái dạng này lời nói, kia người này, ngày hôm qua sở biểu hiện ra ngoài hết thảy, đều chỉ là trang mà thôi,
hắn sớm đã có dự mưu, lại còn có mang theo người tới, nhìn dáng vẻ, lần này sự tình, sẽ không thuận lợi vậy a, trong tộc lớn nhất sự tình, ngày mai liền phải tiến hành, cái này họ Trương, chính là một cái không ổn định nhân tố, trước khống chế lên tương đối hảo. 3. Làm sao vậy? Triệu Toại thấy chính mình phụ thân trên mặt thần sắc có chút không thích hợp, xuất khẩu hỏi. Người này, người nghĩ cách, làm hắn đi vào trước đãi 2 ngày, từ ngày mai buổi sáng bắt đầu, ta không hy vọng tái kiến hắn. Triệu Toại phụ thân cấp Triệu Toại công đạo một tiếng. Triệu Toại đương nhiên biết chính mình phụ thân nói đi vào đãi 2 ngày là có ý tứ gì, hắn gật gật đầu, lộ ra một cái tươi cười, ba, yên tâm đi, việc này giao cho ta. Giờ này khắc này, Triệu Liên ở trong lòng, một cái kế hoạch, đã hình thành. Một ngày thời gian, chậm rãi qua đi, mọi người chi gian, hình thành một loại ăn ý. Triệu gia ở chuẩn bị chính mình sự tình, có ý nghĩ của chính mình, Trương Huyền đồng dạng có chính mình chuẩn bị, hai bên đều ở làm chuẩn bị công tác, không có quá nhiều giao thiệp, làm ngày này mâu thuẫn có vẻ dài lâu, lại có chút ngắn ngủi. Nhà cửa nội viện chung, Triệu thị rất nhiều tộc lão, đều tập trung ở chỗ này. Chuẩn bị thế nào? Hết thảy ổn thỏa, ngày mai mang lên cái kia nữ oa, trực tiếp tiến cổ mà, nên làm đồ vật, đều làm tốt. Thần ẩn hội bên kia đâu? Hừ, mấy ngày nay không biết tới nhiều ít hồi, bất quá không sao cả, chờ chúng ta đem Khiêm Nhi người kia ngẫu nhiên hỏa táng lúc sau, bọn họ cũng liền sẽ không liên tưởng đến khác cái gì. Cái kia nữ oa huyết mạch, kiểm tra qua sao, có thể hay không đạt tới tiêu chuẩn. Không sai biệt lắm, nàng cùng Khiêm Nhi sinh nhật, vừa vặn kém 18 thiên. Hảo, hết thảy, liền chờ ngày mai, một khi Khiêm Nhi có thể thức tỉnh huyết mạch, liền có thể tiến vào nơi đó tư cách, chờ đến Khiêm Nhi xuất quan ngày. Chính là chúng ta Triệu thị thức tỉnh là lúc, chẳng sợ kia lũng Tây Lý thị, cũng không đáng sợ hãi. Đem sự tình làm tốt, không cần ra bất luận cái gì sai lầm, lần này chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Một khi Khiêm Nhi xuất quan, chúng ta liền dựa theo phía trước kế hoạch, đem thế tục chung kia Quang Minh đảo làm mục đích duy nhất mà. Trước diệt bọn họ, sắc trời, dần dần tối sầm đi xuống. Triệu Toại ở nhà cửa nội loạn chuyển, đường chuyển tới Tôn Lam sở trụ phòng ốc khi. Hắn mọi nơi nhìn thoáng qua, theo sau dùng sức đẩy ra cửa phòng. Tôn Lam mẹ kế lúc này đang đứng ở Tôn Lam phía sau, Lam Nhi, người nếu hiện tại hối hận, chúng ta còn có cơ hội có thể rời đi. Không cần, Tôn Lam lắc lắc đầu, gì, liền chờ ngày mai đem nghi thức qua đi, nếu thật giống Triệu gia nói như vậy, ta cũng có thể tiếp thu. Ai, khổ ngươi đứa nhỏ này a. Tôn Lam mẹ kế thở dài, mặc kệ nói như thế nào, cùng người chết kết hôn, vẫn là làm nhân tâm chung có khúc mắc. Đang lúc hai người nói chuyện thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Triệu Toại nhìn trong phòng hai nữ nhân, cuối cùng đem ánh mắt tỏa định tới rồi Tôn Lam trên người, liếm liếm môi. Ngươi là người nào, đang làm gì? Tôn Lam mẹ kế lớn tiếng quát lớn nói, hôm nay sắc đã đen, đối phương đột nhiên xông vào, có thể nào làm nàng hai không hoảng hốt? Ta là ai? Ta là này Triệu gia thiếu gia. Triệu Toại cười lạnh một tiếng, trở tay đóng cửa lại. Chậm rãi chiều Tôn Lam đi đến, một đôi mắt không ngừng đánh giá Tôn Lam. Tôn Lam mẹ kế vừa nghe, lấy lại bình tĩnh, hướng Triệu Toại nói, ngươi làm cái gì? Ai làm ngươi tiến vào, đi ra ngoài? Chúng ta chính là Trương Tiên Sinh bằng hữu. Trương Tiên Sinh, ngươi nói chính là ngày hôm qua sáng sớm cùng ta xin tha cái kia. Gọi là gì Trương Huyền đúng không? Triệu Toại khinh thường cười, Trương Huyền tên, là hắn hôm nay nghe chính mình phụ thân nói. Tôn Lam mẹ kế nghe được Triệu Toại nói, trong lòng chợt lạnh, ngươi có ý tứ gì? Ha ha, Triệu Toại cười nhạo một tiếng, ngươi thật cho rằng chúng ta Triệu gia, để ý kia cái gì họ Trương? Nếu không phải hiện tại có việc, không nghĩ động hắn, hắn cho rằng hắn có thể như vậy thoải mái. Triệu Toại một phen lời nói, làm Tôn Lam mẹ kế tâm hoàn toàn lạnh xuống dưới, Triệu gia, căn bản là không để bụng Trương Huyền. Triệu Toại nhìn chằm chằm Tôn Lam, ngươi nói, ngươi nếu ở bên ngoài, đều cùng người khác chơi như vậy khai, không bằng cùng ta cả đêm, dù sao ngươi ngày mai liền phải gả cho ta cái kia chết đệ đệ, đi theo hắn cùng nhau hạ táng, chỉ bằng hảo hảo hưởng thụ này cuối cùng một đêm, như thế nào đâu. Triệu Toại liếm môi, chiều Tôn Lam đi đến. Ngươi nói cùng nhau hạ táng, có ý tứ gì? Tôn Lam mẹ kế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Có ý tứ gì? Ngươi cho rằng, chúng ta Triệu gia nhàm chán không có việc gì làm, một hai phải cho ta kia đệ đệ tìm một cái tinh thần bạn lữ. Ngày mai, liền chờ cùng ta kia đệ đệ, cùng đi tìm Diêm Vương đưa tin đi. Triệu Toại vừa nói, một bên đã đi tới Tôn Lam trước mặt,
vươn tay chiều Tôn Lam trên người sờ soạng. Tôn Lam bước chân lui về phía sau, theo bản năng phát ra một tiếng thét chói tai. Tôn Lam mẹ kế đi lên đột nhiên xô đẩy một phen Triệu Toại, nhưng Triệu Toại nói như thế nào cũng là thị tộc người, tuy rằng chưa đi đến nội đường, nhưng vẫn là có cổ võ đáy, nơi nào là Tôn Lam mẹ kế có thể thúc đẩy, ngược lại bị Triệu Toại đẩy một cái lảo đảo. Ở tại cách Phách Trương Huyền, giờ phút này chính nhìn chằm chằm di động, hắn đã tưởng hảo, hôm nay ban đêm, liền đối Triệu gia động thủ, đối với cái này sớm hay muộn muốn tiếp xúc địch nhân, nếu đã biết đối phương là làm cái quỷ gì, cũng liền không cần thiết lại kéo xuống đi. Chương 612, chúng ta Triệu gia, chính là như vậy. Đúng lúc này, Tôn Lam tiếng thét chói tai vang lên, Trương Huyền theo bản năng, mở ra cửa phòng, chiều cách Phách vọt qua đi. Một phen đẩy ra cửa phòng. Liền thấy Tôn Lam đã bị Triệu Toại bước đến góc tường, Tôn Lam mẹ kế, té ngã ở một bên. Trương Huyền xuất hiện, làm trong phòng ba người đồng thời đem ánh mắt nhìn lại đây. Tỷ phu, Trương Huyền, Tôn Lam cùng sau đó mẹ cơ hồ đồng thời ra tiếng, xem Trương Huyền ánh mắt, giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau. Đồng thời, vừa mới Tôn Lam tiếng thét chói tai, cũng làm ở tại cách Phách Tôn Vượng đuổi lại đây, xuất hiện ở cửa phòng. Triệu Toại nhìn xuất hiện ở cửa phòng hai người, dần dần xoay người lại, không có trước quản Tôn Lam, mà là nhìn về phía Trương Huyền, u, này không phải cái kia kẻ bất lực sao, như thế nào, tưởng cấp nữ nhân này xuất đầu, đã quên thiếu gia ta ngày hôm qua buổi sáng, là như thế nào giáo dục của ngươi. Liền ở vừa mới, Triệu Toại nói cho Tôn Lam hai mẹ con, ngày hôm qua buổi sáng Trương Huyền cùng hắn xin tha, Tôn Lam mẹ kế còn có chút không tin, nhưng hiện tại nghe được Triệu Toại làm trò Trương Huyền mặt nói chuyện này. Tức khắc liền minh bạch, này Triệu Toại nói chính là thật sự, Triệu gia một chút đều không thèm để ý Trương Huyền, chỉ là tạm thời không nghĩ động hắn mà thôi. Tôn Lam mẹ kế hoàn toàn nghĩ thông suốt, Triệu gia ngày mai, liền phải đem Tôn Lam cùng nhau hạ táng, phía trước biểu hiện ra khách khí, đều chỉ là biểu hiện giả dối, tưởng đem chính mình một nhà cảm xúc ổn định, hiện tại tới rồi cuối cùng thời điểm, Triệu gia cũng không tính toán tiếp tục lại chứa đi, trực tiếp xé rách ra mặt. Tôn Vượng thấy được cửa phóng một cây cây lau nhà, yên lặng cầm lên, không nói gì, hắn ở ban đầu, liền không phải thực xem trọng Trương Huyền, không cho rằng người thanh niên này, có thể làm Triệu gia kiêng kỵ cái gì, rốt cuộc Triệu gia thế lực, thật sự là quá lớn, hắn đã chuẩn bị tốt, Triệu gia thật muốn làm cái gì, cùng lắm thì cá chết lưới rách, theo chân bọn họ liều mạng. Triệu Toại lảo đảo lắc lư đi đến Trương Huyền trước mặt, nhìn chằm chằm Trương Huyền, tiểu tử, lão tử nhàn sự ngươi cũng dám quản. Người hắn sao không muốn sống nữa? Triệu Toại nói xong, vươn tay, tựa như ngày hôm qua buổi sáng đối đãi Bình Thiên Hạo như vậy, chiều Trương Huyền trên mặt chụp đi, hắn kia vẻ mặt kiêu ngạo, hiển nhiên không đem Trương Huyền để vào mắt. Liền ở Triệu Toại tay sắp chụp đến Trương Huyền trên mặt thời điểm, bị Trương Huyền bắt lấy thủ đoạn, liền như bị một con kìm sắt tạp trụ giống nhau, căn bản không thể động đậy. Triệu Toại dùng sức cũng vô pháp đong đưa chính mình tay, chửi ầm lên, tiểu tử, người hắn sao? Rác rưởi, Trương Huyền mặt mang mỉm cười, trong miệng nhẹ thở hai chữ, theo sau bỗng nhiên một cái đạn chân đá ra, trực tiếp đá vào Triệu Toại ngực, đem Triệu Toại đá bay ra mấy thước. Triệu Toại chỉ cảm thấy ngực một trận nóng rát đau, chính mình giờ khắc này, liền hô hấp đều có chút khó khăn, hắn có điểm không dám tin tưởng nhìn Trương Huyền, không nghĩ tới, đối phương cũng dám đối chính mình động thủ, ngày hôm qua buổi sáng cái kia còn cho chính mình xin lỗi người, cũng dám động chính mình. Trương Huyền đem Triệu Toại đá phi sau, xem cũng chưa lại nhiều xem Triệu Toại liếc mắt một cái, hướng Tôn Lam một nhà nói, đi thôi, rời đi nơi này. Trương Huyền đã sai người, vây quanh toàn bộ Triệu gia nhà cửa, lập tức, nơi này sẽ có một hồi tàn sát, không thích hợp Tôn Lam một nhà như vậy người thường. Tôn Lam mẹ kế vội vàng từ trên mặt đất bò lên, giữ chặt Tôn Lam tay, vội vàng nói, đi đi đi, chúng ta đi mau. Muốn chạy, hôm nay ai hắn sao đều đi không được. Bị đá phiên trên mặt đất Triệu Toại hô to một tiếng, che lại ngực từ trên mặt đất bò dậy, trong ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Trương Huyền, đánh lão tử, còn muốn chạy, người hắn sao đương nơi này là địa phương nào. Triệu Toại tùy tay cầm lấy một cái bình hoa, dùng sức nện ở trên mặt đất. Bình hoa vỡ vụn tiếng vang lên, hắn giống to thanh, cũng truyền ra ngoài phòng. Liền ở Triệu Toại tiếng hô truyền ra không đến 10 giây thời gian, hơn 10 đạo thân ảnh từ nhà cửa nội trong phòng đi ra. Tất cả đều là Triệu gia người, hướng Tôn Lam này gian nhà ở mà đến. Sao lại thế này, phát sinh chuyện gì, Triệu Toại phụ thân xông vào đệ nhất vị, hô to. Còn lại Triệu gia người, cũng đều tụ lại đây, đem cửa phòng khẩu vây quanh cái chật như nêm cối.
Tôn Lam một nhà vừa thấy đến một màn này, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Triệu Toại khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, chỉ vào Trương Huyền, hướng này phụ thân nói, ba, chính là người này, tưởng đối chúng ta Triệu gia ngày mai muốn nghênh thú con dâu gây rối, ta vừa mới tới ngăn cản hắn, hắn còn ra tay đánh ta. Cái gì? Triệu Toại phụ thân đương trường giận dữ, nhìn về phía Trương Huyền, họ Trương, uổng ta còn đương ngươi là khách nhân, hảo sinh chiêu đãi, ngươi thế nhưng làm ra như vậy heo chó không bằng sự, cho ta đem hắn bắt lấy. Triệu Toại phụ thân bàn tay vung lên, phía sau đương trường đi ra mấy người, hướng Trương Huyền vọt tới. Triệu Toại phụ thân tắc cấp Triệu Toại làm một cái tán dương thủ thế. Tôn Vượng vừa thấy Triệu gia người muốn bắt Trương Huyền, vội vàng mở miệng giải thích, Triệu tiên sinh, không phải như thế, không phải như thế, ta vừa mới tới, là nhìn đến ngươi nhi tử. Đi ngươi sao, Tôn Vượng nói còn chưa dứt lời, đã bị Triệu Toại phụ thân một chân đá vào trên người, này hắn sao gì thời điểm đến phiên ngươi tới nói chuyện. Tôn Vượng bị một chân đá phiên. Ba, Tôn Lam hô to một tiếng, vội vàng tiến lên, nâng dậy Tôn Vượng. Vài tên Triệu gia người tới Trương Huyền trước người, duỗi tay bắt lấy Trương Huyền, liền phải đem Trương Huyền hướng ngoài phòng kéo. Nhưng mặc cho bọn họ như thế nào dùng sức, Trương Huyền vẫn như cũ đứng ở nơi đó, không chút sức mẻ. Nguyên lai là cái người biết võ, khó trách dám như vậy kiêu ngạo, ở chúng ta Triệu gia, làm loại này vô sỉ hạ tiện việc. Triệu Toại phụ thân biểu tình một ngưng, đồng thời cũng cảm thấy may mắn Triệu Toại ngày thường mê chơi, ngày hôm qua trùng hợp gặp được người này, nếu không thật đúng là bị người này lừa bịp đi qua, nếu ngày mai làm điểm cái gì phiền toái ra tới. Tuy rằng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch tiến hành, nhưng cũng tuyệt đối sẽ làm tộc lão bất mãn. Trương Huyền trên mặt trước sau treo mỉm cười, hướng Triệu Toại phụ thân nói, người ta đều biết, việc này rốt cuộc là thế nào, các ngươi Triệu gia, làm việc phương pháp, cũng có chút quá bá đạo. Bá đạo, Triệu Toại phụ thân cười lạnh một tiếng, ta chưa bao giờ biết, ngươi nói bá đạo, là vật gì, chúng ta Triệu gia làm việc, luôn luôn như thế. Hôm nay, chính là chúng ta Triệu gia thiên, quy tắc. Chính là chúng ta Triệu gia tới chế định, người lại xem như nào căn lông chim. Cũng xứng bình luận ta Triệu gia, cho ta dẫn đi, hảo hảo nhốt lại. Trương Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, ta liền sợ, người vô pháp đem ta mang ra này phòng. Đúng không, Triệu thị phụ thân vẻ mặt coi khinh, có điểm công phu mèo quào, liền cảm thấy chính mình là một nhân vật. Nói cho ngươi, ngươi sợ có được, ở chúng ta Triệu gia trong mắt, chó má đều không tính. Tôn Vượng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Trong mắt tràn ngập bi ai lắc lắc đầu, quả nhiên, tình ngoài lại lợi hại xí nghiệp, lại lợi hại người, đi vào này Triệu gia huyệt, là long đến bàn, là hổ đến nằm, nơi này, là Triệu gia địa bàn. Tôn Lam nghe Triệu Toại phụ thân nói, trong lòng tràn đầy đều là thua thiệt, nếu không phải chính mình, Trương Huyền căn bản là không cần tới đây, không cần cuốn tiến vũng nước đục này chung, đều là chính mình hại hắn a. Tôn Lam mẹ kế sắc mặt trắng bệch, nếu Trương Huyền đều không bị Triệu gia để ở trong lòng. Kia lần này sự, còn có ai có thể giúp chính mình? Chương 613, ta đánh bóng đôi mắt. Triệu Toại phụ thân lại lần nữa phất tay, đem hắn cho ta dẫn đi, này một nhà, hảo hảo xem lên. Bắt lấy Trương Huyền mấy người lại lần nữa dùng sức, lúc này đây, Trương Huyền không có phản kháng, tùy ý mấy người túm chiều ngoài phòng đi đến. Thấy như vậy một màn Tôn Lam mẹ kế, hoàn toàn tuyệt vọng, nếu liền Trương Huyền đều không hề phản kháng, như vậy chính mình một nhà ba người. Còn có cái gì đường sống? Triệu gia mấy người túm Trương Huyền, đi vào cửa, vừa mới chuẩn bị bước ra môn khi, vài đạo phá tiếng gió, đột nhiên từ không trung vang lên, liền nghe phốc phốc vài tiếng vang lên, kia bắt lấy Trương Huyền vài tên Triệu gia người, tất cả đều đôi mắt một bế, hướng phía trước phương tài đi. Trương Huyền đứng ở khoảng cách cửa không đến 10 cm vị trí, hướng Triệu Toại phụ thân mỉm cười, ta nói, ngươi chỉ sợ, vô pháp đem ta mang ra này phòng. Triệu Toại phụ thân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm giác được phía sau có cổ kình phong đánh úp lại, theo bản năng một cái né tránh, hắn rõ ràng nhìn đến, liền ở chính mình vừa mới sở chạm địa phương, một phen chói lọi đoạn chủy, chát nứt ra mặt đất, chủy thủ tay bính, bởi vì lực lượng cường đại, còn ở không ngừng lay động. Một trận tiếng kêu, nháy mắt từ Triệu gia nhà cửa nội vang lên. Không trung, một mạt lưu quang chợt lóe mà qua, đó là tương lai đi qua mà đến. Nàng không riêng có cường đại hỏa lực vũ khí, cận chiến thủ đoạn, cũng cực kỳ kinh người, một người Triệu gia thủ vệ thấy được nàng, còn không có ra tiếng, đã bị tương lai nhẹ nhàng lau cổ. Vô số mặt mang mặt nạ màu đen thân ảnh, từ nhà cửa tường cao vượt qua mà đến, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén,
sát hướng về phía khoảng cách chính mình gần nhất Triệu gia người. Bạch Chỉ khiêng một thanh màu đen đại đao, bổ ra Triệu gia đại môn, từ cửa giết tiến vào. Sở hữu hết thảy, đều ở nháy mắt phát sinh. Triệu Toại phụ thân kia vẫn luôn kiêu ngạo sắc mặt, giờ phút này rốt cuộc âm u đi xuống, hắn nhìn chằm chằm Trương Huyền, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Muốn mạng ngươi người, Trương Huyền một bước tiến lên trước, duỗi tay chiều Triệu Toại phụ thân tìm kiếm. Triệu Toại phụ thân muốn né tránh, nhưng nơi nào trốn đến quá Trương Huyền này một chảo, bị Trương Huyền bắt lấy yết hầu. Trương Huyền trên mặt tươi cười bất biến, các ngươi Triệu gia làm việc loại nào, ta quản không đến, đáng tiếc, các ngươi nên làm một ít cùng thực lực của chính mình tương xứng sự, đối ta mà nói, các ngươi Triệu thị thị tộc, cái gì đều không tính. Ngươi, Triệu Toại phụ thân đôi mắt đột nhiên trợn to, đương Trương Huyền nói ra thị tộc hai chữ thời điểm, hắn hoàn toàn minh bạch, cái này họ Trương, tuyệt không chỉ là Ngân Châu một cái tập đoàn người cầm lái đơn giản như vậy, hắn trong lòng hối hận, ở Triệu gia mấu chốt nhất thời điểm, vì cái gì cố tình, liền đem mục tiêu tuyển ở cái này họ Trương trên người. Đáng tiếc, hiện tại hối hận, đã chậm. Trương Huyền nhéo Triệu Toại phụ thân tay hơi hơi phát lực, liền nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, Triệu Toại phụ thân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, theo sau chậm rãi tản ra. Trương Huyền đem tay buông ra, Triệu Toại phụ thân thể, mềm mại sụi lơ tới rồi trên mặt đất. Phòng trong Triệu Toại, còn có Tôn Lam một nhà ba người, đồng thời thân thể chấn động, ánh mắt giữa mang theo sợ hãi. Triệu Toại sợ hãi, trước mặt người này, căn bản là không phải ngày hôm qua chính mình nhìn thấy cái loại này mềm yếu bộ dáng, ở vài câu lời nói giữa, hắn liền giết chính mình phụ thân, đây là thật sự, chân chính phát sinh ở chính mình trước mắt. Đến nỗi Tôn Lam một nhà ba người, khi nào gặp qua trường hợp như vậy, đây chính là giết người a, phát sinh ở trước mắt giết người. Một người mang tơ vàng mắt kính trung niên nam nhân, thân hình mấy cái khởi nhảy liền đi vào này gian phòng ốc cửa, hướng Trương Huyền khom người, Ngô Vương. Này đã đến người, đúng là Bình Thiên Hạo. Trương Huyền duỗi tay, chỉ hạ thân sau Tôn Lam một nhà, người an bài một chút, đưa bọn họ đưa đến an toàn địa phương, đến nỗi dư lại cái kia, chính ngươi nhìn làm. Trương Huyền nói xong, bước nhanh đi ra phòng, tham dự tới rồi bên ngoài trong chiến đấu. Bình Thiên Hạo nhìn về phía phòng trong. Trong tay hắn một phen cương đao, còn ở đi xuống nhỏ máu tươi, hiển nhiên vừa mới thu hoạch một cái sinh mệnh, máu tươi rơi trên mặt đất, phát ra tích tích tiếng vang, phòng trong quang đánh vào Bình Thiên Hạo trên người, hắn trên mũi tơ vàng mắt kính, phản xạ một mặt hàn mang. Triệu Toại nhìn Bình Thiên Hạo trong tay kia sắc bén mũi đao, kia không ngừng nhỏ giọt máu tươi, bước chân chậm rãi lui về phía sau, một cái không xong, ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, hắn cả người đều ở phát run. Tay chân cùng sử dụng hướng phía sau hoạt động, nhưng này gian phòng, tổng cộng liền như vậy điểm không gian, thực mau hắn liền tới rồi góc tường, không đường thối lui. Bình Thiên Hạo cầm trong tay cương đao, nện bước thong thả chiều Triệu Toại tới gần, hắn duỗi tay đỡ một chút trên mũi mắt kính khung, ngươi ngày hôm qua nói, làm ta đem đôi mắt đánh bóng, ta lần này tới phía trước, chuyên môn làm theo, từ từ, ta sẽ từng mảnh, thiết hạ ngươi thịt, đi hảo hảo xem, tinh tế xem, nhìn xem ngươi là cái dạng gì người. Ta không thể chọc. Bình Thiên Hạo thanh âm, ép tới rất thấp, nghe vào Triệu Toại trong tai, giống như trên thế giới này nhất khủng bố âm luật, làm hắn tâm thần phát run. Một cổ tao xú vị, từ Triệu Toại dưới thân truyền đến, hắn sở ngồi địa phương, mặt đất đều đã ướt. Triệu Toại run run môi, trong mắt mang theo nồng đậm sợ sắc, đối. Đối, thực xin lỗi. Nếu thực xin lỗi hữu dụng nói, Bình Thiên Hạo khóe miệng gợi lên một mặt độ cung, ta đây trong tay đao. Chẳng phải là Bạch Ma. Bình Thiên Hạo duỗi tay, bắt lấy Triệu Toại đầu tóc, mũi đao chậm rãi, ở Triệu Toại trong mắt phóng đại. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đứng ở phòng trong Tôn Lam một nhà, cơ hồ đồng thời phát ra nôn khan thanh âm, đồng thời đem đầu chuyển qua, không dám lại xem, bọn họ mỗi người trong mắt, đều mang theo kinh sợ. Ngoài phòng, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Triệu thị tộc lão nhóm, tất cả đều đãi tại nội viện, chuẩn bị ngày mai sự. Đương tiếng kêu vang lên thời điểm, tộc lão nhóm toàn bộ trong lòng giật mình, bọn họ sợ nhất phát sinh cái gì ngoài ý muốn, vừa ý ngoại vẫn là đã xảy ra. Từng đạo dòng khí, từ tộc lão nhóm trong cơ thể lan tràn ra tới, làm đứng hàng thứ 13 thị tộc, Triệu thị có được một khối linh thạch, trong tộc ngự khí cao thủ, chừng vài tên, không giống Đường thị như vậy thiếu thốn. Cùng lúc đó, Triệu gia huyện trung, phân tán các nơi Triệu gia người, giờ phút này đều hướng này phiến nhà cửa đuổi lại đây. Ở khoảng cách nhà cửa 5 km ngoại một chỗ trong sân, một nam nhân trung niên,
nghe được di động chung truyền đến hội báo thanh, trên tay một cái dùng sức, đưa điện thoại di động nghiết dập nát, hắn nhìn về phía nhà cửa phương hướng, thấp giọng nói, tặc hiện thân. Nhà cửa nội viện chung. Phương nào bọn đạo trích, dám ở chúng ta Triệu thị làm càn. Một người tộc lão hét lớn một tiếng, tên này tộc lão phát ra tiếng quát đồng thời, hướng từ đường nội đưa mắt ra hiệu. Từ đường nội một người vội vàng hiểu ý, lấy ra một thùng xăng, nhằm phía trong viện một ngụm quan tài, đem xăng toàn bộ đổ đi vào, quan tài chung, nằm cái kia diện mạo cùng Triệu Khiêm giống nhau như đúc con rối. Trương Huyền rời đi Tôn Lam một nhà nơi phòng ốc sau, trước tiên chiều nội viện tới rồi, những cái đó bình thường Triệu thị con cháu, hoàn toàn có thể từ địa ngục hành giả tới đối phó, đến nỗi này đó Triệu thị mạnh nhất lực lượng, chỉ có thể chính mình tới. Bạch Trì, kêu lên tương lai bọn họ, cùng ta cùng nhau. Trương Huyền hướng cách đó không xa Bạch Trì hô to một tiếng, theo sau thả người nhảy, đi vào nội viện. Chương 614, Hảo Nhược. Lúc này đây, Quang Minh đảo cao tầng, trừ bỏ Peace lưu thủ trên đảo, Phí Lôi Tư cùng y chát người bên ngoài tra sự tình bên ngoài, còn lại 6 người đều tới. Đương Trương Huyền nhảy lên nội viện, cùng Triệu thị tộc lão mặt hướng khi. Bạch Trì, Tương Lai, Tóc Đỏ, Hải Thần, Nguyệt Thần, Alex, cũng tất cả đều nhảy lên nội viện giữa. Bốn gã Triệu thị tộc lão, đứng ở phía trước nhất, nhìn chằm chằm Trương Huyền bảy người. Trương Huyền bảy người, cũng nhìn chằm chằm này bốn gã tộc lão, thông qua chung quanh lưu động khí, Trương Huyền phân biệt ra tới, này bốn gã nhìn qua tuổi tác ở 60 nhiều Triệu thị tộc lão, tất cả đều là ngự khí cao thủ. Hai bên chi gian, không có dư thừa nói. Làm thịt bọn họ, Triệu thị bốn gã tộc lão hét lớn một tiếng, hướng Trương Huyền đám người vọt tới. Nhìn vọt tới bốn gã tộc lão, Trương Huyền cũng không có gì vô nghĩa, chính mình tìm đối thủ, sát. Bạch Trì rút ra bản thân đại đao, nổi giận gầm lên một tiếng, đầu tàu gương mẫu vọt đi lên. Hải Thần đám người, cũng sôi nổi dùng ra chính mình tác chiến thủ đoạn, bọn họ đều là thế tục trung cao thủ đứng đầu, mỗi một cái đều là độc đương một phương tồn tại, nhưng hiện tại, trừ bỏ Trương Huyền một người độc chiến một người tộc lão, dư lại 6 người, lấy 2-1, cũng cảm giác được phi thường cố hết sức. Bình thường cao thủ cùng ngự khí cao thủ chi gian chênh lệch, thật sự là quá lớn. Hiện tại Trương Huyền, có thể phi thường tự tin nói, hắn có thể nhẹ nhàng, ở 3 chiêu trong vòng, là có thể đánh bại nắm giữ khí phía trước chính mình. Hải Thần đám người, có thể ở 2-1 dưới tình huống, ở ngự khí cao thủ thủ hạ kiên trì xuống dưới, này toàn dựa vào bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, bọn họ mỗi người, chẳng sợ tương lai cùng Nguyệt Thần, đều là cùng nhau cùng Trương Huyền, từ thây sơn biển máu chung bò ra tới. Bọn họ vẫn luôn làm được sự tình, đều là liều mạng, bọn họ sẽ, cũng đều là giết người kỹ. Mà Triệu thị này đó tộc lão, tuy rằng tập võ vài thập niên, kinh nghiệm phong phú, nhưng thị tộc không nhập thế, có thể cho bọn họ thuần thục kinh nghiệm chiến đấu cơ hội, là phi thường thiếu, kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn vô pháp cùng Hải Thần bọn họ so sánh với. Như thế như vậy, mới chỉ là làm Hải Thần đám người, ở 2-1 dưới tình huống, có thể gian nan kiên trì. Trương Huyền rõ ràng nhìn đến Hải Thần đám người dừng ở hạ phong, nhưng hắn cũng không có ra tay hỗ trợ, về sau Quang Minh đảo muốn đối mặt địch nhân, đều là như vậy, sớm chút quen thuộc, chẳng sợ có hại bị thương, đối bọn họ tới nói, đều là chuyện tốt. Hiện tại đổ máu, tổng hảo quá về sau trả giá sinh mệnh đại giới. Đồng thời, Trương Huyền cũng phải nhìn xem, Triệu thị tên này ngự khí cảnh tộc lão, có cái gì thủ đoạn. Trương Huyền nắm giữ khí lúc sau, chân chính giao thủ địch nhân. Cũng chính là lúc trước cái kia toàn thân đều bị thiêu hủy áo xanh nam nhân, ở Trương Huyền đem khí thuần thục sau, đối phương hoàn toàn không phải đối thủ, hiện tại, là Trương Huyền đối mặt cái thứ hai ngự khí đối thủ. Tới chúng ta Triệu thị Dương Oai, người đến nhầm địa phương. Trương Huyền trước người tộc lão hét lớn một tiếng, một trưởng chiều Trương Huyền chụp tới. Ở đối phương đánh ra một trưởng chung, Trương Huyền rõ ràng có thể nhìn đến một cổ dòng khí hướng chính mình đánh úp lại. Trương Huyền chủ động tránh thoát đối phương đánh ra dòng khí, kia dòng khí đập ở Trương Huyền phía sau phòng ốc mộc trụ thượng, chừng người trưởng thành eo thô mộc trụ, tại đây dòng khí dưới, đương trường băng chia lìa tích, chiều bốn phía nổ tung. Trương Huyền căn cứ này mộc trụ phân tán khi tốc độ, cùng với vụn gỗ mảnh nhỏ phân tán trình độ, có thể phân tích ra, đối phương một trưởng này uy lực, không sai biệt lắm cùng cấp với chính mình tam thành lực. Tên kia tộc lão thấy chính mình công kích bị Trương Huyền tránh thoát, lại lần nữa đánh ra một trưởng. Lúc này đây, Trương Huyền không lại lóe lên trốn, cả người cơ bắp chấn động, khí nháy mắt bao trùm toàn thân, hướng tộc lão chụp tới một trưởng này, đột nhiên oanh ra một quyền. Không biết sống chết, tộc lão khẽ quát một tiếng,
trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, một trường chụp ở Trương Huyền Quyền trên mặt, ở hắn xem ra, chính mình một trường, hoàn toàn có thể đem cái này không biết trời cao đất dày tiểu tử chụp phiên trên mặt đất, như vậy một màn, ở hắn cả đời này giữa, gặp qua đã quá nhiều. Mà khi tộc lão trưởng cùng Trương Huyền Quyền tướng mạo tiếp khi, tên này tộc lão kinh ngạc phát hiện, chính mình sở đánh ra khí, không có cấp trước mắt người thanh niên này tạo thành một chút thương tổn, kia cổ khí lưu, ở vọt tới này người trẻ tuổi quyền trước mặt không đến 1 cm khoảng cách, liền tự nhiên hướng hai bên tản ra. Tộc lão còn không kịp tinh tế tự hỏi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một cổ cự lực liền từ hắn lòng bàn tay đánh úp lại, nháy mắt lan tràn hắn toàn thân, hắn cả người đều bởi vì này cổ cự lực, không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài, ngã trên mặt đất, đương này cổ cự lực hoàn toàn tan đi sau, hắn phát hiện chính mình nguyên cây cánh tay, đều hoàn toàn ma rớt, vô pháp nhúc nhích. Tại sao lại như vậy? Tộc lão đồng tử co rụt lại, trong lòng khiếp sợ vô cùng, một người tuổi trẻ người, một quyền liền phá rớt chính mình toàn lực một trường, sao có thể? Cho dù là Lý Thị trẻ tuổi, cũng tuyệt đối sẽ không có như vậy mạnh mẽ thực lực. Tên này Triệu Thị tộc lão ở khiếp sợ, Trương Huyền đồng dạng cảm thấy nghi hoặc, vì cái gì, Triệu Thị cái này tộc lão, như vậy nhược. Chính mình vừa mới kia một quyền, bất quá là ra 5 thành lực, trong đó thử tính chiếm cứ lớn hơn nữa một bộ phận, lại không nghĩ rằng trực tiếp đem này oanh bay. Hơn nữa xem tên này Triệu Thị tộc lão công kích thủ đoạn, phi thường đơn điệu, chỉ có thể đơn giản đem khí đánh ra, chỉ thế mà thôi, đây là chính mình ban đầu tiếp xúc khí khi, là có thể làm được một chút, chờ chính mình học tập đường thị công pháp cơ sở sau. Là có thể thông qua tự thân bất đồng chiêu thức, làm khí biến ảo hình thái, chẳng lẽ, đây là công pháp sai biệt? Trương Huyền suy nghĩ, đường thị công pháp, điểm thứ nhất, chính là làm khí trải rộng toàn thân, sinh ra hiệu quả như vậy, mà Triệu Thị công pháp, tắc không phải như vậy. Nếu thật là công pháp sai biệt nói, kia bất đồng công pháp chi gian, chênh lệch cũng quá mức rõ ràng. Trương Huyền đối khí nhận chi, còn dừng lại ở một cái thực thiền đoàn mặt, hoặc là nói, hắn sở nhận chi đồ vật. Chỉ có chính mình lý giải kia một mảnh, đến bây giờ hắn, còn không biết, chính mình đã đi ở bao nhiêu người phía trước. Có một số người, luyện khí cả đời, cũng vô pháp làm được giống hắn như vậy, làm cả người cơ bắp cùng nhau phát lực, làm được khí bố toàn thân, này không riêng yêu cầu đối khí cường đại khống chế, còn cần tự thân cơ bắp cường độ đạt tới tiêu chuẩn. Trương Huyền tuy rằng không có cố tình luyện qua khí, thậm chí liền thao tác khí đều không biết, nhưng hắn tự thân cơ bắp hòa khí phù hợp độ. Đã đạt tới một loại cực cao tiêu chuẩn, lúc trước ở Quang Minh đảo thượng, hắn ăn vào đại liều thuốc dược tề, làm thân thể từ trong tới ngoài, hoàn hoàn toàn toàn bị cao cường độ khí mạch lạc một lần. Khí ở Trương Huyền thân thể du đãng trong quá trình, phá lệ thông suốt. Nếu nói, người khác trong cơ thể mạch lạc hòa khí quan hệ, giống như là một chiếc tiểu ô tô chạy ở hẹp hòi phi chạy máy đường xe chạy, tốc độ thong thả, va chạm lực thấp, như vậy Trương Huyền, trong thân thể hắn khí cùng mạch lạc quan hệ. Giống như là một chiếc xe tải lớn chạy ở 018 đường xe chạy, tốc độ cực nhanh, va chạm lực cực mãnh, tuy rằng không bằng tiểu ô tô như vậy linh hoạt, nhưng càng cụ bị lực sát thương. Trương Huyền ở khí lĩnh vực, vẫn luôn đều bảo trì một cái người mới học tâm thái, hôm nay, hắn đột nhiên ý thức được, chính mình cái này người mới học, cũng không giống như chính mình trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu, mặc kệ nói như thế nào, liền trước mặt cái này Triệu Thị tộc lão, xa xa không phải chính mình đối thủ. Chương 615, khai sát giới. Trương Huyền không hề rối rắm với phương diện này, thực lực của chính mình ở ngự khí cảnh rốt cuộc tính cường tính nhược, theo về sau tiếp xúc địch nhân càng ngày càng nhiều, tự nhiên sẽ có định nghĩa, hiện tại tưởng lại nhiều, cũng không có bất luận tác dụng gì, dù sao có thể đánh bại địch nhân, kia đó là tốt. Hắn cả người về phía trước nhảy, như đại bàng dương cánh giống nhau, một trưởng chiều Triệu ra tên kia tộc lão đỉnh đầu chụp đi. Tên kia tộc lão vừa mới từ trên mặt đất bò dậy, cánh tay tê dại, làm hắn trong lòng sợ hãi, đối mặt Trương Huyền một trưởng này, căn bản không dám ngăn cản, chỉ có thể bay nhanh lui về phía sau, hắn trong lòng rõ ràng, chính mình căn bản không phải thanh niên này đối thủ, chính mình vừa mới toàn lực đánh ra một kích, đều hoàn toàn bại xuống dưới, chỉ có thể lại tìm viện thủ. Triệu Thị thị tộc cường đại thời gian lâu lắm, loại này thời gian lâu dài cường đại, làm Triệu Thị người, đặc biệt là này đó thân cư địa vị cao tộc lão. Sinh ra một loại ảo giác, một loại chính mình không bị thua, Triệu Thị không bị thua ảo giác. Đương tên này tộc lão phát hiện chính mình không phải Trương Huyền đối thủ thời điểm, trong lòng cũng không có quá nhiều hoảng loạn, bởi vì ở trong lòng hắn đã nhận định, người thanh niên này, ở Triệu gia trước mặt, tuyệt đối phiên không dậy nổi cái gì sóng gió tới. Đáng tiếc, lúc này đây hắn, 10 phần sai,
đương Trương Huyền tay đã niết thượng hắn đầu thời điểm, hắn trong lòng đều không có thất bại giác ngộ. Lúc này đây, Trương Huyền trong lòng, sát ý đã quyết, căn bản sẽ không có cái gì lưu thủ, chẳng sợ đây là một cái ngự khí cao thủ, chẳng sợ đây là Triệu thị thị tộc tộc lão, ở Trương Huyền trong mắt, đều đã là một cái chết người, trên tay hắn dùng sức, một tiếng phanh vang, máu tươi tiệm Trương Huyền một thân. Nhìn trước mặt chậm rãi ngã xuống vô đầu thi thể, trong lòng kia cổ áp lực hồi lâu táo bạo, giờ phút này rốt cuộc nhịn không được, bị Trương Huyền hoàn toàn phóng thích ra tới, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lại theo dõi một người Triệu ra người, Triệu đối phương sát đi. Một người tộc lão tử vong, kia nổ tung đầu, dọa phá Triệu ra người gan, thấy Trương Huyền đánh tới, bọn họ liền phản kháng tâm đều sinh không ra, một lòng muốn chạy trốn. Chạy, Trương Huyền nhẹ nhàng cười, hôm nay, ai đều chạy không được. Trương Huyền thân thể dùng sức nhảy, giống như đạn pháo phóng lên cao, theo sau thật mạnh dừng ở một người Triệu gia nhân thân trước, nắm tay vung mạnh gian, trực tiếp đem một người đánh bạo, không có bất luận cái gì hoa hòe loè loẹt đồ vật, chính là như vậy trực tiếp, khủng bố. Khổng lồ lực lượng, mang theo một cổ điên cuồng xé rách, đem Trương Huyền trước mặt địch nhân dập nát. Oa, lão đại hắn mạnh như vậy sao? Bạch Chỉ cầm trong tay đại đao, cùng trước mặt tộc lão đối đua một kích, theo sau vẻ mặt khoa trương nhìn Trương Huyền, chính mình hai người chỉ có thể gian nan ngăn cản tộc lão. Ở Trương Huyền trước mặt, nhất chiêu đều căng không dưới. Cùng với cảm thán lão đại cường, còn không bằng quản hảo tự mình, người cái ngu ngốc. Tương lai nôn nóng thanh âm ở Bạch Chỉ bên tai vang lên, nàng đã lấy ra vũ khí nóng, cùng tộc lão đối kháng, đem đối phương tạm thời áp chế ở một tòa thạch ốc phía sau, nhưng tộc lão tốc độ quá nhanh, nàng căn bản vô pháp làm được hữu hiệu nhắm chuẩn, hiện tại chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Các ngươi có hay không phát hiện, lão đại có chút không giống nhau. Nguyệt thần thanh âm, ở một bên vang lên, trong thanh âm mang theo một cổ lo lắng. Không giống nhau, có gì không giống nhau? Bạch Chỉ lắc đầu, ta cảm giác lão đại thực hảo a. Nguyệt thần rút ra roi dài, cùng đối thủ đối đua một kích, nói, sớm tại thời gian rất lâu trước kia, lão đại liền không thế nào tự mình động thủ giết người, trừ phi có người chạm vào lão đại điểm mấu chốt, lão đại cũng chỉ sẽ chính tay đâm một ít chủ yếu nhân vật, nhưng hôm nay, lão đại hắn có thể nói. Gặp người liền sát. Nhà cửa ngoại, cuồn cuộn không ngừng Triệu ra người nhằm phía nhà cửa, đi vào nội viện chung, ở toàn bộ Triệu gia huyện, Triệu thị người, chừng 7.000 nhiều người, này tuyệt đối là một cái khổng lồ con số, đường này điên cuồng ùa vào nhà cửa thời điểm, liền có một loại vô cùng vô tận cảm giác. Đối mặt này đó vô cùng vô tận địch nhân, Trương Huyền không những không có một chút lo lắng, ngược lại trên mặt, lộ ra một mặt hưng phấn, hắn song quyền ngự khí, thu hoạch một cái lại một cái sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét phẫn nộ, ở Triệu gia nhà cửa nội không ngừng vang lên. May mắn này một mảnh, cơ hồ trụ đều là họ Triệu, nếu là ở nội thành nội, chỉ sợ đã khiến cho khủng hoảng, nhưng dù cho như vậy, vẫn là có người nghe được bên này truyền đến bạo phá thanh. Nồng đậm mùi máu tươi, ở nhà cửa phía trên lan tràn. Trương Huyền trên người, đã bị máu tươi nhiễm hồng, cái gọi là sinh tử chi chiến, cũng không phải cái gì hai quân đối chọi, cách không kêu gào. Kia chỉ là triển lãm từng người cơ bắp một loại phương thức, chân chính sinh tử chi chiến, chính là như vậy vô thanh vô tức giữa, chạm vào là nổ ngay, lại là chiêu chiêu chí mệnh. Triệu thị tộc trưởng, Triệu Hách, đương này đuổi tới nhà cửa thời điểm, cửa đã bị thi thể hoàn toàn lấp kín, máu tươi theo khung cửa chảy tới trên đường phố. Triệu Hách liếc mắt một cái liền nhận ra, trong viện những cái đó mang mặt nạ hắc y nhân, đúng là chính mình nhìn đến kia ghi hình giữ người. Triệu Hách ngự khí. Cả người nhảy vào tường nội, hai gã địa ngục hành giả thấy được hắn, trước tiên chiều hắn giết tới, Triệu Hách tự bên hông rút ra một phen loan đao, nhắm ngay trước người vẽ ra một đạo độ cung, hai gã vọt tới địa ngục hành giả, thân hình đột nhiên một đốn, theo sau hướng phía trước phương tài đi. Nơi này phát sinh sự, lập tức đã bị người chú ý tới, những cái đó cùng Triệu gia thành viên giao chiến địa ngục hành giả, không có người lại hướng Trương Huyền vọt tới, mà là tận khả năng tránh đi Triệu Hách. Quang Minh Đảo ở bồi dưỡng địa ngục hành giả thời điểm, sở làm chuyện thứ nhất, chính là nói cho mỗi người, không cần đi làm vô vị sự tình, gặp được vô pháp chống cự đối thủ, bảo toàn tự thân, mới là quan trọng nhất, một mặt mà liều mạng, không phải dũng cảm, mà là não tàn. Mỗi một người địa ngục hành giả, ở tiềm thức chung, liền có như vậy giác ngộ, đương phát hiện Triệu Hách là cái tự thân vô pháp chống cự địch nhân khi, không ai đi cứng đối cứng, bọn họ rõ ràng, như vậy cường giả, tự nhiên sẽ có người tới đối phó. Chính mình phải làm, là đem chính mình năng lực lớn nhất phát huy ra tới, như vậy chẳng sợ chết trận,
cũng là hết lớn nhất cống hiến. Triệu Hách chủ động sát hướng những cái đó địa ngục hành giả, đường phát hiện những người này đều ở tránh chiến thời điểm, hắn mày gắt gao nhăn lại, địch nhân đối với chiến đấu nhạy bén trình độ, viễn siêu bổn tộc thành viên. Nội viện vang lên tiếng kêu thảm thiết, hấp dẫn Triệu Hách chú ý, Triệu Hách không hề đem trọng tâm đặt ở ngoại viện, trực tiếp hướng vào phía trong viện phóng đi. Vừa vào trong viện, Triệu Hách trước tiên, liền nhìn quét toàn bộ tình thế, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra địch nhân giữa vài tên cao thủ, trong đó 6 người, bị 3 cái tộc lão kéo, còn có 1 người, ở đại khai sát giới. Triệu Hách mày nhăn càng khẩn, bởi vì hắn rõ ràng, lần này, cùng sở hữu 4 gã tộc lão tiến đến, nhưng hiện tại chỉ còn 3 người, kia chẳng phải là nói, mặt khác 1 người, đã tao ngộ bất trắc. Triệu Hách đem ánh mắt tỏa định ở chính đại khai sát giới Trương Huyền trên người, liếc mắt một cái nhận ra, đây là đi vi giữa người nọ, muốn trước chôn Triệu Thị, lại chôn Lý Thị người nọ. Tặc tử, dám ngươi, Triệu Hách hét lớn một tiếng, song quyền ngự khí, hướng Trương Huyền chạy đi. Mới vừa giết một người Trương Huyền, cảm thấy phía sau một trận kình phong đánh úp lại, bỗng nhiên xoay người, huy quyền hướng phía sau. Chương 616, hóa hình cảnh. Trương Huyền một quyền, đối chiến Triệu Hách song quyền, ở hai người quyền trước mặt, ngưng tụ khổng lồ khí, hai người nắm tay còn chưa va chạm, kia khí liền trước đụng vào cùng nhau, sinh ra kịch liệt va chạm. Một cổ khí lãng, tự hai người chi gian tản ra. Trương Huyền cùng Triệu Hách hai người, cơ hồ đồng thời về phía sau phương liên tiếp lui 3 bước. Triệu Hách trong ánh mắt mang theo một mạt khiếp sợ, hắn xem Trương Huyền tuổi, bất quá hơn 20 tuổi, thế nhưng có như vậy cường thực lực, chính mình vừa mới, chính là ra 7 phần lực, vẫn là dẫn đầu ra tay, chỉ cùng đối phương đánh cái ngang tay. Trương Huyền lắc lắc nắm tay, khóe miệng liệt khai, có ý tứ, ngươi so với phía trước cái kia, mạnh hơn nhiều. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, Triệu Hách hét lớn một tiếng, hôm nay, liền từ ta tới thu ngươi mệnh. Ha ha, Trương Huyền nhẹ giọng cười, lời này, ta nghe được quá nhiều. Nhận lấy cái chết, Triệu Hách không hề vô nghĩa, nhà cửa nội không ngừng vang lên Triệu gia người tiếng kêu thảm thiết, đều làm hắn tâm sinh cuồng táo, hắn vận khởi trong cơ thể khí, hướng Trương Huyền sát đi. Tới hảo, Trương Huyền ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, chính mình rốt cuộc gặp được một cái, có chút thực lực đối thủ, vừa mới chính mình 5 thành lực, thế nhưng chỉ cùng hắn đánh cái ngang tay. Hai người nháy mắt chiến ở bên nhau, nếu nói, địa phương khác chiến đấu, chỉ là quyền cước va chạm, thương vong chỉ ở chiến đấu hai bên trên người, như vậy Trương Huyền cùng Triệu Hách chi gian chiến đấu, giống như là một cái thật lớn máy xay thịt, hai người mỗi một lần chiêu thức đối chạm vào, đều sẽ mang theo từng trận khí lãng, kia thực lực kém một chút người, đều không thể tiếp xúc khí lãng, hơi có đụng vào, đã bị chấn bay ra đi, nội tạng bị hao tổn. Trong nháy mắt, hai người cũng đã qua mấy chục chiêu, Triệu Hách là càng đánh càng kinh hãi, trước mặt người thanh niên này thực lực, đã đại đại vượt qua hắn mong muốn, bản thân, Triệu Hách chỉ dùng 7 thành lực, muốn thăm thăm Trương Huyền Đế, làm rõ ràng hắn rốt cuộc là nhà ai người, nhưng dần dần, này 7 thành lực, tăng trưởng tới rồi 8 phần, 9 thành, đến bây giờ 10 thành, Triệu Hách đều cảm giác, chính mình có chút cố hết sức. So với Triệu Hách kinh hãi, Trương Huyền là càng đánh trong lòng càng vui sướng, kia nghẹn ở trong lòng mấy ngày bực bội cảm, lúc này chút xuống mà ra. Tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi đối khí nhận chi, quá dễ hiểu. Triệu Hách hít sâu một hơi, không tính toán lại che giấu thực lực, hắn hai tay một trận, theo sau đánh ra một bộ hạc quyền. Một con khí trạng linh hạc, bị Triệu Hách niết ở trong tay, linh hạc dương cánh, hướng Trương Huyền mổ đi. Tiểu tử, người cùng khí chi gian liên hệ, như biển rộng giống nhau cuồn cuộn, không phải ngươi có thể lý giải, ta khiến cho ngươi trông thấy, như thế nào hóa hình. Triệu Hách trên mặt hiện lên một mặt ngạo nghễ, đây là hắn gần nhất mới đột phá cảnh giới, chẳng sợ phóng tới Hoa Hạ toàn bộ thị tộc giữa, cũng có thể bài đến trung du thực lực. Hóa hình cảnh cùng ngự khí cảnh chi gian chênh lệch, vô pháp đền bù. Trương Huyền có thể rõ ràng nhìn đến một con linh hạc hướng chính mình chọc tới. Hóa hình, Trương Huyền lại bắt giữ đến một cái quan trọng tin tức, nguyên lai, khí thành như vậy, bị gọi hóa hình. Tiểu tử, xem ra trưởng bối nhà ngươi, cũng không có giáo hội ngươi a. Triệu Hách trên mặt tươi cười càng ngày càng thịnh, mà khi hắn tươi cười nở rộ đến một cái đỉnh điểm thời điểm, đột nhiên ngừng. Bởi vì, Triệu Hách rõ ràng nhìn đến, ở Trương Huyền trên tay trái, nhéo một con mãnh hổ, kia mãnh hổ cũng là từ khí ngưng tụ mà thành, nhưng so với chính mình trong tay linh hạc, càng thêm ngưng thật, càng thêm rất sống động. Triệu Hách biến thành ra linh hạc, chỉ là hư ảnh,
nhưng Trương Huyền trong tay mãnh hổ, như có thực chất. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Triệu Hách trừng lớn hai mắt, không thể tin tưởng nhìn Trương Huyền, hóa hình. Ngươi sao có thể đạt tới hóa hình? Hơn nữa ngươi này hóa hình, đã tới rồi đại thừa. Như thế nào, hóa hình rất khó sao? Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, trong tay hắn mãnh hổ, mở ra bồn máu mồm to, hướng Triệu Hách trong tay kia chỉ linh hạc đánh tới, nguyên bản hung ác linh hạc, ở gặp được mãnh hổ sau, căn bản không có bất luận cái gì chống cự, đã bị hoàn toàn xé nát. Mãnh hổ thế đi không giảm, nhằm phía Triệu Hách. Triệu Hách sắc mặt rốt cuộc trở nên khó coi lên, hắn ngự khí với trước người chống cự, lại căn bản vô pháp ngăn cản mãnh hổ lợi trảo, giống như mỏng giấy bị mãnh hổ xé rách, hổ trưởng chụp đến Triệu Hách trên người. Này hổ trưởng lớn nhỏ, liền giống như một cái hai tuổi hài tử tay nhỏ giống nhau, mà khi này chụp đến Triệu Hách trên người khi, Triệu Hách cả người, liền như diều đứt dây giống nhau, bay ngược đi ra ngoài, hắn ngực, phi thường rõ ràng, sụp đổ đi xuống. Một ngụm máu tươi, tự Triệu Hách trong miệng phụt lên mà ra, hắn sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch, gần kia một chút, khiến cho hắn thân bị trọng thương. Hóa hình, Trương Huyền nhìn chính mình trong tay mãnh hổ, có điểm ý tứ, thế giới này, càng ngày càng có ý tứ. Trương Huyền vung cánh tay, mãnh hổ tiêu tán, hắn chiều Triệu Hách đi đến, tay làm đao chạng, đồng thời, một phen từ khí ngưng kết mà thành lưỡi dao sắc bén, theo Trương Huyền cánh tay, kéo dài đến trường tiêm. Này so thợ rèn tỉ mỉ mài rũa ra tới lưỡi dao sắc bén, còn muốn sắc bén rất nhiều. Triệu Hách nhìn Trương Huyền có thể tùy tâm sở dục hóa hình, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng, không nói kia vô số kinh nghiệm chiến đấu viễn siêu Triệu gia hắc y nhân, chính là như vậy một người tuổi trẻ người, thực lực của hắn cũng có thể nhẹ nhàng tiêu diệt Triệu gia. Triệu Hách trong lòng không cam lòng, Triệu gia mắt thấy liền phải quật khởi, lại ở quật khởi đêm trước, bị như vậy một người tiêu diệt, ta không rõ, người rốt cuộc là người nào. Vì sao phải đối chúng ta Triệu thị động thủ, chúng ta Triệu thị, tự hỏi không có trêu chọc quá ngươi. Hướng ta Quang Minh đảo tuyên chiến, cái này cũng chưa tính trêu chọc sao. Trương Huyền hướng Triệu Hách nhẹ giọng nói. Quang Minh đảo, Triệu Hách đồng tử co rụt lại, theo sau, trở nên ảm đạm, khó trách, khó trách. Triệu thị đã chế định kế hoạch, một khi vào đời, trước lấy kia thế tục thánh địa Quang Minh đảo, làm Triệu thị vào đời sau cái thứ nhất căn cứ địa, nhưng ai biết. Không đợi Triệu thị vào đời, Quang Minh đảo, cũng đã dẫn đầu giết lại đây. Chính là, Triệu Hách như thế nào cũng tưởng không rõ, Quang Minh đảo, là như thế nào biết Triệu thị muốn đối bọn họ động thủ, Triệu thị tham dự kế hoạch, đều là trong tộc địa vị cực cao người, sẽ không có người tiết lộ mới đúng. Vấn đề này, Triệu Hách chú định là tưởng không rõ. Trương Huyền Huy xuống tay cánh tay, khí đao như thiết đậu hủ giống nhau, từ Triệu Hách cổ xẹt qua, Triệu Hách trừng mắt tròn xoe đôi mắt, đến chết. Đều không có nhắm mắt. Tộc trưởng, Triệu Hách tử vong, làm cho cả Triệu gia người, hoàn toàn rối loạn tâm thần, kia còn ở cùng tương lai đám người tác chiến ba gã tộc lão, đồng thời lộ ra bi phẫn ánh mắt. Đối chiến thời điểm phân thần, cũng không phải là cái gì hảo thói quen Nga. Alex mắng nổi lên hắn một hàm răng trắng, múa may trong tay loan đao, thẳng chỉ một người tộc lão ngực, bọn họ kinh nghiệm chiến đấu kiểu gì phong phú, sẽ không bỏ qua địch nhân bất luận cái gì một cái thật nhỏ sai lầm. Liền ở Alex đối diện tên này Triệu thị tộc lão nhìn về phía Triệu Hách nháy mắt, hắn loan đao, liền tinh chuẩn cắm vào tên này tộc lão ngực. Tộc lão thần sắc một đốn, gian nan quay đầu tới, nhìn Alex, mới vừa mở miệng ra, tóc đỏ liền từ này phía sau đánh úp lại, bắt lấy này đầu, dùng sức nhắc tới. Chương 617, vì ngày này, lại một người Triệu thị tộc lão, tử vong. Giờ phút này, Triệu thị giữa, chỉ còn hai gã ngự khí cảnh tộc lão. Cùng với một đám liền ngự khí cũng chưa đạt tới bình thường con cháu, còn tại đây huyết tinh địa ngục giữa run rẩy. Ngô Vương, không hảo. Một tiếng kinh hô, từ Trương Huyền phía sau vang lên. Trương Huyền quay đầu vừa thấy, liền thấy Bình Thiên Hạo cả người là huyết, xuất hiện tại hậu phương, cả người có vẻ phi thường suy yếu, đi đường đều lung lay. Tôn cô nương nàng, bị người bắt đi. Bình Thiên Hạo vội vàng một lóng tay tường viện. Trương Huyền theo Bình Thiên Hạo sở chỉ địa phương nhìn lại. Liền thấy kia vẫn luôn trốn tránh ở từ đường Trung Triệu Khiêm, bắt lấy Tôn Lam, vượt qua ra nhà cửa nhất bên ngoài kia đổ tường cao, quang xem Triệu Khiêm động tác, Trương Huyền liền xác định, hắn tuyệt đối đã tới rồi ngự khí cảnh, loại này cao thủ, toàn bộ Quang Minh đảo, trừ bỏ chính mình cùng đại trưởng lão bên ngoài, một chọi một, không ai là đối thủ của hắn. Trương Huyền không có chần chờ, cất bước đuổi theo, ở nhảy ra nội viện tường đồng thời, Trương Huyền thanh âm, vang ở mỗi một người địa ngục hành giả trong tai.
giết sạch bọn họ. Thanh âm này, phảng phất đến từ cửu u dưới. Đương Trương Huyền nhảy ra nhà cửa thời điểm, nhìn đến một chiếc siêu chạy, oanh đủ mã lực, từ nhà cửa trước trên đường phố rời đi. Trương Huyền ánh mắt mọi nơi tìm tòi một vòng, cuối cùng tỏa định ở mặt khác một chiếc xe thể thao phía trên, vọt tới phụ cận, cánh tay dùng sức, mạnh mẽ kéo ra cửa xe, này chiếc siêu chạy không ngừng phát ra chói tai tiếng cảnh báo, Trương Huyền giống như không có nghe được giống nhau, ngồi vào bên trong xe, đưa điện thoại di động đặt ở chiếc xe trung khống trên đài, ước 8 giây sau, siêu chạy phát ra một tiếng nổ vang. Trương Huyền di động, là từ tương lai chuyên môn cải tạo quá, bên trong chip, có thể ở 30 giây nội, hắc nhập thế giới đứng đầu máy tính, một chiếc ô tô đánh lửa trang bị, một giây có thể phá giải khai, nhưng cũng liền cũng may đây là chiếc giá trị mấy trăm vạn siêu xe, nếu là tiện nghi bình thường xe hơi, thật đúng là vô pháp thông qua chiếc xe máy tính tới phá giải lửa lớn, kia chỉ có thể dựa chìa khóa. Trương Huyền căn cứ vừa mới sở quan sát đến Triệu Khiêm chạy trốn lộ tuyến, oanh đủ mã lực đuổi theo. Liền ở Trương Huyền vừa rời đi khi, một đạo thân ảnh màu đỏ, đi vào Triệu gia, nghe tới nhà cửa nội hét hò, nhìn đến kia mãn viện thi thể khi, màu đỏ thân ảnh mày nhăn lại, hắn người nhẹ nhàng đi vào nội viện. Dừng tay, màu đỏ thân ảnh mở miệng, thanh như chuông lớn. Những cái đó Triệu gia người, mặc kệ là chạy trốn, vẫn là phản kháng, giờ phút này đều không tự giác dừng trong tay động tác, mà những cái đó mặt mang mặt quỷ mặt nạ người, như cũ múa may trong tay lưỡi dao sắc bén. Ở tàn sát. Nội viện chung, một người vẫn luôn giấu ở kia khẩu mộc quan bên, đương màu đỏ thân ảnh xuất hiện là lúc, hắn một phen hỏa bậc lửa tưới mãn sang quan tài, lửa lớn nháy mắt bốc cháy lên. Thần ẩn hội, các ngươi áp ta thị tộc, hiện giờ ta thị tộc bị kẻ gian ám tập, cùng ngươi thần ẩn hội, trốn không thoát can hệ. Một người tộc lão, hai mắt tràn ngập huyết hồng, Triệu thị lần này, hoàn toàn hủy hoại. Tộc trưởng đầu mình hai nơi, tộc lão tử vong hai người. Đệ tử thương vong vô số, chẳng sợ hôm nay có thể hơi tàn xuống dưới, cũng muốn ngã ra thị tộc đứng hàng, lại khó xoay người. Màu đỏ thân ảnh nhìn quét một vòng, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, cùng Triệu thị tộc lão chiến đấu tương lai đám người, đều không phải là ngự khí cảnh. Thần ẩn có quy củ, không được đối người thường tùy ý ra tay. Phàm là không có đạt tới ngự khí cảnh, đều là người thường. Màu đỏ thân ảnh mở miệng hỏi, chủ hung ở phương nào? Vừa mới chạy đi ra ngoài, đuổi giết ta Triệu thị, duy nhất hy vọng. Kia tộc lão cắn chặt răng nói, hiện tại, bọn họ toàn bộ hy vọng, đều đặt ở Triệu Khiêm trên người. Một khi Triệu Khiêm, có thể thức tỉnh huyết mạch, mấy năm lúc sau, Triệu gia nói không chừng còn có thể có làm lại từ đầu cơ hội. Màu đỏ thân ảnh vừa nghe, lập tức liền nghĩ đến vừa mới chạy nhanh mà ra hai chiếc siêu chạy, hắn không có tại đây ở lâu, hướng bên ngoài đuổi theo. Thần ẩn hội tồn tại. Ở hạn chế thị tộc đồng thời, cũng muốn bảo trì cân bằng, nếu không, một khi cân bằng bị đánh vỡ, đối mặt nhiều như vậy thị tộc, chính là thần ẩn hội, cũng vô pháp tiếp tục đem cái này vững vàng cục diện, duy trì đi xuống. Nói cho ta, vừa mới Triệu ra đi ra ngoài kia hai chiếc xe, đi đâu? Màu đỏ thân ảnh lấy ra một cái máy truyền tin. Trong thành, màu đỏ thân ảnh nhìn thoáng qua trong thành phương hướng, nơi đó, có một tòa tháp cao, hoàn toàn thuộc về Triệu thị tư hữu sản nghiệp. Kia tháp cao, cũng là này toàn bộ Triệu gia huyện trung tâm, này tòa thật lớn cửu cung bát quái trận trung tâm. Bên trong thành, một đống khách sạn tầng cao nhất trong phòng, màu bạc tóc dài mỹ nữ, lặng lặng đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn Triệu gia nhà cửa kia bốc cháy lên ánh lửa, khóe môi treo lên một mặt cười khẽ, Trương Huyền ca ca, nhìn dáng vẻ, ngươi đã thành công một nửa đâu, chẳng qua, lớn nhất nguy cơ, còn chờ ngươi Nga. Tóc bạc mỹ nữ nói xong. Ánh mắt lại tỏa định tới rồi trong thành kia tòa tháp cao thượng, môi đỏ nhẹ động, trong miệng lẩm bẩm, không biết kiến thức huyết mạch lực lượng ngươi, có thể hay không tiếp tục như vậy an ổn đi xuống đâu, thế giới này, có thể so ngươi trong tưởng tượng, muốn xuất sắc quá nhiều quá nhiều. Đêm khuya, hai chiếc siêu chạy, ở Triệu gia huyện Trung Bão Táp, trên đường đèn xanh đèn đỏ, đối này hai chiếc siêu chạy điều khiển người tới nói, nhìn như không thấy. Triệu Khiêm trên mặt mang theo tàn nhẫn, Tôn Lam đã hoàn toàn hôn mê. Liền nằm ở trên ghế phụ, Triệu Khiêm đã đem chân ga dẫm tới rồi nhất đế, tiến hành lớn nhất gia tốc. Huyện thành không lớn, ở siêu chạy cấp tốc chạy hạ, chỉ dùng 5 phút thời gian, Triệu Khiêm liền tới đến này chỗ tháp cao phía dưới, hắn mở cửa xe, khiêng lên ghế phụ Tôn Lam, thị huyết liếm liếm môi, hướng tháp cao thượng vọt đi lên. Ở Triệu Khiêm vọt vào tháp cao sau 15 giây tả hữu, Trương Huyền sở điều khiển siêu chạy đồng dạng đi vào tháp cao phía dưới, xe còn không có đình ổn.
Trương Huyền liền từ bên trong xe vọt ra, thẳng đến tháp nội mà đi. Tòa tháp này, cao tới 63 mễ, là cả tòa huyện thành tối cao kiến trúc, không gì sánh nổi, tháp thuộc về tư nhân kiến trúc. Đương Trương Huyền vọt vào tháp nội thời điểm, phát hiện thang máy đã đi thông đỉnh tầng, vô luận chính mình như thế nào ấn, đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Trương Huyền không có tốn nhiều thời gian, nghĩ đến là Triệu Khiêm đem thang máy dừng hoạt động rồi, nhìn mắt khẩn cấp chạy trốn thang lầu vị trí, chạy qua đi. 63 mễ tháp cao, kia đếm không hết cầu thang, cho người ta một loại tuyệt vọng cảm giác. Trương Huyền hít sâu một hơi, bằng mau tốc độ, hướng về phía trước chạy như bay mà đi, hắn sở dẫm quá cầu thang, đều xuất hiện vết rách, có thể thấy được Trương Huyền chân bộ lực lượng có bao nhiêu khủng bố. Đương Trương Huyền chạy đến một nửa thời điểm, liền phát hiện, tòa tháp này, ở toàn bộ huyện thành trung tâm, sở hữu cửu cung bát quái bố trí, đều là quay chung quanh tòa tháp này tới kiến. Một đường vọt tới tháp đỉnh, tuy là Trương Huyền, đều không cấm duyễn nổi lên khí thô. Tháp đỉnh không gian cũng không lớn, là một cái hình tròn đại sảnh, âm u vô cùng, giờ phút này, một đạo bóng hình xinh đẹp, liền nằm tại đây trung tâm đại sảnh, ở bóng hình xinh đẹp bên cạnh, còn ngồi xếp bằng một bóng người. Người so với ta trong tưởng tượng, muốn chậm một chút. Kia nói ngồi xếp bằng thân ảnh, dần dần đứng lên, phát ra trầm thấp thanh âm. Biết sao, chúng ta Triệu thị, vì ngày này, chuẩn bị 21 năm. Chương 618, bén nhọn răng nanh. Hình tròn trong đại sảnh, có một ít nhỏ hẹp cửa sổ, có thể nhìn đến bên ngoài bầu trời đêm. Trương Huyền nhìn trước mắt cách đó không xa bóng người, không có vọng động, ở đi vào đỉnh tầng lúc sau, hắn luôn có một loại dự cảm bất hảo. Ánh trăng tươi xuống, chiếu vào bóng người trên người, Triệu Khiêm nguyên bản còn có vẻ có chút non nớt mặt, nhiều vài phần nói không nên lời quỷ dị. Từ ta sinh ra ngày đó, ta huyết mạch lực lượng, liền có phản tổ tung tích, cũng liền từ ngày đó bắt đầu, chúng ta Triệu thị, liền ở mưu hoa ngày này, mưu hoa, làm ta có thể thức tỉnh huyết mạch lực lượng một ngày. Ngày này, nhất đẳng, chính là 21 năm. Triệu Khiêm chậm rãi hướng phía trước đi rồi một bước. 21 năm, người cũng biết, này 21 năm, ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ta từ sinh ra khởi, liền đang chờ đợi ngày này đã đến, ngày này. Với ta mà nói, có lẽ là nhân sinh lột xác, lại có lẽ là một lần thẩm phán, nó như là bóng đè, không ngừng tra tấn ta, từ ta ký sự ngày đó bắt đầu, ta liền chưa từng có ngủ quá một ngày hảo giác. Hiện giờ, ta rốt cuộc chờ tới. Biết sao, ở ngươi đi vào ta Triệu thị kia một ngày, ta liền gặp qua ngươi, ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy có cây châm, chát ở trong lòng ta, làm ta phá lệ khó chịu, làm ta gấp không chờ nổi muốn đem này cây châm rút ra. Ta huyết mạch nói cho ta, ngươi trên người, mang theo một loại làm ta thực không thoải mái đồ vật. Triệu Khiêm đi tới dưới ánh trăng, cả khuôn mặt, bị ấn chiếu vào dưới ánh trăng, hắn đang cười, khóe miệng liệt khai, chưa từng khép lại quá. Ngươi cũng biết, này 21 năm, chúng ta Triệu thị, làm nhiều ít nỗ lực. Cả tòa huyện thành, đều là vì hôm nay, chúng ta thu thập vô số chất dinh dưỡng, tới vì huyết mạch thức tỉnh, cung cấp năng lượng, ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa. Liền hủy chúng ta Triệu thị kế hoạch, người khiến cho kia 999 cá nhân, bạch đã chết. Trương Huyền đứng ở nơi đó, nghe Triệu Khiêm nói, yên lặng lắc lắc đầu, cái này Triệu Khiêm, hắn tâm lý, đã hoàn toàn vặn vẹo. Đồng thời, làm Trương Huyền không nghĩ tới chính là, Triệu thị này tòa hoàn toàn dựa theo cửu cung bát quái sở kiến thành, chính là vì huyết mạch thức tỉnh, càng vì này, giết nhiều như vậy người, này bất đồng với chiến tranh, chỉ là tàn nhẫn tàn sát. Ha ha ha, ha 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 ha, Triệu Khiêm đột nhiên cười, cười phá lệ lớn tiếng, bất quá, ta còn là có chuyện muốn cảm tạ ngươi, nhiều năm như vậy xuống dưới, Triệu thị cùng người ngoài thông hôn, huyết mạch càng ngày càng loãng, ta vốn đang suy nghĩ, nên như thế nào làm Triệu thị huyết mạch, trở nên thuần tịnh lên, nếu ta lên làm tộc trưởng, lại tàn sát toàn bộ Triệu thị, không tránh được bị người bệnh cấu, ngươi nhưng thật ra trước tiên cho ta giải quyết một nan đề a. Trương Huyền ra tiếng. Triệu thị đem hy vọng đặt ở trên người của ngươi, thật là đã chọn sai người. Hy vọng, ngươi nói hy vọng, Triệu Khiêm thanh âm, đột nhiên đề cao, ngươi nói ta là Triệu thị hy vọng. Này hắn sao, là ta, này 21 năm qua, nghe được lớn nhất chê cười, ngươi hắn sao thế nhưng nói Triệu thị đem ta coi như hy vọng. Ngươi cũng quá đánh giá cao ta ở Triệu thị địa vị. Cho tới nay, ta bất quá là một cái công cụ, ngươi có cảm nhận được, mỗi ngày buổi tối. Đều phải ở máu tươi nội ngâm cảm giác sao, ngươi có cảm nhận được, mỗi ngày, đều phải uống xong cùng tộc huyết cảm thụ sao. Hy vọng, ta thảo ngươi sao hy vọng.
Triệu Khiêm cảm xúc, đột nhiên trở nên phi thường kích động, cả người cũng táo bạo lên, thân hình hắn, ở phát ra run rẩy, hắn không có mục đích múa may cánh tay, giống như là cái nhiều động người bệnh. Ngươi có thể lựa chọn rời đi. Trương Huyền nhìn trước mắt Triệu Khiêm, đột nhiên thế hắn cảm thấy một trận bi ai, nếu thật là như vậy tồn tại, kia đúng như cùng luyện ngục. Rời đi, ta vì cái gì phải rời khỏi? Triệu Khiêm trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc, người có biết hay không, huyết mạch lực lượng thức tỉnh, ý nghĩa cái gì? Đại biểu cho cái gì? Triệu Khiêm nhìn mắt ngoài cửa sổ. Từ hôm nay trở đi, từ giờ trở đi, ta. Triệu Khiêm, chính là trên thế giới này thần, duy nhất thần, chẳng sợ kia cái gọi là võ đế, từ nay về sau, cũng muốn ở ta dưới chân cúi đầu, ngươi hiểu sao, thần lực lượng, không phải ngươi loại người này, có thể lý giải. Ngoài cửa sổ, một đạo đông tiếng vang, truyền tiến Trương Huyền trong tai. Đây là đến từ huyện thành trung một cái gác chuông, mỗi đến đêm khuya 12 giờ, gác chuông đều sẽ ra tiếng. Ở nghe được thanh âm này nháy mắt, Trương Huyền sắc mặt biến đổi, thầm quát một tiếng không tốt, Triệu Khiêm, vẫn luôn đều ở kéo dài thời gian, Tôn Lam đã sớm tới rồi Triệu gia vẫn luôn đang đợi, chính là đang đợi, này đêm khuya qua. Trương Huyền hai chân phát lực, cả người như là mũi tên rời dây cung, chiều Triệu Khiêm phóng đi. Triệu Khiêm quay người, nắm lên nằm trên mặt đất Tôn Lam, nhắm ngay Tôn Lam kia trắng nõn cánh tay ngọc, một ngụm cắn đi xuống, căn bản không màng vào tới Trương Huyền. Trương Huyền rõ ràng nhìn đến, Triệu Khiêm hàm răng, mà đến giống như dã thú giống nhau sắc bén, nhẹ nhàng phá khai rồi Tôn Lam non mềm làn da, duẫn hút nàng máu. Trương Huyền giơ lên tay, một quyền tạp hướng Triệu Khiêm mặt. Triệu Khiêm đột nhiên xoay người, dùng phía sau lưng ngạnh kháng Trương Huyền này một quyền. Trương Huyền rõ ràng nghe được một trận răng rắc thanh thúy tiếng vang lên, chính mình này một quyền, tạp chặt đứt Triệu Khiêm xương sống. Triệu Khiêm cả người không chịu khống chế sụi lơ đi xuống, nhưng hắn nha, như cũ cắn ở Tôn Lam cánh tay thượng, không chịu buông ra, trong mắt tràn ngập điên cuồng thần sắc. Loại này điên cuồng, làm Trương Huyền có một loại dự cảm bất hảo, hắn đá ra một cái tiên chân, khí hình thành tiên trạng, chịu ở Triệu Khiêm sườn lạc, lần này, làm hắn xương sườn cũng đoạn rớt mấy cây, nhưng Triệu Khiêm như cũ không có buông ra Tôn Lam. Trương Huyền mày nhăn chặt, hắn căn bản không dám mạnh mẽ đem Triệu Khiêm kéo ra. Triệu Khiêm sắc bén hàm răng tạp ở Tôn Lam cánh tay giữa, nếu mạnh mẽ kéo ra, tuyệt đối sẽ xé rách hạ Tôn Lam một tảng lớn huyết nhục, hắn có thể làm, chính là thông qua đau đớn, tới kích thích Triệu Khiêm, làm hắn chủ động nhả ra. Trương Huyền lại lần nữa một chân trừ ở Triệu Khiêm trên người, Triệu Khiêm lỗ tai, lỗ mũi, bao gồm khóe mắt, đều ở hướng ra mạo máu tươi, đoạn rớt xương cốt, đã chát ở hắn nội tạng chung, nhưng hắn như cũ không chịu nhả ra, hầu kết không ngừng cổ động. Trương Huyền một chân, thật mạnh đạp lên Triệu Khiêm phía sau lưng, không ngừng nghiền áp, dùng sức. A, kịch liệt đau đớn, rốt cuộc làm Triệu Khiêm chịu đựng không được, mở ra miệng, kêu thảm thiết ra tiếng. Cũng liền ở Triệu Khiêm há mồm nháy mắt, Trương Huyền một chân đá ra, đem Triệu Khiêm đá văng ra 3 mét ngoại, hắn nhìn về phía Tôn Lam cánh tay thượng, có một loạt bén nhọn huyết động, nhìn thấy ghê người. Triệu Khiêm tuy rằng bị Trương Huyền đá văng ra, nhưng hắn trên mặt không có bất luận cái gì tiếc nuối, chẳng sợ thất khiếu đều ở xuất huyết, hắn như cũ đang cười. Ha, khụ, khụ khụ. Phổi bộ xuất huyết, mồm to máu tươi, từ hắn trong miệng khụ ra. Biết sao, nữ nhân này, với ta mà nói, chính là trên thế giới này tốt nhất đổ bổ, chúng ta Triệu thị, tìm tòi toàn bộ huyện thành 7 vạn người máu, nàng huyết mạch, cùng ta có thể đạt tới hoàn mỹ dung hợp, chỉ cần ta ở hôm nay, hoàn toàn thay nàng huyết, ta huyết mạch lực lượng sẽ tại đây tòa đại trận giữa thiêu đốt. Chương 619, một con dã thú. Đáng tiếc, ngươi không có hút khô. Trương Huyền hướng Triệu Khiêm lắc lắc đầu. Kia cũng, đủ rồi. Triệu Khiêm đồng tử đột nhiên một ngưng, cả người thân hình bạo khởi, chiều Trương Huyền vọt tới. Thật nhanh, Trương Huyền trong lòng cả kinh, hắn cũng chưa thấy thế nào thanh Triệu Khiêm động tác, đối phương cũng đã đi tới trước người. Đương Trương Huyền nhìn đến Triệu Khiêm dây tiếp theo, liền cảm thấy một cổ cường đại cảm giác áp bách từ trước người đánh úp lại. Triệu Khiêm chỉ là nhìn như tùy ý một quyền chiều Trương Huyền đánh đi, liền trực tiếp phá vỡ Trương Huyền những cái đó hộ thể dòng khí, làm này một quyền oanh ở Trương Huyền trên người. Có thể phá vỡ hộ thể dòng khí một quyền, uy lực có bao nhiêu đại? Trương Huyền cả người, như đạn pháo giống nhau bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh quăng ngã ở một mặt trên vách tường, bởi vì kịch liệt va chạm, vách tường đều sinh ra ra nẻ. Triệu Khiêm một quyền đem Trương Huyền oanh phi sau, không có tiếp tục truy kích,
mà là đứng ở tại chỗ, nhìn chính mình nắm tay, lực lượng a, đây là ta tha thiết ước mơ lực lượng, có thể làm võ đế, đều ở ta dưới chân cúi đầu lực lượng, ta chờ đợi ngày này, đợi 21 năm. Triệu Khiêm trên người xương cốt, bị Trương Huyền đá chặt đứt số căn, bao gồm nửa người trên xương sống đều đoạn rớt, giờ phút này hắn cả người, đứng ở nơi đó, siêu siêu vẹo vẹo, thật giống như là một khối bị sợi tơ treo lên rối gỗ. Triệu Khiêm thất khiếu không ngừng tràn ra máu tươi, nhưng hắn chút nào không thèm để ý, trên mặt đắm chìm ở vui sướng giữa, hắn có thể cảm giác được, chính mình huyết mạch lực lượng, đang ở sôi trào. Loại này lực lượng cường đại, làm Triệu Khiêm có một loại có thể đem toàn bộ thế giới đều đạp lên dưới chân cảm giác, hắn ánh mắt nhìn về phía nằm trên mặt đất Tôn Lam, lại lần nữa đi qua, lộ ra hắn răng nanh. Một con khí trạng mãnh hổ, từ Triệu Khiêm phần lưng đánh tới, Trương Huyền tay niết hổ hạc song hình, từ hai cái bất đồng phương hướng, chiều Triệu Khiêm đánh úp lại. Mãnh hổ mở ra mồm to, cắn xé ở Triệu Khiêm trên người, bạch hạc dương cánh, mang theo một loại thẳng tiến không lùi chi thế, chiều Triệu Khiêm đánh tới. A, à, Triệu Khiêm lại lần nữa phát ra một tiếng thống khổ kêu to, hắn trên vai liên quan trước ngực huyết nhục, bị hổ hạc hư ảnh xé xuống một khối to. Trương Huyền một kích thực hiện được, không có chần chờ, lại lần nữa đánh ra một kích, hắn chân trước hóa khí roi dài, phân hai cái phương hướng chiều hướng Triệu Khiêm. Ta muốn ngươi chết, Triệu Khiêm phát ra một đạo trầm thấp tiếng hô, bỗng nhiên duỗi tay, tốc độ như tia chớp nhanh chóng. Trương Huyền sắc mặt biến đổi, liền phải thu chiêu lui về phía sau. Nhưng Triệu Khiêm tốc độ thật sự quá nhanh, ở Trương Huyền hoàn thành thu chiêu trước, hắn tay, liền tạp trụ Trương Huyền cổ. Triệu Khiêm dưới chân dùng sức vừa dẫm, thân thể lao xuống, một tay bắt lấy Trương Huyền cổ, trực tiếp nhằm phía bên cạnh vách tường, theo sau dùng sức một tạp, đem Trương Huyền hung hăng nện ở trên vách tường. Khụ! Trương Huyền chỉ cảm thấy yết hầu một ngọt, một ngụm máu tươi, từ hắn trong miệng phun ra, hắn cả người đều bị Triệu Khiêm tạp tới rồi vách tường giữa. Vách tường dần dần ra nẻ, nếu ở ngoài tháp có thể nhìn đến, này tháp đỉnh tầng, đang ở rơi xuống một ít đá vụn khối. Biết sao, người hẳn là cảm thấy vinh hạnh, người là ở ta thành thần sau, cái thứ nhất có thể thương đến ta người, cũng là cuối cùng một cái, ta sẽ đem ngươi xương cốt, làm thành tiêu bản, vẫn luôn kỷ niệm lên. Triệu Khiêm phát ra khàn khàn thanh âm, cao cao giơ lên nắm tay, theo sau thật mạnh chiều Trương Huyền trên người ném tới. Một đóa hoa sen. Từ Trương Huyền trên đỉnh đầu không hiện lên, tưới xuống một tầng cái lồng khí, tầng này cái lồng khí nhìn như yếu ớt, lại thành công chống đỡ Triệu Khiêm oanh tới một quyền. Ân, Triệu Khiêm phát ra một đạo có chứa nghi hoặc thanh âm. Liền ở Triệu Khiêm nghi hoặc nháy mắt, Trương Huyền ngưng tụ lực lượng, một chân đá vào Triệu Khiêm ngực, Triệu Khiêm hưởng ứng bay ra, nện ở Trương Huyền đối diện mặt trên vách tường. Trương Huyền từ vỡ vụn vách tường trung bò ra tới, có thể nhìn đến, hắn áo trên. Đã bị xé rách vô số khẩu tử, lau một phen khóe miệng máu tươi, Trương Huyền siết chặt nắm tay, lại lần nữa hướng Triệu Khiêm phóng đi. Ngươi làm ta sinh khí, làm ta sinh khí, Triệu Khiêm phát ra tiếng hô, hắn hai mắt tràn ngập một loại huyết hồng, đối mặt Trương Huyền đánh tới công kích, hắn như là tự sát chịu chết giống nhau, mở ra hai tay, tùy ý Trương Huyền một quyền, oanh ở hắn ngực. Trương Huyền này một quyền, uy lực khủng bố, Triệu Khiêm nguyên bản đã bị được khảm tới rồi vách tường giữa. Lần này, làm cho cả vách tường, đều bắt đầu sụp xuống. Thật lớn hòn đá từ tháp đỉnh rơi xuống, nện ở mặt đất kia chiếc siêu chạy thượng, mấy trăm vạn sang quý siêu chạy, biến thành một đống sắt vụn, Triệu Khiêm nửa cái người, cũng lộ ở ngoài tháp mặt. Trương Huyền một quyền oanh ra, cũng không có kết thúc, hắn lại lần nữa dương quyền, đánh vào Triệu Khiêm trên mặt, một quyền, mỗi một lần, đều dùng lớn nhất sức lực. Phanh! Một đạo nứt thạch tiếng vang, Triệu Khiêm đầu. Sinh sôi tạp khai phía sau tường đá, bị Trương Huyền chùy tới rồi ngoài tháp mặt. Ha 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 ha, trầm thấp thanh âm, từ Triệu Khiêm trong miệng phát ra, người cũng chỉ có như vậy một chút sức lực sao. Không đau không ngứa a. Trương Huyền niết quyền, lại lần nữa hướng Triệu Khiêm oanh đi, hiện tại Triệu Khiêm hơn phân nửa cái thân mình đều ở ngoài tháp, Trương Huyền này một quyền oanh ra, chính là muốn đem Triệu Khiêm hoàn toàn oanh phi ngoài tháp, này 63 mễ trời cao, lấy cái này trạng thái hạ Triệu Khiêm. Tuyệt đối sẽ bị quăng ngã thành thịt nát. Mắt thấy Trương Huyền này một quyền, liền phải lại lần nữa oanh ở Triệu Khiêm trên mặt, ở khoảng cách Triệu Khiêm mặt còn có không đến 1 cm thời điểm, rốt cuộc vô pháp đi tới mảy may. Triệu Khiêm tay, gắt gao bắt lấy Trương Huyền thủ đoạn. Nhược, 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 ngươi quá yếu, Triệu Khiêm đem đầu từ ngoài tháp chiều trở về, có thể rõ ràng nhìn đến, hắn này một khuôn mặt, đã hoàn toàn bị Trương Huyền đánh biến hình,
mũi sụp đổ, xương gò má vỡ vụn, liền hốc mắt, cũng hoàn toàn bị đánh nát. Triệu Khiêm nhìn chằm chằm Trương Huyền, thị huyết liếm liếm miệng mình, bỗng nhiên mở miệng, lộ ra sắc bén răng nanh, chiều Trương Huyền cánh tay thượng táp tới. Kia sắc bén đâm thủng ra thịt cảm giác đau đớn đánh úp lại, Trương Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tại đây một khắc, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình trong cơ thể máu tươi, đang nhanh chóng bị Triệu Khiêm hướng ra trừ. Triệu Khiêm kia không ngừng mấp máy yết hầu, chứng minh hắn ở làm mồm to nuốt. Nhả ra a. Trương Huyền nhắc tới đầu gối, thật mạnh đánh vào Triệu Khiêm trên mặt, này mãnh liệt va chạm, làm Triệu Khiêm mặt cốt đường trường sụp đổ đi vào, cả khuôn mặt hoàn toàn hủy diệt, nhưng hắn như cũ gắt gao cắn Trương Huyền cánh tay. Ta làm ngươi nhả ra, nhả ra. Trương Huyền mặt khác một bàn tay nắm lên Triệu Khiêm đầu tóc, lại lần nữa dùng đầu gối đụng phải đi lên, mỗi một lần công kích giữa, đều bí mật mang theo khổng lồ khí. Lúc này đây, Trương Huyền sở đâm cho địa phương, là Triệu Khiêm hàm dưới cốt. Va chạm dưới, Triệu Khiêm hàm dưới cốt, không có ngoại ý muốn hoàn toàn vỡ vụn, cắn chặt Trương Huyền cánh tay răng nhọn, cũng không khỏi mở ra. Trương Huyền nhanh chóng rút về cánh tay, trong nháy mắt này, Triệu Khiêm đột nhiên nổ lên, hắn phát ra cường đại thế công, như mưa rào giống nhau, điên cuồng đập ở Trương Huyền trên người. Đối mặt Triệu Khiêm thế công, Trương Huyền chỉ có thể gian nan làm ra ngăn cản, bị đánh kế tiếp lui về phía sau. Trương Huyền nhìn trước mặt này khuôn mặt vặn vẹo. Hai mắt màu đỏ tươi Triệu Khiêm, cho hắn cảm giác, này căn bản là không phải một người, mà là, một con dã thú. Chương 620, uống đủ rồi sao? Triệu Khiêm thế công thực cuồng bạo, thân thể hắn, tuy rằng nhìn qua đã rách nát bất kham, nhưng hắn lúc này nắm tay phát huy ra uy lực, kia đều là lấy trọng tải tới tính toán, đánh vào người thường trên người, một quyền, là có thể đem này đánh thành huyết vụ. Trương Huyền trước người cái lồng khí, ở Triệu Khiêm song quyền hạ. Liền giống như một tầng mỏng giấy, hắn có thể chống được hiện tại, toàn dựa vào hắn siêu cường thân thể cơ năng, cùng với trên đầu kia đóa hoa sen, mỗi lần ở Trương Huyền nguy cơ thời điểm, hoa sen liền sẽ tưới xuống một tầng cái lồng khí, này cái lồng khí cường độ, viễn siêu Trương Huyền chính mình ngưng kết ra, có thể ngăn cản Triệu Khiêm thế công. Nhưng theo Triệu Khiêm thế công càng ngày càng mãnh, Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen, cũng có vẻ càng ngày càng hư, tưới xuống cái lồng khí cường độ, cũng ở thu nhỏ. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, hoàn toàn chiếu vào Triệu Khiêm trên người, Triệu Khiêm phát ra một tiếng giống to, trên nắm tay lực lượng càng thêm cuồng bạo. Không nghĩ tới, người thế nhưng là một phần ngoài ý muốn chi hỉ, người trong máu năng lượng, đại đại vượt qua ta dự kiến a, ta cảm giác, ta huyết, ở sôi trào, người yên tâm, ta sẽ không làm ngươi này một thân máu uổng phí. Triệu Khiêm khóe miệng, lộ ra tàn nhẫn tươi cười, hắn nhìn chằm chằm Trương Huyền ánh mắt, giống như là một mâm mỹ vị món ngon giống nhau. Ở toàn bộ Triệu gia huyện thành phía trên, một cổ vô hình chi khí, ngưng tụ thành xoắn ốc trạng, bắt đầu hướng huyện thành trung ương tháp cao tụ tập, hối với tháp tiêm. Này tòa hao phí mấy chục năm, tỉ mỉ kiến tạo cửu cung bát quái thành, bắt đầu phát huy nó tác dụng. Khổng lồ khí, ở tháp tiêm trồng chất, đột nhiên, giống tìm được một cái đột phá khẩu, chiều Triệu Khiêm trong cơ thể toàn đi. Đương này cổ khổng lồ khí dũng mãnh vào trong cơ thể sau, Triệu Khiêm bên cạnh, cuốn lên một trận cuồng phong. Một cổ khổng lồ dòng khí từ Triệu Khiêm trong cơ thể tuôn ra, đem Trương Huyền đẩy ra 3 mét có hơn. Cuồng phong hoàn toàn đem Triệu Khiêm bao phủ, bao trùm, đây là từ linh khí sở hình thành gió lốc, có thể đem người, xé thành mảnh nhỏ. Đang ở cuồng phong chung Triệu Khiêm, phát ra thê thảm giống lên một tiếng. Trương Huyền xem chuẩn thời cơ, cố nén cả người đau nhức, khom lưng cúi người, chiều Tôn Lam sở nằm địa phương phóng đi, hắn muốn trước đem Tôn Lam phóng tới một cái an toàn địa phương. Trương Huyền mới vừa hướng một nửa, ở đi ngang qua kia cuồng phong khi, một con huyết nhục mơ hồ tay, từ cuồng phong giữa vươn, trực tiếp bắt được Trương Huyền cánh tay. Trương Huyền quay đầu vừa thấy, Triệu Khiêm từ cuồng phong giữa đi ra, hắn bên ngoài thân huyết nhục, bị cuồng phong xâm nhập, toàn bộ xé rách, cả người, đều là huyết nhục mơ hồ, nhìn phá lệ khủng bố. Hơn nữa, Trương Huyền còn chú ý tới, hiện tại Triệu Khiêm, so vừa mới, thân hình muốn cao lớn không ít. Ít nhất trường cao 10 cm, cánh tay cũng càng thêm thô tráng. Triệu Khiêm nỗ lực từ cuồng phong trung bài trừ, hắn huyết nhục mơ hồ ngực không ngừng phập phồng, đại biểu cho hắn giờ phút này còn ở thừa nhận thật lớn thống khổ. Muốn cứu nàng, Triệu Khiêm nhe răng, kia trương che kín máu tươi thịt nát trên mặt, đột nhiên lộ ra một mạt trắng tinh, phá lệ thấm người, người này chỉ con kiến, làm ta cảm thấy thực phiền a, cho nên ta quyết định, muốn ăn trước ngươi, lại hưởng thụ nữ nhân kia, khạc khạc.
Triệu Khiêm tiếng nói vừa dứt, một cái tay khác bỗng nhiên dò ra, tạp trụ Trương Huyền hầu kết, đồng thời mở ra miệng rộng, lộ ra hắn răng nanh sắc bén, cắn hướng Trương Huyền bả vai. Răng nanh không hề trở ngại xuyên phá Trương Huyền ra thịt, Trương Huyền cả người, bị Triệu Khiêm gắt gao khống chế được, căn bản vô pháp chống cự. Một tầng cái lồng khí từ Trương Huyền đỉnh đầu hoa sen tưới xuống, còn không chờ cái lồng khí ngưng tụ, đã bị Triệu Khiêm phía sau cuồng phong xé thành mảnh nhỏ. Trương Huyền bụng khí xoáy tụ xoay tròn tốc độ, bắt đầu trở nên thong thả lên, đỉnh đầu hoa sen, cũng có một loại lung lay sắp đổ chi thế. Triệu Thị chuẩn bị 21 năm, tập hợp toàn tộc chi lực, liền vì thức tỉnh huyết mạch lực lượng, há có thể khinh thường, bọn họ liền võ đế đều không bỏ ở trong mắt, này huyết mạch lực lượng cường đại, làm người vô pháp tưởng tượng. Lúc này, tuy rằng chỉ là thức tỉnh rồi như vậy một chút huyết mạch chi lực, nhưng đối Trương Huyền tới nói, đã là vô pháp đối kháng cường đại rồi, rốt cuộc Trương Huyền, tiếp xúc khí thời gian, còn thực ngắn ngủi. Trong cơ thể máu bị người rút ra, một cổ suy yếu cảm, đánh thẳng Trương Huyền trong óc, Trương Huyền sắc mặt, đã trở nên một mảnh trắng bệch, hắn cắn chặt hàm răng, cả người dùng sức, tận khả năng muốn đi tránh thoát Triệu Khiêm. Triệu Khiêm tứ chi, theo máu hút, ở không ngừng lớn mạnh, đây là một cái dùng khoa học vô pháp giải thích hiện tượng, hắn lực lượng càng lúc càng lớn, mà Trương Huyền lực lượng, tắc càng ngày càng nhỏ. Trương Huyền ánh mắt, dần dần trở nên lỗ trống, hắn căng chặt cơ bắp, cũng dần dần thả lỏng lại, hai mắt dần dần nhắm lại, Triệu Khiêm buông lỏng ra bắt lấy Trương Huyền tay, nhưng cắn Trương Huyền bả vai răng nanh, trước sau không có buông ra. Hiện tại Trương Huyền, chính là bị Triệu Khiêm ngậm ở trong miệng. Ánh trăng càng ngày càng sáng, Triệu Khiêm thân hình, cũng dần dần trở nên khổng lồ lên, phía trước hắn, chỉ có 1m8 thân cao, mà hiện tại, đã tới gần 2m. Triệu Khiêm ánh mắt giữa, tràn ngập hưởng thụ, hắn tham lam đều hút Trương Huyền trong cơ thể máu tươi, cảm thụ được lực lượng tăng trưởng. Trương Huyền trong cơ thể, kia khí xoáy tụ hoàn toàn đình chỉ, đồng dạng, Trương Huyền trái tim, cũng chỉ có mỏng manh nhảy lên. Liền ở khí xoáy tụ đình chỉ 5 giây sau, một mạt màu đỏ quang mang, từ khí xoáy tụ bên trong dần dần lan tràn, một lần nữa kéo khí xoáy tụ, chảy về phía Trương Huyền toàn thân. Uống đủ rồi sao, một đạo lạnh nhạt, không có bất luận cái gì cảm tình thanh âm, đột nhiên vang ở Triệu Khiêm bên tai. Triệu Khiêm đột nhiên cả kinh, hắn ánh mắt một phiết, liền thấy Trương Huyền, không có bất luận cái gì phản kháng đứng ở nơi đó. Giờ phút này Trương Huyền, hai mắt tràn ngập một mảnh huyết hồng, hắn lỏa lồ ra trên da thịt, che kín màu đỏ tươi tơ máu, hắn liền như vậy hai mắt hờ hững nhìn đang ở chính mình trên người hút máu Triệu Khiêm, kia biểu tình, liền giống như lại xem một tuồng kịch. Triệu Khiêm thấy Trương Huyền thế nhưng còn có năng lực phản kháng, đôi tay đồng thời chiều Trương Huyền trên người chộp tới. Lan, Trương Huyền trong miệng quát nhẹ, thân thể bỗng nhiên chấn động. Này chấn động lực lượng, làm Triệu Khiêm kia cắn ở hắn ra thịt nội răng nanh, toàn bộ vỡ vụn, mà Triệu Khiêm thân thể cao lớn, cũng bị trực tiếp đánh bay, tạp tới rồi trên tường. Làm xong này hết thảy, Trương Huyền xem cũng không xem chính mình trên vai mấy cái huyết động, chậm gì gì chiều Triệu Khiêm đi đến. Triệu Khiêm phát ra một tiếng dã thú gào giống, chiều Trương Huyền vọt tới, hắn không có một chút kết cấu, hoàn toàn như là một con dã thú, muốn dùng đôi tay xé nát Trương Huyền. Đối mặt Triệu Khiêm thô tráng hai tay, Trương Huyền mặt vô biểu tình, vươn hai ngón tay, tùy tiện vung lên. Triệu Khiêm nguyên bản đã bắt được Trương Huyền trước mặt hai tay, giờ phút này thế nhưng đồng thời từ bả vai chỗ đứt gãy mở ra, ở khoảng cách Trương Huyền trước người còn không đến 10 cm khoảng cách, vuông góc lạc hướng mặt đất. Một màn này, phát sinh quá mức kinh người, cũng quá nhanh, mau đến Triệu Khiêm bản thân đều không phản ứng lại đây, đương hắn nhìn đến chính mình cánh tay rơi xuống trên mặt đất thời điểm, mới cảm nhận được hai vai chỗ truyền đến đau nhức. Triệu Khiêm phát ra thống khổ gào giống thanh, hai mắt tràn ngập kinh sợ nhìn Trương Huyền, không thể tin, hắn tưởng không rõ, cái này vừa mới ở chính mình trong tay còn không có đánh trả chi lực người, như thế nào đột nhiên liền bộc phát ra lớn như vậy năng lượng tới. Chương 621 Ngươi làm ta buông tay. Kẻ hèn con kiến, cũng dám xưng thần. Thế gian này thần, chỉ có một. Trương Huyền thân thể hóa thành ảo ảnh, xuất hiện ở Triệu Khiêm trước người không đến 3 cm địa phương, hắn liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Triệu Khiêm. Ở Trương Huyền màu đỏ tươi dưới ánh mắt, Triệu Khiêm bước chân, theo bản năng lui về phía sau. Trương Huyền duỗi ra tay, tạp trụ Triệu Khiêm yết hầu, đem Triệu Khiêm giơ lên. Đối mặt hiện tại Trương Huyền, Triệu Khiêm liền năng lực phản kháng đều không có, hắn không có hai tay, quanh thân, có một cổ vô hình năng lượng áp bách hắn, làm hắn liền nhúc nhích một chút đều làm không được.
Trương Huyền một bước bán ra, ở hắn bước ra này một bước đồng thời, toàn bộ tháp đỉnh đại sảnh bốn phía vách tường, bị một cổ vô hình chi lực đập, thống nhất toàn bộ vỡ ra, vô số đá vụn từ tháp đỉnh bốn phía xuống phía dưới tạp lạc. Trương Huyền đỉnh đầu trần nhà, đã không có chống đỡ, cũng tạp rơi xuống, một khối cự thạch, nhắm ngay nằm ở nơi đó Tôn Lam ném tới, nếu tạp chuẩn, lấy Tôn Lam thân thể, tuyệt đối sẽ bị tạp thành thịt nát. Đối với này hết thảy, Trương Huyền liền như không thấy được giống nhau, hắn liền như vậy giơ Triệu Khiêm, đi tới dưới chân ngôi cao bên cạnh. Kia sắp rơi xuống Tôn Lam trên người cự thạch, đột nhiên biến thành bột mịn, bao gồm lạc hướng Trương Huyền cự thạch, lại ly Trương Huyền một mét tả hữu thời điểm, liền biến thành bột phấn. Trương Huyền nhìn Triệu Khiêm, đầu một oai, ngươi nói, ngươi cân xứng thần sao? Ngươi, Triệu Khiêm nhìn chằm chằm Trương Huyền, gian nan mở miệng, ngươi không phải hắn, ngươi. Rốt cuộc là ai? Ngô Nãi, Trương Huyền đồng tử, càng ngày càng hồng, thượng cổ tà thần, trúc âm, thế gian này, duy nhất thần chi. Trương Huyền cánh tay dùng sức, gắt gao nắm Triệu Khiêm cổ, Triệu Khiêm cả khuôn mặt, đỏ lên, lại không có biện pháp làm ra bất luận cái gì chống cự. Dừng tay, một đạo hét lớn một tiếng, từ này tháp đỉnh chóp nhập khẩu truyền đến. Một đạo màu đỏ thân ảnh, đứng ở lối vào, nhìn Trương Huyền. Đủ rồi, Trương Huyền, người thân là thần ẩn hội một viên, chủ động đối thị tộc khai chiến, trái với quy định, đem đã chịu thần ẩn hội chế tài. Thần ẩn hội, Trương Huyền trên mặt lộ ra nồng đậm khinh thường, loại đồ vật này, cũng xứng nói chế tài ta. Ngươi lớn mật, thân là thần ẩn hội một viên, miệt thị thần ẩn hội. Cùng ta hồi sẽ chung đền tội. Mau mau thả ngươi trong tay Triệu ra người. Màu đỏ thân ảnh gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền. Hảo a, Trương Huyền nhếch miệng cười, đột nhiên buông tay. Hắn vốn là đứng ở này tháp đỉnh bên cạnh, Triệu Khiêm bị hắn để ở không trung, đương Trương Huyền nhẹ buông tay, Triệu Khiêm trực tiếp từ 60 nhiều mễ cao không trung tài lạc, Triệu Khiêm cả người lực lượng đều bị Trương Huyền trói buộc, từ này ngã xuống, trừ bỏ tử vong ở ngoài, không còn có khác khả năng. Ngươi, màu đỏ thân ảnh cả người chấn động. Ta chính là nghe xong ngươi nói, mới thả người đâu. Trương Huyền mắng ra một hàm răng trắng, này mạng người, cần phải tính ở ngươi trên người Nga. Trương Huyền nói xong, thả người nhảy xuống tháp cao. Màu đỏ thân ảnh vội vàng vò tới tháp cao bên cạnh, lại nhìn không tới Trương Huyền thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi Triệu Khiêm, giờ phút này quăng ngã trên mặt đất, máu tươi tiệm nơi nơi đều là. Một đêm huyết chiến, làm Triệu gia huyện trên không, đều tràn ngập một cổ màu đỏ tươi. Tiếng kêu, ước chừng rằng có một đêm, Bạch Trì 6 người, đem Triệu thị còn sót lại 2 gã tộc lão toàn bộ chém giết, toàn bộ Triệu gia nhà cửa giữa, đã bị thi thể chất đầy. Phàm là tới rồi nhà cửa Triệu thị người, không có một cái có thể tồn tại đi ra ngoài. Cùng ngày hơi hơi lượng khi, tiếng kêu hoàn toàn ngừng lại. Toàn bộ Triệu gia nhà cửa nơi phạm vi, hoàn toàn bị phong tỏa. Không có bất luận kẻ nào có thể tiến vào, có chuyên môn người, tới xử lý phương diện này sự tình. Quang Minh đảo người, lặng yên không một tiếng động giữa liền rời đi, thông qua các con đường, đi trước trên đảo hội hợp. Tôn Lam một nhà, bị an bài thượng một trận phi cơ, trên phi cơ, có chuyên môn bác sĩ tâm lý, bác sĩ khoa ngoại, tới đối này một nhà 3 người tiến hành điều tiết, tối hôm qua sự tình, đối bọn họ như vậy người thường tới nói, thật sự là quá chấn động. Tôn Lam là tương lai ở kia tòa tháp cao thượng phát hiện, tháp cao đỉnh tầng hoàn toàn sụp xuống, không cần tưởng, đều biết Trương Huyền đêm qua cùng người ở kia khai chiến, tương lai đi tìm đi khi, chỉ thấy được Tôn Lam thân ảnh. Bác sĩ tâm lý ở khai đạo xong Tôn Lam cha mẹ sau, còn nói thêm, hai vị, tối hôm qua sự tình, ta hy vọng các ngươi lặn ở bụng, có thể minh xác nói cho các ngươi, ở các ngươi tương lai 3 năm trong sinh hoạt, chúng ta người sẽ thời khắc nhìn chằm chằm các ngươi. Một khi các người bại lộ tối hôm qua phát sinh hết thảy, ta tưởng kia hậu quả, là các người không muốn nhìn thấy, tin tức này, hy vọng các người cũng mang cho Tôn Lam nữ sĩ. Lúc này, Tôn Lam còn lâm vào hôn mê giữa, Tôn Lam cha mẹ liếc nhau, đều theo bản năng gật gật đầu. Như thế tốt nhất, đối với tối hôm qua cấp 3 vị tạo thành tinh thần áp lực, chúng ta sẽ lấy ra 1.000 vạn làm bồi thường, sau đó sẽ đánh vào Tôn Lam nữ sĩ tài khoản chung, hy vọng 3 vị, tuân thủ ước định. Bác sĩ tâm lý hơi hơi mỉm cười. Tôn Lam cha mẹ minh bạch, này cái gọi là bồi thường, chính là phong khẩu phí, có thể bắt được này tiền, kia tuyệt đối là xem ở Trương Huyền mặt mũi thượng, nếu không lấy những người này cách làm, muốn chính mình một nhà mệnh, còn không phải nhẹ nhàng. Chính yếu chính là, ở Tôn Lam một nhà trong mắt, ngày hôm qua xung đột, đều là Trương Huyền vì trợ giúp bọn họ,
đối với tối hôm qua sự, không cần người khác nhiều lời, bọn họ đánh chết cũng sẽ không hướng ra tiết lộ một câu. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhiều lời. Tôn Lam mẹ kế thật mạnh gật đầu. Hợp tác vui sướng. Triệu gia huyện thành trung. Một đạo hồng y thân ảnh, cùng với một đạo áo tang thân ảnh, xuất hiện ở Triệu gia nhà cửa. Tâm tắc, tiểu tử này thủ đoạn, thật đúng là tàn nhẫn a. Áo tang thân ảnh mang đỉnh đầu đấu lạp, đúng là lúc trước đưa cho Trương Huyền thần ẩn hội lệnh bài người nọ. Ngươi chiêu người, thọc ra lớn như vậy cái sọt, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Hồng y thân ảnh có chút bất mãn hướng áo tang thân ảnh nói. Xử lý, vì cái gì xử lý? Áo tang thân ảnh phát ra nghi hoặc ngữ khí, tối hôm qua chết người nọ, trên người có thức tỉnh huyết mạch dấu hiệu, Triệu thị trái với quy định, lạm dụng cấm thuật, ngươi muốn rõ ràng, nếu không phải Trương Huyền, lúc này đây, cần phải tính ở ngươi sơ sẩy cương vị công tác, ngươi không tạ hắn, còn muốn hỏi ta xử lý như thế nào? Hồng y thân ảnh tay áo vung, loại này không lớn không nhỏ đồ vật, làm ta tạ hắn. Hắn tính cái gì ngoạn ý? Hơn nữa, hắn tối hôm qua, chính là công nhiên vũ nhục thần ẩn hội. Ha ha, tùy ngươi liên lạc, dù sao lúc này đây, Trương Huyền hắn, công lớn một kiện, ngươi nói vũ nhục một chuyện sao, người trẻ tuổi, đối sẽ không có lòng trung thành, có thể lý giải. Áo tang thân ảnh phát ra một tiếng cười khẽ, phất phất tay, rời đi nơi này. Hồng y thân ảnh một mình đứng ở tại chỗ, gắt gao niết quyền, tối hôm qua phát sinh một màn, không ngừng hiện lên ở trong óc, Trương Huyền kia cuồng vọng tươi cười, đối chính mình khinh thường ánh mắt, đều làm hắn trong lòng dâng lên vô tận lửa giận. Một cái mới vào ngự khí tiểu bối, cũng dám như vậy bừa bãi. Hảo một cái quang minh đảo, ta muốn nhìn, người có gì bừa bãi tư bản. Hồng y thân ảnh thầm nghĩ trong lòng. Chương 622, dẫn tới chú ý. Triệu gia huyện thành, một gian tọa lạc với biệt viện trung phòng ốc nội, Trương Huyền không ngừng dùng nước lạnh tẩy mặt, cánh tay thượng cùng bả vai chỗ, mấy cái nhìn thấy ghê người huyết động, thỉnh thoảng mang cho Trương Huyền một trận đau nhức. Hiện tại Trương Huyền, chỉ cảm thấy đầu sắp nổ mạnh giống nhau đau nhức, tối hôm qua phát sinh từng màn, như phim đèn chiếu ở hắn trong đầu hiện lên, không lưu sướng, nhưng đại khái có thể nhớ rõ đã xảy ra cái gì. Cuối cùng đánh bại Triệu Khiêm thời điểm, là ta bạo phát tiềm lực sao? Trương Huyền chỉ nhớ rõ một ít đoạn ngắn, nhưng chi tiết địa phương, liền cùng hồi ức nằm mơ giống nhau, như thế nào đều nhớ không nổi. Làm Trương Huyền nhớ rõ chính là, hắn cuối cùng đem Triệu Khiêm từ tháp cao thượng ném đi xuống, hơn nữa còn cùng một người thần ẩn hội người nổi lên xung đột. Trương Huyền ở phòng trong tùy tiện lấy một bộ quần áo, tròng lên trên người, theo sau đẩy ra cửa phòng, này gian biệt viện chung, một người đều không có. Trương Huyền cũng đã quên chính mình là như thế nào đi vào này, dù sao vừa mở mắt, người cũng đã ở phòng trong, loại này nhỏ nhặt cảm giác, làm Trương Huyền phi thường không dễ chịu. Này sở biệt viện chung, một người đều không có, chờ Trương Huyền đi đến biệt viện ngoại thời điểm, thấy được biệt viện trên cửa lớn biển hiệu. Triệu gia. Trương Huyền rời đi nơi này, đi tối hôm qua đại chiến địa phương vòng một vòng, phát hiện toàn bộ khu vực đều bị phong tỏa, Trương Huyền cũng không có sốt ruột rời đi, mà là ở Triệu gia huyện đãi hai ngày, nhìn xem tình huống. Trương Huyền tìm một nhà có thể trực tiếp nhìn về phía ngày hôm qua đại chiến địa điểm khách sạn. Hai ngày thời gian, Trương Huyền vẫn luôn đều ở khách sạn giữ đợi, hắn chú ý tới, hai ngày này Triệu gia huyện nhiều không ít thân ảnh, đều sẽ chiều Triệu gia nhà cửa kia tới gần, khoảng cách đại chiến kết thúc, đã qua đi hai ngày thời gian, nhưng nhà cửa bên trong, như cũng có thể nhìn đến huyết hồng mặt đất, chẳng sợ phía chính phủ đã đem nhà cửa gạch dỡ bỏ, kia huyết, đều thẩm thấu đến thổ nhưỡng chúng. Hai ngày quan sát, cũng làm Trương Huyền minh bạch, này Triệu gia bị giết tin tức, vẫn là ở trước tiên liền truyền ra đi, bị rất nhiều thế lực biết, có thể chú ý đến này đó, kia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thị tộc bối cảnh. Trương Huyền cấp Bạch Trì gọi điện thoại, làm Bạch Trì đem phi cơ an bài hảo, hắn cũng không tính toán tiếp tục đãi tại đây. Lão đại, người còn ở kia không đi à? Bạch Trì nhận được Trương Huyền điện thoại thời điểm, giọng nói chung tràn ngập ngoài ý muốn, y chắt người mang về tới tin tức, nói hiện tại bên ngoài, ít nhất có 10 cái hắn đều sờ không chuẩn chi tiết thế lực, ở điều tra về Triệu thị chuyện đó, lão đại. Người cũng biết chúng ta dưới mặt đất thế lực giữa địa vị, hiện tại rất nhiều người, đều đem đôi mắt phóng tới chúng ta trên người, chỉ sợ lần này, vô pháp an bài phi cơ làm ngươi đã trở lại, sẽ bị người theo dõi. Trương Huyền gật gật đầu, hành, ta đây chính mình nghĩ cách, các ngươi kia thế nào? Căn cứ ngươi an bài, đại gia đã toàn trở lại trên đảo, lão đại, tương lai kia nha đầu, đã ngự khí. Nhanh như vậy, Trương Huyền đột nhiên cả kinh,
hai ngày trước mới kết thúc chiến đấu, đại gia trở lại trên đảo cũng yêu cầu một ngày thời gian, tương lai này liền đã ngự khí, chẳng phải là nói, nàng mới dùng một ngày thời gian. Đại trưởng lão nói, nhà đầu này thiên phú, tuyệt đối là có một không hai cổ kim, được rồi lão đại, kia nhà đầu hiện tại là còn không có hồi quá mức tới đâu, chờ nàng ý thức được ta đã đánh không lại nàng thời điểm, không chừng như thế nào khi dễ ta, ta cũng đi trước cảm ứng khí. Bạch Trì vội vàng một tiếng, cắt đứt điện thoại. Trương Huyền trên mặt lộ ra vui mừng, bởi vậy, Quang Minh Đảo, lại thêm một người ngự khí cao thủ. Mỗi một người ngự khí cao thủ, đều là đứng đầu chiến lực. Tương lai mấy người, ở không đạt tới ngự khí thời điểm, là có thể bằng vào tự thân cường đại kinh nghiệm chiến đấu, cùng ngự khí cao thủ chống lại, hiện tại đạt tới ngự khí, so bình thường ngự khí cao thủ, hiếu thắng ra quá nhiều. Trương Huyền rời đi khách sạn, tính toán thông qua xe buýt phản hồi Ngân Châu, hiện tại như vậy nhiều thế lực đều biết Triệu Thị xảy ra chuyện, cũng đem ánh mắt theo dõi Quang Minh Đảo, những người này, tuyệt đối đều là thị tộc lực lượng. Trương Huyền lần này đột nhiên tiêu diệt Triệu Thị, không có bất luận cái gì bại lộ, trừ bỏ thần ẩn hội người nọ, không có người khác biết. Trương Huyền hoạt động hạ chính mình bả vai cùng cánh tay, còn có chút tê tê nhức nhức cảm giác, không dùng được lực. Khí nhập thể, nhiều ngày không thể bài xuất, ở Triệu Khiêm răng nanh đâm thủng Trương Huyền làn ra thời điểm, Triệu Khiêm trong cơ thể kia cổ cuồng bạo khí cũng chui vào Trương Huyền trong cơ thể. Hai ngày này, Trương Huyền đã bài xuất không ít, hắn phát hiện chính mình vô pháp tùy tiện vận dụng khí. Trừ phi đem Triệu Khiêm tàn lưu khí hoàn toàn bài trừ, nếu không một khi vận dụng, liền sẽ làm kia tàn lưu khí ở trong cơ thể tán loạn. Trương Huyền cảm thụ một chút, cũng liền lại yêu cầu một ngày thời gian, là có thể đem khí bài xuất. Đêm đó cùng Triệu Khiêm một trận chiến, làm Trương Huyền bị thương, nhưng cũng được lợi rất nhiều, ít nhất hắn thấy được, một người rốt cuộc có thể cường đại đến cái dạng gì trình độ, đồng thời, hóa hình cảnh cái này tân tử, cũng xuất hiện ở Trương Huyền thế giới. Hắn hiện tại xem như minh bạch, không phải những cái đó ngự khí cảnh quá yếu, mà là chính mình đã siêu việt ngự khí phạm trù, đạt tới một cái khác cảnh giới, đồng thời phi thường muốn biết, hóa hình cảnh lúc sau, lại là cái gì. Trương Huyền đánh chiếc xe, đi vào quốc lộ thượng, theo sau nửa đường ngăn lại một chiếc xe buýt, loại này nửa đường đón xe mua phiếu, là không cần tiến hành thân phận chứng đăng ký, có thể cho Trương Huyền lặng yên không một tiếng động, né qua tầm mắt mọi người, trở lại Ngân Châu. Hiện tại các thế lực lớn đều ở chú ý Triệu Thị chuyện này, Trương Huyền nhưng không nghĩ cấp Quang Minh Đảo rước lấy không cần thiết phiền toái, hiện tại Quang Minh Đảo đang ở chậm rãi xúc tích lực lượng. Cưỡi xe buýt, Trương Huyền liên tục đổ 4 ngày xe, hiện tại hắn, khoảng cách Ngân Châu, còn có không đến 300 km, lại đảo một lần xe, là có thể đến địa phương. Ngồi ở xe buýt thượng, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, Trương Huyền trong lòng suy nghĩ, chính mình muốn hay không ở bên ngoài đãi mấy ngày, cố ý lộ cái mặt. Làm người phát hiện chính mình, bằng không như vậy lặng yên không một tiếng động, tổng hội bị người hoài nghi đến. Đang lúc Trương Huyền tinh tế nghĩ những việc này thời điểm, đang ở vững vàng chạy xe buýt, đột nhiên một cái phanh gấp, xe buýt thượng hơn 10 người hành khách, tất cả đều một cái không xong, thân thể hướng phía trước tải đi. Làm gì a sư phó? Trong xe vang lên một đạo bất mãn thanh âm. Xe buýt môn mở ra, một đám thân xuyên màu đen Âu phục cả trai lẫn gái đi lên xe. Những người này tuổi từ hơn 20 tuổi đến hơn 40 tuổi không đợi, tổng cộng có 16 cá nhân. Trương Huyền ngồi ở xe buýt hàng sau cùng, híp mắt nhìn một chút, nguyên lai vừa mới tạo thành cấp đình nguyên nhân, là 5 chiếc xe, hoành ở con đường trung gian, chuyên môn đem xe buýt bức đình. Này 16 người vừa lên xe, ánh mắt liền nhìn quét bên trong xe sở hữu hành khách, trong đó một người dẫn đầu trung niên nam nhân lấy ra một chương cái con dấu giấy A4, lớn tiếng nói, các vị, chúng ta là Hằng Thành An Bảo. Phối hợp cảnh sát hành động, tại đây chiếc xe thượng, có giấu một người phi pháp phần tử, ta sẽ hỏi đại gia mấy vấn đề, tới tìm ra người này, ta tin tưởng đại gia cũng không muốn cùng một cái nguy hiểm nhân vật ngồi trên một chiếc xe, hy vọng đại gia phối hợp. Chương 623, người không đủ tiêu chuẩn. Trên xe người một mảnh ồ lên, mỗi người, đều theo bản năng chiều còn lại hành khách nhìn lại. Trương Huyền nhìn trên xe này 16 danh an bảo, Hằng Thành An Bảo, cái này công ty bảo an. Trương Huyền nghe qua, hơn nữa vẫn là nhận thức bọn họ lão bản, bất quá này không nên là một nữ tử công ty bảo an sao. 16 danh an bảo thành viên đi hướng mỗi người trước người, hỏi một ít vấn đề. Người từ đâu ra, một người an bảo thành viên, đi đến Trương Huyền trước mặt, hỏi. Triệu gia huyện, Trương Huyền không có suy xét liền trả lời. Triệu gia huyện, tên kia nhân viên an ninh vẻ mặt hồ nghi nhìn Trương Huyền, Triệu gia huyện khoảng cách nơi này.
có gần 1000 km, hơn nữa xem Trương Huyền bộ dáng, nghe hắn khẩu âm, không giống như là mông tỉnh người. Người này hiểm nghi rất lớn. Một người hơn 40 tuổi trung niên nữ nhân chỉ vào Trương Huyền, lớn tiếng nói, hắn là nửa đường lên xe, mua phiếu đều không có hệ thống tên thật. Này dọc theo đường đi, Trương Huyền lựa chọn ngồi xe phương thức, đều là nửa đường lên xe. Những cái đó nhân viên an ninh vừa nghe lời này, tất cả đều đem ánh mắt chiều Trương Huyền trên người phóng tới. Trương Huyền nhìn những người này, nhún vai, nửa đường lên xe có vấn đề sao? Thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Tên kia dẫn đầu trung niên nam nhân đi vào Trương Huyền trước người, chúng ta liên hợp phía chính phủ hành động, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp. Trương Huyền dựa vào trên chỗ ngồi, cười cười, các ngươi không cảm thấy, các ngươi nhận chi, quá phiến diện sao? Phiến không phiến diện, là chính chúng ta sự tình, thỉnh ngươi theo chúng ta đi. Một người nhìn qua hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam nhân đi lên tới, duỗi tay liền chiều Trương Huyền bả vai chộp tới. Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, tùy ý tên này tuổi trẻ nam nhân bắt lấy bờ vai của hắn. Tuổi trẻ nam nhân cánh tay dùng sức, muốn đem Trương Huyền nhắc tới, kết quả lại phát hiện, liền làm Trương Huyền nhúc nhích một chút, đều khó có thể thực hiện. Như thế nào, ta nếu không nghĩ phối hợp, các ngươi còn tưởng đối ta đánh không thành. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Kia dẫn đầu trung niên nam nhân sắc mặt biến đổi, nhìn ra Trương Huyền là cái người biết võ, hắn mở miệng nói, tiên sinh, ta chỉ hy vọng ngươi phối hợp một chút, rốt cuộc lần này chúng ta là dung hợp phía chính phủ cùng nhau hành động, ngươi nếu như vậy không phối hợp nói, phía chính phủ bên kia, không hảo giao đãi a. Trung niên nam nhân quan tướng phương hai chữ cắn thực trọng, chính là muốn bắt cái này tới áp Trương Huyền, rốt cuộc một người lại lợi hại, cũng đến sợ phía chính phủ không phải. Trương Huyền lắc lắc đầu, phối hợp các ngươi, nhưng thật ra có thể, bất quá ta cho rằng, các ngươi chính yếu nhiệm vụ, hẳn là tìm mục tiêu lần này, mà không phải đem lực chú ý rối rắm đến ta xứng không phối hợp mặt trên đi. Ha ha, vừa mới duỗi tay chào Trương Huyền thanh niên cười lạnh một tiếng, mang ngươi trở về, tự nhiên liền hoàn thành nhiệm vụ. Làm cho nhiều người như vậy mặt, chính mình thế nhưng kéo không nhúc nhích một người, cái này làm cho tên này thanh niên mặt mũi thượng phi thường không qua được. Trương Huyền hướng ngồi ở chính mình tả phía trước người chu chu môi, ta cảm thấy, các ngươi càng thêm chú ý, hẳn là hắn. Trương Huyền theo như lời người, là một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, ăn mặc giống nhau, nhìn qua phi thường thành thật. Tiểu tử, ngươi không cần cho ta chơi đa dạng, kia thanh niên hướng Trương Huyền quát, nơi này, hiểm nghi lớn nhất chính là ngươi. Đúng không, Trương Huyền hỏi lại một tiếng, chỉ vào chính mình tả phía trước cái kia trung niên. Các ngươi vừa mới hỏi hắn là từ đâu tới, hắn trả lời thông hồ cảnh khu. Như thế nào, có vấn đề sao? Thanh niên không vui nói, vừa mới dò hỏi cái kia trung niên, chính là hắn bản nhân, thông hồ cách nơi này, bất quá 2 cái giờ lộ trình. Nhưng thật ra ngươi, nói từ Triệu Gia huyện tới, kia khoảng cách nơi này gần 1000 km. Ngươi còn từ nửa đường lên xe. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta thế nào, ở hiệp trợ các ngươi điều tra thời điểm, tự nhiên có thể nói rõ ràng, chúng ta hiện tại nói. Là một cái khác vấn đề, là một cái chuyên nghiệp nhân viên an ninh, ngươi cần thiết phải có nhất cơ sở tư duy logic tính, biết ở cái gì thời gian, chính mình muốn làm cái gì, thực hiển nhiên, ngươi không đủ tiêu chuẩn. Ngươi, thanh niên đôi mắt chừng. Được rồi, đi đầu trung niên ngừng thanh niên, theo sau đối Trương Huyền nói, vị tiên sinh này, không biết ngươi vì cái gì nói hắn có vấn đề đâu. Trung niên nam nhân nói hắn, chính là Trương Huyền chỉ cái kia hơn 30 tuổi nam tính hành khách. Trương Huyền đôi tay ôm ở cái gáy, rất đơn giản, các ngươi ở vừa mới hỏi hắn vấn đề thời điểm, hắn đôi mắt, theo bản năng nhìn về phía thân thể của mình phía bên phải, người tả não, phụ trách ký ức, hữu não, phụ trách logic tự hỏi, hắn vừa mới ánh mắt, chứng minh hắn đều không phải là ở hồi ức, mà là ở cấu tứ, một cái liền ngày hôm qua ở đâu đều phải cấu tứ người, ngươi cảm thấy hắn không có vấn đề sao? Ta tin tưởng, ngươi nếu hỏi hắn thông hồ cảnh khu vé vào cửa là bao nhiêu tiền? Hắn khẳng định đáp không được. Trung niên nam nhân nghe được Trương Huyền này một phen lời nói, vẻ mặt hồ nghi nhìn Trương Huyền. Mà tên kia tuổi trẻ nam tính, còn lại là vẻ mặt khinh thường. Tính, các ngươi muốn lười đến hỏi, ta có thể giúp các ngươi hỏi. Trương Huyền nhìn về phía chính mình tả phía trước tên kia hành khách, đại ca, thông hồ cảnh khu vé vào cửa, bao nhiêu tiền a? Này đó lên xe an bảo thành viên, tuy rằng không mấy tin được Trương Huyền vừa mới nói. Nhưng giờ phút này Trương Huyền hỏi ra vấn đề này, bọn họ vẫn là thống nhất nhìn về phía tên kia nam tính hành khách, chờ hắn trả lời, đây là người thiên tính.
Nam tính hành khách gãi gãi đầu, ha ha, ngày hôm qua bằng hữu mang theo đi chơi, vé vào cửa là hắn đi mua, ta cũng không biết bao nhiêu tiền. Nam tính hành khách lời này vừa ra, trên xe 16 danh an bảo thành viên sắc mặt đồng thời biến đổi, ly nam tính hành khách gần nhất trung niên đội trưởng, trực tiếp duỗi tay chiều nam tính hành khách trên người chụp tới. Nam tính hành khách một phen bị trung niên đội trưởng nhéo quần áo, hắn vẻ mặt khó hiểu nhìn trung niên đội trưởng, đại ca, người đây là ý gì a? Trung niên đội trưởng còn chưa nói lời nói, Trương Huyền thanh âm liền trước vang lên, thông hồ cảnh khu, không cần vé vào cửa. Có thể nhìn thấy, đương Trương Huyền lời này vừa ra, nam tính hành khách sắc mặt mãnh biến, hắn đột nhiên phất tay, một phen đẩy ra trung niên đội trưởng tay, theo sau thân mình dùng sức nhảy, đâm hướng xe buýt cửa sổ. Cửa sổ theo tiếng mà toái, này trung niên hành khách rơi xuống ngoài xe, một cái thuần thục quay cuồng, theo sau lật qua hai bên đường vòng bảo hộ, nhanh chân liền chạy. Trên xe những cái đó an bảo thành viên, tất cả đều lao xuống xe, chiều kia chạy trốn nam tính hành khách đuổi theo. Như thế nào, còn muốn mang ta trở về điều tra sao? Trương Huyền nhìn về phía tên kia trung niên đội trưởng. Tiên sinh, thân phận không rõ người, đều phải hiệp trợ điều tra, hy vọng ngươi phối hợp, nếu chứng minh ngươi là vô tội, phía chính phủ sẽ cho ngươi tương ứng bồi thường. Trung niên đội trưởng hướng Trương Huyền nói, hắn không có khả năng bởi vì Trương Huyền vừa mới làm những chuyện như vậy. Liền bài trừ Trương Huyền sở hữu hiểm nghi, nói không chừng đây là cái gì sương mù đạn đâu. Trương Huyền nhún vai, hảo đi, hiệp trợ các ngươi điều tra. Trương Huyền làm như vậy, đều không phải là không có nguyên nhân, đầu tiên hắn trợ giúp này đó an bảo thành viên, là bởi vì hắn nhận thức nhà này công ty bảo an lão bản, tiếp theo, lần này ở phía chính phủ lộ cái mặt, cũng có thể tránh cho ngày sau một ít phiền toái. Chương 624, Trương Tiên Sinh. Trương Huyền đi theo trung niên đội trưởng hạ xe buýt, cưỡi một chiếc màu đen đại chúng xe hơi, đi vào khoảng cách nơi này gần nhất tả thị. Mông tỉnh đến nào, đều cho người ta một loại địa vực rộng lớn cảm giác, chạy ở quốc lộ thượng, có thể rõ ràng nhìn đến con đường hai bên thảo nguyên, mênh mông vô bờ, cùng thiên giao tiếp, dê bò ăn cỏ. Đi vào tả thị, bất đồng với thành phố lớn cái loại này cao lầu san sát, khoảng cách chặt chẽ cảm giác, nơi này đường phố thực khoan. Lâu cùng lâu chi gian khoảng thời gian cũng thực rộng lớn. Trung niên đội trưởng lái xe mang theo Trương Huyền đi vào một đống đại lâu trước, đại lâu tổng cộng có 7 tầng cao, ở tầng cao nhất phía trên, lập một cái tấm chắn tiêu chí, mặt trên viết hằng thành an bảo 4 cái chữ to. Này chỉnh đống lâu tất cả đều là của các ngươi, Trương Huyền hỏi. Đúng vậy, chúng ta hằng thành an bảo, cũng là Mông tỉnh số 1 số 2 công ty bảo an. Trung niên đội trưởng gật đầu. Trương Huyền trong lòng mặc nói. Nhìn không ra tới, này Giang Tính, vẫn là cái thổ hào a. Hằng Thành An bảo lão bản, đúng là lúc ấy bên người bảo hộ Lâm Thanh Hạm Giang Tính, Trương Huyền cũng là xem ở Giang Tính phân thượng, vừa mới ở trên xe mới có thể ra tiếng trợ giúp này đó nhân viên an ninh. Trung niên đội trưởng mang theo Trương Huyền đi vào công ty đại lâu, ở lầu một tiếp đãi chỗ, Trương Huyền thấy được có bao nhiêu loại hạng mục, như an bảo đoàn đội, tư nhân bên người bảo hộ chờ, nghiệp vụ phạm vi thực toàn diện. Trương Huyền rất có hứng thú nhìn một màn này, hắn cảm giác liền cùng chính mình trước kia tiếp sát thủ nhiệm vụ không sai biệt lắm, cái gì đoàn đội ám sát a, tư nhân ám sát, đi theo trung niên đội trưởng một đường tới rồi lầu 2. Lầu 2, là một cái thật lớn luyện tập tràng, đủ loại huấn luyện thiết bị, còn có ở trên TV mới có thể nhìn thấy bát giác lung, Trương Huyền nhìn đến có hai người, mặc tốt hộ cụ, ở bát giác trong lồng tiến hành tự do cách đấu, bọn họ cách đấu phương thức. Đều không phải là phần lớn huấn luyện giữa như vậy bộ chiêu, mà là từng quyền đến thịt. Ở lầu 2 sân huấn luyện cách vách, có một gian phòng khách, lúc này Trương Huyền đã bị trung niên đội trưởng an bài tới rồi nơi này, trung niên đội trưởng cấp Trương Huyền đổ ly trà, mở miệng nói, tiên sinh, từ từ sẽ có phía chính phủ người tới cùng ngươi giao thiệp. Hành, Trương Huyền gật đầu, dựa vào trên chỗ ngồi. Trung niên đội trưởng lại cùng Trương Huyền nói chuyện phiếm hai câu, liền đi trước đi ra ngoài. Hằng Thành công ty bảo an lầu 1, một người thân xuyên áo ngụy trang tóc ngắn tuổi trẻ nữ nhân, bước đi tiến vào. Nhìn thấy cái này tuổi trẻ nữ nhân, công ty bảo an người đều hô thanh Giang Tổng. Người này, đúng là Giang Tính. Bất đồng với khác công ty lão Tổng, Giang Tính tuy rằng là này công ty bảo an lão bản, nhưng nàng mỗi ngày làm sống, cùng công nhân đều là giống nhau như đúc, đồng dạng sẽ tiếp nhiệm vụ. Giang Tính ở đại sảnh nhìn quét một vòng, mở miệng hỏi. Vừa mới nói mang về tới người đâu. Ở lầu 2, một người công nhân hướng Giang Tĩnh nói. Giang Tĩnh không có chần chờ, đi nhanh chiều trên lầu đi đến.
Lầu 2 phòng khách ngoại, tên kia trung niên đội trưởng không ngừng đi qua đi lại, giữa năm đội trưởng nhìn đến Giang Tĩnh Khi, vội vàng bước đi qua đi, Giang Tổng, người đã đến rồi. Người đâu? Giang Tĩnh hỏi một tiếng. Trung niên đội trưởng duỗi tay chỉ phòng khách, người tạm thời ổn định ở bên trong, Giang Tổng, người này nói như thế nào, có điểm cổ quái. Cổ quái, Giang Tĩnh nghi hoặc một tiếng, như thế nào cái cổ quái pháp? Trung niên đội trưởng lắc lắc đầu, không thể nói tới, dù sao, ta có điểm xem không hiểu người này. Một cái khác bắt được sao? Giang Tĩnh hỏi. Bắt được, còn ở thẩm. Trung niên đội trưởng gật đầu, Giang Tĩnh nói một người khác, chính là lúc ấy chạy trốn cái kia nam tính hành khách. Giang Tĩnh gật gật đầu, hành, nơi này sự giao cho ta, người đi nhìn điểm bên kia. Giang Tĩnh nói xong, trung niên nam nhân lên tiếng rời đi, mà Giang Tĩnh tắc đẩy cửa ra đi vào phòng khách, nàng đã nghĩ kỹ rồi từ từ nên như thế nào mở miệng, thẩm vấn, đơn giản là trước cấp một cây gậy, lại cấp hai cái táo. Đẩy mở cửa, còn không có thấy rõ người trong nhà là bộ dáng gì, Giang Tĩnh liền mở miệng nói, ta không biết mục đích của ngươi là cái gì, nhưng... Trương tiên sinh. Giang Tĩnh nói một nửa, đột nhiên thấy rõ ngồi ở người trong nhà, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hải, Trương Huyền chào hỏi. Nhìn ngồi ở phòng trong Trương Huyền, Giang Tĩnh có điểm phát ngốc, lần này mang về tới người, thế nhưng là Trương tiên sinh. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nhất định là lầm a. Trương Huyền thân phận, Giang Tĩnh là lại rõ ràng bất quá, như thế nào cũng không có khả năng là lần này nhiệm vụ mục tiêu. Giang Tĩnh hướng Trương Huyền cười khổ một chút, trong mắt toát ra xin lỗi, Trương tiên sinh, ta thật không nghĩ tới là ngươi. Ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, không thèm để ý vẫy vẫy tay, đã lâu không gặp, lần này cố ý lại đây nhìn xem, ngươi này công ty, làm đến không tồi sao. Trương tiên sinh quá khen, chính là tiểu đánh tiểu nháo. Giang Tĩnh hư tâm đạo, nàng cái này khiêm tốn, là thiệt tình chân ý, phía trước Giang Tĩnh liền kiến thức quá Trương Huyền thực lực, kia ở các phương diện, đều là viễn siêu chính mình này công ty, nhìn là đại, nhưng toàn bộ người thêm lên, phỏng chừng cũng chưa Trương Huyền một người giá trị con người cao. Làm một cái thâm niên an bảo, Giang Tĩnh rất rõ ràng, Trương Huyền người như vậy, nếu đặt ở an bảo giới, có như thế nào địa vị, càng đừng nói kia trục tỷ Lâm thị tập đoàn. Đều cùng phía chính phủ hợp tác rồi, vẫn là tiểu đánh tiểu nháo a. Trương Huyền cười nói, theo ta được biết, có thể cùng phía chính phủ có hợp tác công ty bảo an, kia nhưng đều không đơn giản. Nghe được Trương Huyền lời này, Giang Tĩnh tự giễu cười cười, Trương tiên sinh, chúng ta này nơi nào là cùng phía chính phủ hợp tác, là tự nguyện cấp phía chính phủ ra cô ly a. Nga, Trương Huyền tò mò một tiếng, lấy các ngươi công ty quy mô, hẳn là không cần lại làm loại này tốn công vô ích sự đi. Công ty bảo an cùng phía chính phủ chi gian quan hệ, Trương Huyền là hơi có chút hiểu biết, bởi vì công ty bảo an đặc thù tính, phía chính phủ sẽ cho dư rất nhiều chính sách, loại này chính sách cũng sẽ làm rất nhiều người bất mãn, đối công ty bảo an có ý kiến, có chút công ty bảo an, vì làm tốt cùng địa phương phía chính phủ quan hệ, liền sẽ chủ động xuất lực đi giúp địa phương phía chính phủ giải quyết một ít phiền toái, này phiền toái muốn giải quyết hảo, kia còn hảo thuyết, nhưng giải quyết không tốt. Liền phải chọc đến phía chính phủ bất mãn, cho nên trừ bỏ những cái đó thật sự hỗn không đi xuống công ty bảo an, rất ít sẽ có người chủ động tìm tới phía chính phủ. Đương nhiên, nếu là cùng phía chính phủ có chiến lược tính hợp tác, vậy khác nói. Giang Tĩnh lắc lắc đầu, đi đến Trương Huyền bên cạnh một cái ghế ngồi xuống, Trương tiên sinh, ngươi có điều không biết, lại quá hai ngày, chính là công ty bảo an tân một vòng bình xét cấp bậc ưu tiên quyền liền ở phía chính phủ kia, nếu không đạt được quy định bình xét cấp bậc, công ty phải cưỡng chế tính giảm biên chế, chúng ta hiện tại khẳng định là muốn tận lực đi lấy lòng phía chính phủ. Nguyên lai như vậy, Trương Huyền như suy tư gì gật gật đầu, nhìn dáng vẻ, các ngươi cạnh tranh không nhỏ. Đúng vậy, Giang Tĩnh gật đầu, hiện tại toàn bộ tả thị, có hai nhà công ty cùng chúng ta cạnh tranh, bọn họ đều có phía chính phủ bối cảnh, mà toàn bộ tả thị năm sao an bảo danh ngạch chỉ có một, muốn ở chúng ta tam gia sản chúng tuyển ra, ta này cũng thật sự là không có cách nào. Chương 625, có thể hợp tác. Trương Huyền nghe Giang Tĩnh nói, có chút nghi hoặc, an bảo bình xét cấp bậc, không phải dựa thực lực sao? Chẳng lẽ cái này còn có thể gian lận? Ai, Giang Tĩnh thở dài. Trương tiên sinh, người này thật muốn tưởng gian lận, như thế nào đều có thể, chỉ là xem bọn họ có nguyện ý hay không biểu hiện quá rõ ràng mà thôi. Này bình xét cấp bậc là như thế nào bình, bất đồng cấp bậc khác nhau là cái gì? Trương Huyền lại hỏi, hắn đối phương diện này, nhưng thật ra tới một ít hứng thú.
Giang Tĩnh cấp Trương Huyền giải thích nói, công ty bảo an, tổng cộng chia làm 5 cái cấp bậc, từ 1 tinh đến 5 sao, 5 sao tối cao, chúng ta Hằng Thành hiện tại cấp bậc, chính là 5 sao. Trương Huyền đột nhiên nghĩ đến, vừa mới nhìn đến Hằng Thành an bảo mái nhà cái kia tấm chắn tiêu chí thời điểm, tấm chắn tốt nhất giống liền có 5 viên tinh. 5 sao đại biểu chính là một loại thực lực, khách hàng cũng nhiều sẽ lựa chọn 5 sao an bảo, trừ bỏ là một loại tượng trưng ngoại, 5 sao an bảo, có thể chiêu nạp càng nhiều công nhân. Trương tiên sinh, người cũng biết công ty bảo an đặc thù tính, nếu cấp bậc không đạt được nói, phía chính phủ là không cho phép tuyển nhận quá nhiều người. 5 sao công ty bảo an có thể chiêu mấy người? Trương Huyền nhất cảm thấy hứng thú, chính là điểm này. Hoa Hạ là cái thực đặc thù quốc gia, Trương Huyền có thể cho người của hắn, trắng trợn táo bạo, đại quy mô đóng quân ở trên thế giới bất luận cái gì một quốc gia, lại duy độc ở Hoa Hạ làm không được điểm này. Hoa Hạ có thể vận dụng lực lượng, trừ bỏ địa ngục hành giả ngoại, chính là giống mấy ngày hôm trước diệt Triệu gia như vậy, không vận người tới. Trương Huyền suy nghĩ, nếu chính mình cũng có thể thành lập một cái công ty bảo an, đạt tới 5 sao tiêu chuẩn nói, hay không là có thể quang minh chính đại an bài người trực tiếp đãi ở Ngân Châu. Thị tộc lui tới, làm Trương Huyền cảm nhận được áp lực, Tần Nhu trên người gặp sự tình, cũng cấp Trương Huyền gõ vang lên một cái chuông cảnh báo, hiện tại ở Trương Huyền bên người, hắn để ý người, càng ngày càng nhiều, Lâm Thanh Hạ một nhà, còn có Tiểu Thiên Thiên, bao gồm Tần Nhu, Thôi viện trưởng các nàng, Trương Huyền là tuyệt đối vô pháp tiếp thu những người này xảy ra chuyện gì, Trương Huyền phía trước liền suy nghĩ biện pháp, tưởng an bài nhân thủ đóng quân Ngân Châu, hiện tại xem ra, công ty bảo an nhưng thật ra một cái không tồi lựa chọn. Giang Tĩnh nói cho Trương Huyền, bình thường tới nói, một tinh công ty bảo an có thể ở phía chính phủ lập hồ sơ nhân số là 100 người, mà năm sau có thể đạt tới 400 người. Hiện tại chúng ta công ty liền tiếp cận cái này hạn mức cao nhất, nếu lần này bình xét cấp bậc vô pháp đạt tới 5 sao nói, chỉ có thể cưỡng chế tính giảm biên chế. Trương Huyền trầm ngâm một phen, 400 người, nếu chính mình có thể an bài 400 người đóng quân đến Ngân Châu, kia Lâm Thanh Hạm ở Ngân Châu an toàn, tuyệt đối là vạn vô nhất thất. Bình xét cấp bậc yêu cầu cái gì? Trương Huyền hỏi. Giang Tĩnh lắc lắc đầu, này khó mà nói, dĩ vãng nói, chỉ xem thực lực, nhưng hiện tại, muốn xem phương diện có rất nhiều, người đều sinh hoạt trình độ đề cao, làm khách hàng đối an bảo yêu cầu cũng ở gia tăng, thậm chí có chút khách hàng, đều yêu cầu an bảo đến có một tay tốt chủ nghệ, này toàn xem phía chính phủ muốn như thế nào an bài, nhưng đại bộ phận, hẳn là vẫn là vật lộn, giải cứu con tin, một loại đồ vật. Giang Tĩnh vừa dứt lời, phòng khách môn, bị người từ bên ngoài một phen đẩy ra. Liền thấy phía trước tên kia trung niên đội trưởng, vẻ mặt vui sướng vọt tiến vào, ở trung niên đội trưởng phía sau, còn đi theo phía trước ở trên xe cùng Trương Huyền nổi lên xung đột thanh niên. Thanh niên ở nhìn đến Trương Huyền thời điểm, sắc mặt phi thường khó coi, hiển nhiên còn nhớ phía trước ăn mệt sự đâu. Giang Tổng, tin tức tốt à, tin tức tốt, trung niên đội trưởng vẻ mặt vui vẻ, có hai cái tin tức, vừa mới người kia đã thẩm ra tới. Chính là lần này nhiệm vụ mục tiêu. Trung niên đội trưởng nói xong cái này sau, nhìn về phía Trương Huyền, hướng Trương Huyền nói lời cảm tạ, tiên sinh, thực xin lỗi trách oan ngươi. Trương Huyền không nói gì, này trung niên nam nhân thái độ vẫn luôn đều còn có thể. Giang Tĩnh trên mặt cũng lộ ra vui mừng, lần này giúp phía chính phủ như vậy một cái đại ân, như thế nào cũng sẽ lưu lại tốt hơn ấn tượng, nàng hỏi, cái thứ hai đâu? Cái gì tin tức tốt? Giang Tổng. Vừa mới phía chính phủ đem danh sách xuống dưới, lần này công ty bình xét cấp bậc, ngươi là giám khảo A. Này thật sự là thật tốt quá. Trung niên đội trưởng trên mặt rào rạt vui mừng, chính mình công ty lão tổng đương giám khảo, kia chính là thiên đại chuyện tốt. Bất đồng với trung niên đội trưởng trên mặt vui sướng, Giang Tĩnh nghe thấy cái này tin tức sau, lập tức lộ ra vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Trung niên đội trưởng cùng tên kia thanh niên thấy Giang Tĩnh cái này sắc mặt, đều có chút khó hiểu. Giang Tổng, ngươi làm sao vậy? Thanh niên hỏi. Các ngươi cảm thấy, đây là tin tức tốt sao? Giang Tĩnh nhìn hai người, hỏi lại một tiếng. Là tin tức tốt à? Thanh niên gật gật đầu, Giang Tổng, ngươi đương giám khảo, kia còn không phải tùy tiện liền cấp chúng ta cao phân. Giang Tĩnh nghe thanh niên nói, lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra một mạt thất vọng. Vừa mới ở trên xe liền nói cho ngươi, một cái rõ ràng logic, là một cái chuyên nghiệp an bảo cần thiết phải có đồ vật. Ở điểm này, các ngươi so Giang Tĩnh, kém quá xa. Trương Huyền mở miệng. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Cố ý cùng ta không qua được là không? Thanh niên vẻ mặt khó chịu nhìn Trương Huyền, chẳng lẽ nói, chúng ta Giang Tổng đương giám khảo, vẫn là chuyện xấu.
đương nhiên là chuyện xấu. Trương Huyền không có do dự gật đầu. À, thanh niên khinh thường cười, tới, ngươi nói cho ta, chúng ta Giang Tổng đương giám khảo, như thế nào chính là chuyện xấu? Rất đơn giản một chút, Trương Huyền vươn một ngón tay, các ngươi công ty giữa, Giang Tĩnh đương giám khảo, ai đi tham gia lần này bình xét cấp bậc tỉ thí? Trương Huyền lời này vừa ra, mặc kệ là trung niên đội trưởng, vẫn là tên kia thanh niên, đều đồng thời sửng sốt. Đúng vậy, Giang Tổng nếu đương giám khảo, ai tham gia tỉ thí đâu? Toàn công ty giữa, thực lực mạnh nhất, chính là Giang Tổng, nếu nàng không thể tham gia, lần này bình xét cấp bậc, công ty ở trên thực lực sẽ giảm xuống rất lớn một đoạn. Hai người rốt cuộc ý thức được vấn đề điểm mấu chốt, trung niên đội trưởng mặt già đỏ lên, này tin tức đối công ty tới nói, căn bản là không phải cái gì hỷ sự, mà là tin dữ. Thanh niên không hề đi xem Trương Huyền, trên mặt còn có điểm không chịu thua hương vị. Giang Tĩnh mày nhăn lại, nguyên bản lúc này đây bình xét cấp bậc, chính là khó khăn thật mạnh, hiện tại này tin tức vừa ra tới, này hoàn toàn toàn, chính là có người muốn làm hàng thành. Giang Tĩnh hỏi trung niên đội trưởng, bình xét cấp bậc khi nào bắt đầu nói sao? Trung niên đội trưởng gật đầu trả lời, nói, ngày mai. Ngày mai, Giang Tĩnh mày nhăn càng khẩn, bình xét cấp bậc ngày mai bắt đầu, hôm nay thông chi làm chính mình đương giám khảo, này hoàn toàn là không cho chính mình chuẩn bị cơ hội a. Giang Tĩnh thở dài, các ngươi đi trước chuẩn bị đi. Trung niên đội trưởng cùng thanh niên lẫn nhau liếc nhau, đều rời đi phòng khách. Giang Tĩnh đầy mặt bất đắc dĩ, hướng Trương Huyền nói, Trương tiên sinh, ta trước an bài người đưa ngươi đi, lần này đánh gãy ngươi hành trình, thật sự thực xin lỗi. Không vội, Trương Huyền lắc lắc đầu, Giang Tĩnh, ta cảm thấy, hai ta có thể hợp tác một lần. Hợp tác, Giang Tĩnh sửng sốt. Đúng vậy, hợp tác, Trương Huyền khẳng định nói. Ta giúp ngươi bắt lấy lần này bình xét cấp bậc, ngươi dùng ngươi danh nghĩa, ở Ngân Châu giúp ta khai một nhà công ty bảo an. Chương 626, hiện tại phải đi. Tả thị, một nhà khách sạn ghế lô giữa. Ghế lô nội, một bàn mỹ thực rượu ngon, bên cạnh bàn ngồi bốn người. Hồ Tổng, lúc này đây, chúng ta hai nhà hợp tác, nhất định có thể đem kia cái gì hàng thành áp xuống đi. Nói chuyện chính là một người hơn 30 tuổi nữ nhân, có vẻ thực giỏi giang. Ha ha, một cái xuất ngũ binh mà thôi, lớn như vậy một khối thịt mỡ, nàng cho rằng nàng có thể ăn hạ. Vương Tổng, lần này sự, 100% thành công a. Hồ luôn là một người bụng phệ trung niên nam nhân, trên cổ tay kim biểu, ngón tay thượng thật lớn nhẫn vàng, đều trương hiển một cổ phú quý chi khí. Tại đây hai người bên người, phân biệt đi theo một người thanh niên, này hai gã thanh niên, đứng ở nơi đó, thân hình thẳng tắp, làm người xem một cái, liền sẽ cảm thấy một trận cảm giác áp bách. Hồ Tổng, ta lần này mời đến người, đặc chiến đại đội xuất ngũ, nguyên đặc huấn đội huấn luyện viên, tự nhiên là nắm chắc, không biết người mời đến người này, thực lực thế nào. Bị gọi Vương Tổng nữ nhân, vẻ mặt tự tin nói chuyện trong giọng nói, hơi có chút khoe ra hương vị. Hồ Tổng ha hả cười, đồng dạng duỗi tay chỉ một chút chính mình phía sau người, Vương Tổng, ta mời đến vị này, cũng không thể so ngươi cái kia kém, ngày mai, bắt lấy cái kia hằng thành, còn không phải dễ như trở bàn tay. Họ Giang đương giám khảo, ta cũng không tin nàng công ty có ai, có thể so sánh được với chúng ta mời đến này hai gã tinh anh. Vương Tổng giơ lên chén rượu, nhẹ nhàng lay động, nếu như vậy, Hồ Tổng, liền chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hợp tác vui sướng. Hằng thành công ty bảo an. Đương Giang Tĩnh nghe được Trương Huyền đưa ra hợp tác khi, trên mặt tức khắc sinh ra vui mừng, nếu Trương Tiên Sinh chịu ra tay, bằng vào thực lực của hắn, bắt được 5 sao bình xét cấp bậc. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Trương tiên sinh, nếu người nguyện ý ra tay nói, kia lần này, thật đúng là giúp ta đại ân a. Giang Tĩnh kích động nói. Cùng có lợi đi, ta giúp người vội, người cũng muốn giúp ta vội. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười. Tuyệt đối không thành vấn đề. Giang Tĩnh trả lời. Nếu có thể bảo trì 5 sao bình xét cấp bậc, tuy rằng đem chi nhánh công ty chạy đến Ngân Châu sẽ thực phiền toái, nhưng tổng so dáng cấp giảm biên chế muốn hảo rất nhiều. Phiền toái về phiền toái, kia tăng lên, cũng là chính mình công ty mức độ nổi tiếng. Trương tiên sinh, ta tưởng, ta có thể mang ngươi tham quan một chút chúng ta công ty. Giang Tĩnh đứng dậy, cấp Trương Huyền làm một cái thỉnh thủ thế. Giang Tĩnh mang theo Trương Huyền, ở công ty xoay lên, Trương Huyền phát hiện, Giang Tĩnh cái này công ty bảo an, càng nhiều giống một cái huấn luyện cơ cấu, sở hữu nhập chức nhân viên an ninh, tới nơi này đều là lấy học tập là chủ, cái gì vật lộn cách đấu a, điều tra ẩn núp linh tinh. Giang Tĩnh đem nàng ở bộ đội kia một bộ,
đều bắt được công ty tới, hơn nữa nghiêm khắc yêu cầu chính mình công nhân, từ Hằng Thành đi ra ngoài người, phần lớn đều là tinh anh. Hiện tại có Trương Huyền gia nhập, Giang Tĩnh vừa mới còn mây đen gắn đầy tâm tình, lập tức liền rộng rãi, tuy rằng mặt khác hai nhà công ty bảo an nhiều ít có chút phía chính phủ bối cảnh, nhưng bình xét cấp bậc bãi ở bên ngoài, kia đều là chân thật lực, nếu ở bên ngoài đồ vật toàn bộ đều có thể lấy được nghiền áp mặt khác hai cái công ty thực lực, như vậy có lại đại bối cảnh, cũng đều vô dụng. Nếu lần này không có Trương Huyền, kia Giang Tĩnh đích đích xác xác là bị những người đó bày một đạo, nhưng có Trương Huyền xuất hiện, hết thảy đều trở nên không giống nhau, hiện tại Giang Tĩnh có thể nói là tin tưởng 10 phần. Hằng Thành An bảo một góc chung, phía trước cùng Trương Huyền phát sinh xung đột thanh niên, lấy ra chính mình di động, cẩn thận quan sát chung quanh, phát hiện không ai sau, gọi cái dãy số đi ra ngoài, đối phương hồi lâu mới đem điện thoại chuyển được. Uy, Hồ Tổng ngài hảo, ta là Hằng Thành An bảo với thông A, đúng đúng đúng, ngài lần trước nói cái kia giám đốc vị trí, ta tưởng ta có thể đảm nhiệm. Nga, là với thông A, còn ngồi ở bàn ăn bên Hồ Tổng, vẻ mặt thích ý hút điếu thuốc, chúng ta công ty đâu, giám đốc vị trí, đã đầy. Đầy, với thông sắc mặt cả kinh, Hồ Tổng, kia ngài lần trước cho ta nói đãi ngộ. Ha ha, nhỏ hơn A, Hồ Tổng cười một tiếng, ta chỉ nói giám đốc vị trí kín người, lại chưa nói chúng ta công ty kín người, như vậy, nếu ngươi có thể chính mình mang một cái bộ môn lại đây, ta có thể cho ngươi giám đốc vị trí cùng đãi ngộ, thế nào? Với thông nghe được Hồ Tổng nói, trầm mặc một trận, đối phương ý tứ, hắn nghe được thực minh bạch, chính là muốn cho chính mình từ Hằng Thành An bảo cho hắn kéo người. Với thông tự hỏi một phen, theo sau trả lời, hảo, Hồ Tổng, ngươi nói, muốn bao nhiêu người? Một cái bộ môn, ít nói cũng đến 30 người đi. Hồ Tổng ở trong điện thoại cười nói. 30 người, với thông nhíu mày. Ha ha, không có 30 người, người này bộ môn, cũng tổ chức không đứng dậy không phải. Cố lên đi nhỏ hơn, ta xem trọng ngươi, giám đốc chỉ là ngươi khởi bước, về sau có chức vị rất cao chờ ngươi. Hồ Tổng nói xong, không phải là thông nói cái gì nữa, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Với thông nghe trong điện thoại vang lên vội âm, hít sâu một hơi, 30 người, vậy 30 người. Khách sạn chung, Hồ Tổng cười ha hả thu hồi di động. Vương Tổng tò mò hỏi, xem ra Hồ luôn là gặp được cái gì chuyện tốt, bằng không cũng sẽ không cười như vậy vui vẻ. Ha ha, Hồ Tổng nhạc đầy mặt nhăn lại, Vương Tổng, hai ta là hợp tác quan hệ, ngươi cũng đừng nói ta lão Hồ không đủ ý tứ, Hằng Thành người, đều là họ Giang một tay bồi dưỡng ra tới, khác không nói, chỉ là này bồi dưỡng nhân tài phí tổn, cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, ngày mai bình xét cấp bậc một xong, Hằng Thành giảm biên chế kia chính là ván đã đóng thuyền sự, nơi đó, nhưng nơi nơi đều là nhân tài A. Vương Tổng vừa nghe lời này, ánh mắt sáng lên, Hồ Tổng. Ta thật đúng là không nghĩ tới điểm này, ít nhiều ngươi giải thích nghi hoặc. Vương Tổng nói xong, lập tức lấy ra di động, bắt đầu an bài lên. Trương Huyền cùng Giang Tĩnh đi ở công ty giữa, Giang Tĩnh mang theo Trương Huyền, đem công ty từ trên xuống dưới đều tham quan một lần. Trương tiên sinh, này ở ngươi trong mắt, hẳn là đều là chút bất nhập lưu đồ vật đi. Giang Tĩnh cười cười. Bình thường an bảo công tác, nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Bất quá ta cho rằng ngươi có thể ở ẩn núp cùng điều tra phương diện nhiều thêm chút huấn luyện hạng mục, còn có ở cá nhân tư duy logic phương diện, cũng muốn nhiều chút huấn luyện chương trình học mới được, những chi tiết này phương diện đồ vật, có thể tạo được rất lớn tác dụng. Trương Huyền đề ra chút kiến nghị. Nhất định, Giang Tĩnh lấy ra di động, đem Trương Huyền vừa mới nói tất cả đều nhớ xuống dưới. Giang Tĩnh nhìn hạ thời gian, cũng mau đến cơm chiều điểm, nàng mang theo Trương Huyền chiều lầu một đi đến, an bài cơm chiều. Ở đi ngang qua một gian cửa phòng trói chặt văn phòng thời điểm, Trương Huyền đột nhiên dừng lại bước chân. Trương tiên sinh, làm sao vậy? Giang Tĩnh có chút kỳ quái nhìn Trương Huyền. Trương Huyền duỗi tay hướng văn phòng chỉ, ta tưởng bên trong đồ vật, ngươi hẳn là rất cảm thấy hứng thú. Giang Tĩnh vẻ mặt hồ nghi đi đến này văn phòng trước cửa, bên trong cánh cửa thanh âm, có chút mỏng manh truyền tiến Giang Tĩnh trong tai. Với thông, ngươi thật sự tưởng hảo phải đi. Đừng quên ngươi có thể có hiện tại, đều là vì sao? Chính là, lúc ấy sở hữu huấn luyện, đều là Giang Tổng bỏ vốn, hiện tại đi, chỉ sợ không thích hợp đi. Chương 627, Hằng Thành xong đời. Nghe văn phòng nội truyền ra thanh âm, Giang Tĩnh sắc mặt, một chút trở nên phi thường khó coi. Văn phòng chung, với thông ngồi ở một trương ghế dựa thượng, hướng về phía chung quanh người mở miệng nói, các vị, ta cho các ngươi nói chuyện này. Không phải muốn cho các ngươi bình phán con người của ta thế nào,
mọi người đều là ra tới kiếm cơm ăn, ngày mai bình xét cấp bậc kết thúc, liền tính chúng ta không nghĩ đi, Hằng Thành cũng đến bị bắt tài người, đến lúc đó chúng ta đều lưu không xuống dưới, hiện tại, các ngươi đi theo ta đi Á Phong An Bảo, đãi ngộ tuyệt đối so với này muốn tốt hơn nhiều. Với thông, người dựa vào cái gì thuyết minh thiên bình xét cấp bậc, công ty liền phải bị bắt tài người. Chính là nói, dựa vào cái gì, với thông cười cười, vừa mới tin tức đã xuống dưới, ngày mai bình xét cấp bậc, Giang Tổng đi đương giám khảo, các ngươi cảm thấy bình xét cấp bậc thí nghiệm ai đi tham gia. Các ngươi cho rằng, lần này phía chính phủ có thể như vậy an bài, nguyên nhân là cái gì? Ngày mai bình xét cấp bậc kết thúc, Hằng Thành có thể hay không đạt tới tam tinh, đều là cái vấn đề, ta chỉ là tới cấp các ngươi nói một chút, các ngươi có đi hay không, các ngươi chính mình nhìn làm. Với thông lời này rơi xuống, trong văn phòng mấy người, đều qua lại đối diện vài lần. Với thông, người nói thiệt hay giả, Giang Tổng thật là giám khảo. Nếu thật là nói như vậy, ngày mai bình xét cấp bậc đã có thể nguy hiểm a? Đương nhiên là thật sự, ta dùng việc này lừa các ngươi có chỗ tốt gì sao? Cùng với chờ bị giảm biên chế lại đi tìm công tác, còn không bằng hiện tại đi theo ta đi Á Phong, đãi ngộ so này muốn hảo. Với thư từ qua lại tâm tràn đầy nói. Sao, ta đi theo ngươi? Một người cùng với suốt năm linh không sai biệt lắm đại người mở miệng, tại đây mỗi ngày chính là huấn luyện, đem người mau mệt chết, một tháng cũng phát không được mấy cái tiền, đi Á Phong, phân cái hảo điểm nhiệm vụ, mỗi ngày đi theo cố chủ cơm ngon rượu say, kia mới đã ghiền. Ta cũng đi, ta đi. Có một người đi đầu, tức khắc khiến cho vài người đều không kiên định. Với thông, ta suy xét một chút, buổi tối cho ngươi hồi phục hảo sao? Hành, buổi tối cho ta hồi phục, chờ ngày mai, ta cũng không dám bảo đảm Á Phong còn có thể cấp tốt như vậy đãi ngộ. Với thông bàn tay vung lên. Ngoài cửa Giang Tĩnh, nghe văn phòng nội nói, cảm thấy một trận chua xót, nàng vì cái gì tốn công vô ích, lại cho người ta huấn luyện, lại cho người ta phát tiền lương, còn không phải là vì đại gia hảo. Nhiều lưu một phân hãn, đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm, liền sẽ nhiều một phân bảo đảm, đây đều là Giang Tĩnh tự mình tổng kết ra tới kinh nghiệm, nhưng hiện tại, lại bị người ở phương diện này phun tào, cho rằng huấn luyện mệt, tiền lương còn cấp phát thiếu. Kỳ thật đây cũng là các ngươi công ty hãng nhất tệ đoan, chỉ là ta không biết nên như thế nào cho ngươi nói. Trương Huyền ở Giang Tĩnh bên người mở miệng, các ngươi công ty 80% người, quá mức tuổi trẻ hóa, bọn họ đối thế giới này nhận chi. Cũng quá mức lý tưởng hóa, cho rằng An Bảo chỉ là một cái nhàn kém, ta vừa mới chú ý tới, đại bộ phận người ở huấn luyện thời điểm, đều là một loại bị động tiếp thu tình huống, này cũng không phải cái gì tốt hiện tượng. Giang Tĩnh trên mặt lộ ra cô đơn chi sắc, ta thường xuyên sẽ nói cho bọn họ, ở chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, khả năng xuất hiện nguy cơ, chính là giáo dục lại hảo, không bằng làm cho bọn họ nhận rõ hiện thực. Trương Huyền mở miệng, hắn cách làm, chính là thuộc về người sau. Mấy ngày hôm trước Triệu Thị đại chiến, đó là sinh tử chi chiến, ai cũng nói không hảo dây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, Trương Huyền như cũ là làm tương lai đám người, đi đối kháng ngự khí cao thủ, không cho bọn họ nửa điểm trợ giúp, bởi vì Trương Huyền trong lòng rất rõ ràng, một người cường đại, là người khác vô pháp cho, chỉ có làm một người kiến thức đến đối thủ cường đại, nhận chi đến thế giới này tàn khốc, bọn họ mới có thể tự phát đi cường đại mình thân. Giang Tĩnh tại đây gian văn phòng trước cửa đứng trong chốc lát, cũng không có đẩy cửa đi vào đi, đại gia phải đi muốn ly, thật đã hạ quyết tâm, nhậm nàng nói như thế nào, cũng không thay đổi được. Giang Tĩnh cuối cùng lắc lắc đầu, tiếp tục chiều dưới lầu đi đến, Trương Huyền cũng không có nói thêm cái gì. Đi này một đường, Giang Tĩnh phát hiện, công ty thật nhiều người, xem chính mình ánh mắt, đều có chút nói không nên lời cổ quái, trong ánh mắt giống như cất giấu chút cái gì. Giang Tổng, không hảo, đã xảy ra chuyện a. Tên kia trung niên đội trưởng, hô to từ Giang Tĩnh phía sau chạy tới. Như thế nào? Giang Tĩnh quay đầu lại hỏi. Cửa, trung niên đội trưởng chỉ vào công ty đại môn, cửa tới thật nhiều đào góc tường. Thọc gậy bánh xe, Giang Tĩnh mày nhăn lại, chiều công ty ngoài cửa đi đến. Vừa ra công ty đại môn, liền nhìn đến công ty trước cửa, đứng mười mấy cá nhân, mỗi người trong tay, đều cầm một cái viết có thông báo tuyển dụng hai chữ thẻ bài. Có mấy người, thậm chí đều ở công ty cửa đáp nổi lên ô che nắng. Ở này đó thông báo tuyển dụng bảng hiệu mặt sau, tổng cộng có hai cái công ty danh, một cái, là vừa rồi với thông trong miệng Á Phong An Bảo, một cái khác, kêu Thịnh Giai An Bảo. Trương Huyền đi theo Giang Tĩnh bên cạnh, lấy hắn lịch duyệt, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, là có thể đoán được, này hai cái công ty, chính là Giang Tĩnh nói kia hai cái đối thủ cạnh tranh,
nhìn dáng vẻ, lần này này hai nhà công ty, là tin tưởng 10 phần A. Trương Huyền cười nói. Giang Tĩnh lắc lắc đầu, bọn họ cố ý đem ta an bài thành giám khảo, chuẩn bị ở sau chuẩn bị, tự nhiên cũng làm đủ, có thể không tự tin sao, chỉ tiếc, ngày mai phỏng chừng, muốn cho bọn họ thất vọng rồi. Đi thôi, người còn phải nói cho ta nghe một chút đi bình xét cấp bậc quy củ, bằng không ngày mai bị người bắt lấy nhược điểm, nói ta vi phạm quy định gì đó, đã có thể không ý gì. Trương Huyền lắc lắc đầu, đối này hai cái công ty công nhiên tới nhận người sự, một chút đều không bỏ trong lòng. Này cũng không phải nói, Hằng Thành không phải Trương Huyền công ty, Trương Huyền liền không thèm để ý, mà là Trương Huyền rõ ràng, vô luận hôm nay này hai nhà công ty làm cái gì, một khi ngày mai bình xét cấp bậc là Hằng Thành thắng lợi, bọn họ làm việc này, bất quá giống như nhảy nhót vai hề, nếu bình xét cấp bậc không quá, nói thêm cái gì, đều không có ý nghĩa, thế giới này, từ trước đến nay là dựa vào ngạnh thực lực tới nói chuyện. Giang Tĩnh Khai, vẫn là nàng phía trước kia chiếc màu bạc đại chúng. Nương từ công ty hướng ra khai thời điểm, một chiếc màu đen Audi A3, minh loa bay nhanh từ công ty bãi đỗ xe hướng ra mở ra. Giang Tĩnh lúc này xe đã chạy đến công ty cửa, này chiếc màu đen Audi, tốc độ không giảm, bay thẳng đến cổng lớn vọt tới. Giang Tĩnh vội vàng đem phanh lại giẫm chết, đại chúng một cái phanh gấp, ngừng ở cổng lớn phía trước. Kia chiếc bay nhanh xử tới Audi, cũng ở cổng lớn địa phương thả chậm tốc độ. Audi cửa sổ xe diêu hạ. Ngồi ở chủ điều khiển, chính là với thông nhìn ngừng ở cửa kia chiếc màu trắng đại chúng, bất mãn nói, có thể hay không lái xe a? Cho rằng ngươi là lão tổng này công ty lộ chính là nhà ngươi. Lái xe chú ý điểm. Với thông nói xong, không quên chiều công ty cửa cái kia phụ trách nhận người địa phương nhìn thoáng qua, trong đó một người, cấp với thông dựng cái ngón tay cái, với thông này một khu nhà làm việc làm, là hắn chuyên môn thiết kế tốt, vì chính là làm công ty còn lại người nhìn đến, hắn với thông. Đã không đem Giang Tĩnh để vào mắt, này Hằng Thành an bảo, đã muốn xong đời. Chương 628, toàn là lo lắng. Với thông lời này vừa ra, quả nhiên làm rất nhiều người đều đem ánh mắt phóng tới bên này, nhìn đến với thông biểu hiện như vậy, phía trước có chút còn ở đối với trò chuyện tỏ vẻ hoài nghi Hằng Thành công nhân, lúc này tất cả đều dao động, với thông có thể như vậy cùng Giang Tổng nói chuyện, vậy chứng minh hắn tuyệt đối sẽ không lại lưu tại Hằng Thành. Cửa những cái đó tới thọc gậy bánh xe, lúc này phát ra tiếng. Ai nha, này không phải Giang Tổng sao? Như thế nào bị chính mình công nhân nói như vậy? Chẳng lẽ là này Hằng Thành an bảo khai không nổi nữa? Nếu thật là như vậy, kia không được cho các ngươi người tới chúng ta công ty sao? Tiền lương đãi ngộ tuyệt đối so với các ngươi Hằng Thành hảo. Á Phong an bảo nhận người A, tiền lương đãi ngộ tự ưu. Thịnh Giai an bảo nhận người, cố ý hướng, lại đây điền cái bảng biểu. Giá cả hảo thương lượng. Hai nhà công ty bảo an thọc gậy bánh xe thanh âm đồng thời vang lên, đây là cố ý tới cấp Giang Tĩnh nan kham. Giang Tổng, này nhất thời, bỉ nhất thời, ngươi cho rằng, này Hằng Thành an bảo, vẫn là trước kia Hằng Thành an bảo. Với thông cười lạnh một tiếng, diêu khởi cửa sổ xe, một chân chân ga rời đi công ty đại môn. Giang Tĩnh hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, lái xe chậm rãi rời đi. Tên kia trung niên đội trưởng. Đứng ở công ty cửa, nhìn trước mắt một màn, mày nhăn lại. Rời đi công ty sau, Giang Tĩnh thế Trương Huyền an bài chỗ ở, theo sau hai người tìm cái địa phương, một bên ăn cơm, một bên trò chuyện về ngày mai bình xét cấp bậc sự tình, Trương Huyền cũng đại khái minh bạch bình xét cấp bậc đều sẽ tương đối cái gì. Nói như vậy, sẽ làm tinh cấp nhất tiếp cận mấy nhà công ty, tiến hành thống nhất thí nghiệm, giám khảo sẽ từ mấy nhà công ty bảo an giữa chiều người, cùng với phía chính phủ một ít hệ thống chung điều người tới đảm đương. Giám khảo cho điểm, đem quyết định công ty bảo an bình xét cấp bậc trạng huống. Dĩ vãng tỉ thí, có điều tra, bảo hộ, nghĩ cách cứu viện con tin, tự do vật lộn chờ phương diện, loại này cho điểm, phần lớn là làm không được giả, rốt cuộc kết quả đều ở kia phóng, ai làm càng tốt, ai làm càng ưu tú, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến, giống nhau làm bộ, đều là một ít lý luận khảo hạch. Giang Tĩnh hướng Trương Huyền mở miệng, bất quá lý luận phương diện, chỉ có thể chiếm 3 phần. Trương Huyền phân tích một phen Giang Tĩnh vừa mới nói đồ vật, theo sau đáp, hành, ngươi nói kia vài giờ, ta đều có chút đọc qua, thực tế thao tác lên sẽ không có cái gì khó khăn, nhưng lý luận phương diện, ta không có tiếp thu quá cái gì hệ thống huấn luyện, nếu trả lời cái gì vấn đề nói, chỉ có thể từ ta tự thân góc độ tới nói. Trường thi phát huy liền hảo, Giang Tĩnh nói. Đối với Trương Huyền, Giang Tĩnh vẫn là tin tưởng 10 phần, chỉ cần không phải ngày mai bình xét cấp bậc hạng mục quá mức thái quá. Trương Huyền hẳn là cũng chưa cái gì vấn đề.
Trương Huyền cùng Giang Tĩnh Hàn huyên ước chừng 2 giờ tả hữu, lẫn nhau để lại một cái liên hệ phương thức, liền hồi khách sạn nghỉ ngơi. Cả đêm thời gian, Trương Huyền lại lần nữa thử thanh trừ một chút Triệu Khiêm ở trong thân thể hắn tàn lưu khí, cuối cùng là khôi phục bình thường. Sáng sớm hôm sau, Giang Tĩnh liền lái xe đến Trương Huyền sở trụ khách sạn trước cửa chờ đợi, Giang Tĩnh ở tới phía trước, liền cùng Trương Huyền chào hỏi qua. Trương Huyền thực mau liền xuất hiện ở khách sạn cửa, vừa lên xe liền mở miệng hỏi nói, thế nào, thông chi ngươi sao? Giang Tĩnh gật gật đầu, nhận được tin tức, lần này bình xét cấp bậc, liền ở chúng ta cùng Á Phong, còn có Thịnh Giai giữa tiến hành, địa điểm là xạ kích sân huấn luyện. Tả thị xạ kích sân huấn luyện, chiếm địa đạt tới 5.000 bình phương. Giống nhau loại này xạ kích sân huấn luyện, người thường rất ít đề cập, đầu tiên có thể tiến hành thật bắn ra đánh, cần thiết muốn thông qua nghiêm khắc thẩm tra chính trị, sau đó có người đề cử mới được, là hội viên chế, thả mỗi phát đạn giá cả, đều thực sang quý, bình thường tới nói, một phát viên đạn phí dụng, đại khái là 10 đồng tiền, có chút người hơi chút không chú ý, một cái liền phát, 3-4 giây thời gian, một thoi đạn liền đi ra ngoài, cho nên muốn thể nghiệm xạ kích, cần thiết phải có hùng hậu tài chính làm chống đỡ. Người thường, phần lớn là không có cái này tiền nhàn rỗi tới thể nghiệm. Toàn bộ xạ kích sân huấn luyện, là một cái thật lớn hình vuông kiến trúc, bên trong chia làm vài cái khu vực, có 100 mét tại chỗ xạ kích, súng máy bắn tự động tại chỗ xạ kích, chiến thuật di động xạ kích chờ, dù sao là có thể thỏa mãn phần lớn người xạ kích thể nghiệm cảm. Giang Tĩnh nói cho Trương Huyền, năm trước bình xét cấp bậc, liền ở xạ kích sân huấn luyện cử hành, xạ kích sân huấn luyện có bất đồng sân bắn mà, rất nhiều đều là bắt chước các loại chiến thuật hoàn cảnh, một ít an bảo bình xét cấp bậc thực chiến thao tác, đều sẽ ở này đó chiến thuật hoàn cảnh giữa tới hoàn thành. Đường Giang Tĩnh lái xe đến xạ kích huấn luyện quán thời điểm, phát hiện xạ kích huấn luyện quán trước cửa, đã ngừng số lượng siêu xe, Trương Huyền gặp qua trung niên đội trưởng, chính mang theo 10 mấy cá nhân, đứng ở huấn luyện quán trước cửa chờ đợi, đường nhìn đến Giang Tĩnh xe xử tới sau, tất cả đều vây quanh lại đây. Giang Tĩnh một bên dừng xe, một bên nói cho Trương Huyền, hiện tại xa tiền những người này, đều là hằng thành nhất tinh anh người, từ từ sẽ cùng Trương Huyền cùng nhau tham gia bình xét cấp bậc. Trương Huyền gật đầu, nhìn mắt ngoài xe hơn nữa trung niên đội trưởng, tổng cộng có 13 cá nhân, trừ bỏ trung niên đội trưởng một người là nam tính bên ngoài, còn lại đều là nữ tính. Đối với điểm này, Trương Huyền nhưng thật ra không nhiều ngoài ý muốn, rốt cuộc Giang Tĩnh công ty bảo an, lúc ban đầu chính là nữ tử công ty bảo an. Hắn ngày hôm qua còn tò mò hỏi Giang Tĩnh, phía trước Giang Tĩnh lý lịch, nói nàng sáng tạo công ty bảo an, là nữ tử công ty bảo an, vì cái gì đột nhiên nhiều chút nam nhân. Giang Tĩnh nói cho Trương Huyền, chính là bởi vì Á Phong cùng Thịnh Giai 2 công ty xuất hiện, không thể không làm nàng khẩn cấp nhận người, cái này trung niên đội trưởng, là nàng trước kia ở đặc chiến đại đội nhận thức, xuất thuộc về một cái khác đặc chiến đội, trước kia thực lực vẫn là không tồi, chỉ là hiện tại tuổi lớn, thân thể các hạng cơ năng theo không kịp. Bắt đầu đi nổi lên đường xuống dốc, bất quá nói tóm lại, thực lực ở an bảo giới giữa, còn xem như trung thượng. Đường xe đình ổn, Giang Tĩnh cùng Trương Huyền đồng thời mở cửa xe xuống xe. Mới vừa một mở cửa xe, hai người liền nghe được trung niên đội trưởng thanh âm, Giang Tổng, kia hai nhà công ty người đã đi vào, ngày hôm qua buổi chiều sự, với thông kia bạch nhãn lang công nhiên kích động đại gia từ chức, đã có một ít tâm không đồng đều người cùng hắn đi rồi, còn có chút người đối công ty cũng sinh ra dao động. Cũng không thể như vậy đi xuống a. Trung niên đội trưởng vẻ mặt nôn nóng, có thể nhìn đến, hắn có rất sâu mắt túi, hiển nhiên ngày hôm qua cả đêm đều không có nghỉ ngơi tốt. Giang Tĩnh vỗ vỗ trung niên đội trưởng bả vai, không có việc gì, chờ bình xét cấp bậc kết thúc, hết thảy tự nhiên có kết quả. Trung niên đội trưởng thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi bình xét cấp bậc kết thúc, nhưng nếu Giang Tĩnh đi đương giám khảo, kia lần này hằng thành, muốn lấy được tốt thứ tự, thật sự là quá khó khăn. Trung niên đội trưởng rất rõ ràng chính mình cùng Giang Tĩnh chi gian thực lực chênh lệch, dĩ vãng ở đặc chiến đội thời điểm, Giang Tĩnh thực lực liền viễn siêu hắn một đầu, hiện tại thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, thực lực của chính mình có rõ ràng lui bước, căn bản làm không được thật tốt. Hiện tại Giang Tĩnh đi đương giám khảo, vậy tương đương bị người chặt đứt hằng thành một chân a. Có khả năng phát huy ra tới thực lực, không kịp đỉnh thời kỳ một nửa. Chương 629 hằng thành không dám. Trung niên đội trưởng trong lòng toàn là lo lắng, nhưng hắn hiện tại có thể làm, cũng chỉ là từ từ làm chính mình tận khả năng phát huy hảo một chút. Giang Tĩnh đi đầu đi vào xạ kích quán chung, Trương Huyền đi theo Giang Tĩnh bên cạnh. Trung niên đội trưởng đám người, tò mò qua lại liếc nhau, có chút không rõ, Trương Huyền hôm nay làm gì muốn đi theo,
những cái đó nữ đội viên không biết Trương Huyền thân phận, trung niên đội trưởng chính là rất rõ ràng, đây là ngày hôm qua đương nghi phạm cấp mang về tới người. Xạ kích trong quán, một nam nhân trung niên, liền đứng ở lối vào, đương nhìn đến Giang Tĩnh thời điểm, bước nhanh đi tới. Giang Tổng, người đã đến rồi. Trung niên nam nhân sắc mặt có chút khó coi. Giang Tĩnh thấp giọng hướng Trương Huyền nói, đây là tả thị công an hệ thống mục cục. Giang Tĩnh cấp Trương Huyền nói xong, vội vàng hướng mục cục nói, mục cục, thật là lao ngài đại giá. Mục cục vẫy vẫy tay, không thèm để ý nói, đều là lão bằng hữu, còn cái gì đại giá không lớn giá, người trước kia kia đội trưởng, cùng ta còn là lão chiến hữu. Giang Tĩnh nhìn mục cục sắc mặt, nói, mục cục, nếu đều là lão bằng hữu, có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ai, mục cục thở dài, ta đây cứ việc nói thẳng, lần này bình xét cấp bậc, các ngươi Hằng Thành, có nguy hiểm a, dư lại hai cái công ty, sau lưng đều có tập đoàn tài chính chống đỡ, Ưng Thuận không ít đầu tư, lần này giám khảo, cơ hồ đều là bọn họ người, đối với các ngươi phi thường bất lợi. Mục cục nói này đó thời điểm, hắn cũng có vẻ thực không vui, Hằng Thành bên trái thị, nói như thế nào cũng có thể cấp công an hệ thống hỗ trợ. Cùng công an hệ thống quan hệ vẫn luôn đều không tồi, hơn nữa hướng xa nói, Hằng Thành làm một ít việc, kia đều là có lợi cho xã hội, nhưng dư lại hai cái công ty, mục cục trong lòng rất rõ ràng, bọn họ bất quá là coi trọng an bảo này một khối thịt mỡ, muốn nói chân chính thực lực, hoàn toàn so ra kém Hằng Thành, lại nói xã hội cống hiến trình độ, bọn họ không làm sâu mọt. Đó chính là tốt. Giang Tĩnh vỗ vỗ mục cục bả vai, ra tiếng nói, mục cục, sự tình còn không có ra kết quả. Không cần như vậy bi quan. Không bi quan, ta này có thể không bi quan sao, ai? Mục cục thật mạnh thở dài, đi thôi, người đều đến đông đủ, hiện tại liền chờ ngươi. Cùng mục cục cùng nhau, Giang Tĩnh đám người đi đến một cái đại sảnh giữa, lúc này đã có không ít người đãi ở chỗ này. Trương Huyền vừa vào cửa, liền chú ý tới hai cái thân ảnh, hai cái thanh niên, phân biệt đứng ở đại sảnh hai cái bất đồng vị trí, Trương Huyền chỉ là liếc mắt một cái. Liền có thể khẳng định, này hai cái thanh niên, tuyệt đối là này trong phòng mạnh nhất hai người bọn họ ánh mắt, đứng ở kia sở triển lộ ra khí thế, cùng với sở bảo trì trạm tư, đều là một cao thủ ứng có. Ai nha, Giang Tổng, như thế nào tới như vậy vãn a, không phải là sợ hãi đi. Một người bụng phệ trung niên nam nhân ở Giang Tĩnh vào cửa nháy mắt liền mở miệng, đúng là Á Phong An Bảo Hồ Tổng. Thịnh Giai An Bảo Vương Tổng cũng không có nhàn rỗi, Giang Tổng, ngươi nói một chút. Các ngươi Hằng Thành nếu giáng cấp, này nên làm cái gì bây giờ đâu? Khổ các ngươi hao phí tài chính, bạch bạch phát ra tiền lương huấn luyện những người đó mới. Này hai người nói chuyện, hiển nhiên chính là ở bỏ đá xuống giếng. Trương Huyền nhìn đến, này hai người, đều ngồi ở trong đại sảnh một chương viết có giám khảo tịch ba chữ bàn dài sau, hiển nhiên hai người bọn họ cũng là giám khảo thân phận, đồng thời, này hai người trước người nhãn. Cũng nói cho Trương Huyền hai người bọn họ là cùng Giang Tĩnh đối lập kia hai cái công ty lão tổng. Trương Huyền ánh mắt đảo qua đi, giám khảo tịch thượng, còn có ba người, trước người nhãn thượng đều là phía chính phủ thân phận, ở vừa mới kia hai người chào phúng Giang Tĩnh thời điểm, này ba người trên mặt không tự giác lộ ra một mạt ý cười, hiển nhiên không phải cùng Giang Tĩnh bên này giao hảo. Đếm hạ chỗ ngồi, giám khảo tịch thượng, tổng cộng có 7 chương ghế dựa, giờ phút này chỉ còn 2 chương không, chờ Giang Tĩnh cùng mục cục ngồi trên đi. Vậy đây, như thế tính xuống dưới, lần này 7 tên giám khảo, có thể đứng ở Hằng Thành bên này, tính toán đâu ra đấy chỉ có 2 người, có thể nói là tương đương bất lợi. Giang Tĩnh không có để ý tới Hồ Tổng Hòa Vương Tổng, lo chính mình đi đến giám khảo tịch thượng, ngồi ở nhất bên cạnh vị trí này, cũng đại biểu cho ở giám khảo chung địa vị, Giang Tĩnh tuy rằng là giám khảo, nhưng lại là quyền lên tiếng nhỏ nhất cái kia. Mục cục làm tả thị công an hệ thống một tay. Cũng chỉ là ngồi ở đệ nhị vị trí, cũng không có ngồi ở ngay trung tâm, ở vào ngay trung tâm, là một người phó thị cấp, họ Đan. Những cái đó đi theo Giang Tĩnh tiến vào trung niên đội trưởng đám người, ở đánh giá trong phòng còn lại người, làm cho bọn họ tò mò là, lúc này đây, Á Phong cùng Thịnh Giai An Bảo, cũng không có mang bao nhiêu người lại đây, bình thường bình xét cấp bậc tỉ thí, kia đều là đoàn đội tác chiến A. Trung niên đội trưởng ánh mắt, chủ yếu ở phòng trong kia hai gã thanh niên trên người đánh giá. Hắn có một loại trực giác, này hai gã thanh niên, đều là cao thủ, trung niên đội trưởng là xuất ngũ quân nhân, ở kia hai gã thanh niên trên người, hắn đồng dạng ngửi được quân nhân hơi thở. Gặp người đều đến đông đủ, ngồi ở giám khảo tịch nhất trung tâm đơn phó thị trưởng mở miệng nói, mọi người đều là trong nghề người, dư thừa vô nghĩa ta liền không nói nhiều,
lúc này đây bình xét cấp bậc, đem quyết định tam gia công ty trong tương lai một năm nội tinh cấp trạng huống, phía dưới, ta tới tuyên bố quy tắc. Đơn phó thị trưởng lấy ra một chương văn kiện, thì thầm, lần này bình xét cấp bậc, chia làm ba cái giai đoạn, phân biệt vì thực lực triển lãm, lý luận tri thức, cùng với đoàn đội hợp tác tam phương diện. Đương đơn phó thị trưởng nói xong đoàn đội hợp tác thời điểm, Hằng Thành trung niên đội trưởng đám người, tất cả đều lộ ra nghi hoặc ánh mắt, bao gồm giám khảo tịch thượng Giang Tĩnh cùng mục cục, cũng đều là như thế, bởi vì dĩ vãng bình xét cấp bậc, bản thân chính là đoàn đội hợp tác, nhưng lần này vì cái gì muốn đem đoàn đội hợp tác đơn độc liệt ra tới hạng nhất. Hồ Tổng Hòa Vương Tổng hai người, trên mặt toàn lộ ra thực hiện được ánh mắt. Đơn phó thị trưởng không có đi để ý trung niên đội trưởng đám người nghi hoặc, tiếp tục nói, lần này thì thí đệ nhất hạng, là khảo nghiệm bình xét cấp bậc người cố định xạ kích, cùng di động xạ kích hai cái hạng mục, mỗi người 30 phát đạn, ở đồng dạng hoàn cảnh hạ, hoàn số cao giả vì thắng. Đơn phó thị trưởng lời này rơi xuống, trung niên đội trưởng rốt cuộc nhịn không được trong lòng nghi hoặc, đương trường ra tiếng, có ý tứ gì? Giang Tĩnh cùng mục cục, càng là đồng thời nhìn về phía đơn phó thị trưởng, mục cục mở miệng nói, đơn phó thị trưởng, này chỉ sợ có chút không hợp lý đi. Này an bảo bình xét cấp bậc, cho tới nay cùng xả kích đều không móc nối, này thiết vì bình xét cấp bậc hạng mục, không công bằng. Mục cục, lời nói cũng không phải là nói như vậy. Hồ Tổng mở miệng. Hiện tại xã hội, đại gia đối tự thân an toàn nhận chi càng ngày càng cao, hơn nữa trước kia cũng ra quá bắt cóc linh tinh sự tình, đại gia đối an bảo yêu cầu cũng là càng ngày càng cao. Theo ý ta tới, xạ kích bình xét cấp bậc là rất cần thiết tính, chúng ta Hoa Hạ có câu cách ngôn, biết người biết ta, bách chiến bách thắng, tuy rằng chúng ta tự thân không có cầm súng quyền lợi, nhưng càng quen thuộc xạ kích, cũng có thể càng tốt lẩn tránh một ít nguy hiểm a. Vương Tổng, ngươi nói đi. Hồ Tổng đem ánh mắt phóng hướng chính mình bên người cái kia hơn 30 tuổi nữ nhân. Vương Tổng gật gật đầu, Hồ Tổng nói đúng, này hạng nhất, cần thiết muốn khảo hạch, chẳng lẽ nói, Hằng Thành không dám. Nếu sợ hãi nói, cái này bình xét cấp bậc, cũng không cần thiết tham gia. Chương 630 xạ kích bình xét cấp bậc. Hồ Tổng Hòa Vương Tổng hai người, đồng thời nhìn về phía Giang Tĩnh. Đơn phó thị trưởng hướng Giang Tĩnh mở miệng, Giang Tổng. Nếu các ngươi Hằng Thành không có tin tưởng nói, có thể từ bỏ cái này hạng mục tỉ thí. Đơn phó thị trưởng nói, đã cho thấy thái độ của hắn, cái này hạng mục không có khả năng hủy bỏ, các ngươi Hằng Thành ái so không thể so, không thể so nói, chẳng khác nào nhận thua. Giang Tĩnh không có cách nào, nếu cái này hạng mục làm nàng tới so nói, nàng rất có tin tưởng, lúc trước 5 năm đặc chiến đội, đều không phải là bạch đãi, nhưng cố tình, chính mình căn bản lên không được chàng. Giang Tĩnh đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, nàng hiện tại, chỉ có thể ký thác hy vọng với Trương Huyền, nhưng nàng cũng không dám khẳng định, Trương Huyền hiểu hay không thương, tự thân thực lực cường đại, cùng chơi thương, đó là hai khái niệm. Trương Huyền hướng Giang Tĩnh làm cái ok thủ thế, nhìn đến này, Giang Tĩnh yên lòng. Giang Tĩnh tuy rằng ở phía trước bảo hộ Lâm Thanh Hạm trong quá trình, không có cùng Trương Huyền từng có vài lần giao lưu, nhưng có thể cảm giác được, Trương Huyền là một cái phi thường đáng tin cậy người. Hắn đáp ứng xuống dưới sự, là hoàn toàn có thể làm người yên tâm. Trung niên đội trưởng nghe được đơn phó thị trưởng nói, trên mặt toàn là bất đắc dĩ. Hảo, đại gia đi trước sân bắn mà đi, đơn phó thị trưởng khi trước đứng dậy, chiều đại sảnh ngoại đi đến. Hồ Tổng Hòa Vương Tổng hai người đi theo đơn phó thị trưởng phía sau, quay đầu lại hướng Giang Tĩnh làm một cái mặt cổ thủ thế, đây là ở thị uy. Đoàn người đi nhanh chiều xạ kích sân huấn luyện mà đi đến. Lựa chọn xạ kích sân huấn luyện, cũng không phải cái loại này nhằm vào người mới học, mà là nhằm vào trải qua chuyên môn huấn luyện tay già đời, là một loại chiến thuật xạ kích sân huấn luyện. Cái này sân huấn luyện, đem cảnh tượng bố trí thành một cái thi công lâu bộ dáng, có rất nhiều công sự che chắn cùng góc chết, qua lại vu chiết, tổng trưởng độ đạt tới 450 mễ. Đứng ở cái này xạ kích sân huấn luyện trước, đơn phó thị trưởng lớn tiếng mở miệng, xạ kích bình xét cấp bậc địa điểm, liền ở chỗ này, quy tắc. Hạn khi 1 phân 30 giây, tiến hành 30 phát cố định xạ kích, 30 phát di động xạ kích, yêu cầu ở 30 giây nội, hoàn thành 30 phát 100 mét khoảng cách cố định xạ kích, ở 1 phút thời gian, xuyên qua toàn bộ sân bắn mà, lấy hoàn số cao giả vì thắng, mỗi nhà công ty, phái ra một người, tham gia bình xét cấp bậc. Đơn phó thị trưởng tiếng nói vừa dứt, Hồ Tổng Hòa Vương Tổng, liền đem hai người bọn họ mời đến kia hai gã thanh niên phái ra, hai người nhìn mắt này sân bắn mà. Trong ánh mắt toàn lộ ra tự tin thần sắc, ở bọn họ dĩ vãng huấn luyện chung, ở như vậy nơi sân tiến hành di động xạ kích, quả thực chính là quá nhẹ nhàng bất quá.
thi công lâu cảnh tượng, tuy rằng góc chết cùng chướng ngại vật phồn đa, nhưng đập vào mắt tầm mắt nhỏ lại, đối di động mục tiêu xạ kích, cũng có thể làm được càng thêm tinh chuẩn. Đơn phó thị trưởng nhìn Tam gia công ty lão tổng, hỏi, các ngươi ai trước tới a? Chúng ta trước đến đây đi. Hồ Tổng ra tiếng nói, đối người của hắn phất phất tay. Hồ Tổng đưa tới tên này thanh niên, da thịt có vẻ có chút hắc, thân cao ở 1m75 tả hữu, ánh mắt sắc bén, động tác lưu loát, đường hắn đi ra sau, ánh mắt sở đến chỗ, cho người ta một loại vô hình áp lực. Hồ Tổng cao giọng mở miệng, ta vị này huynh đệ, tên là Khâu Cường, phía trước ở Thiên Lang phục dịch 8 năm, chấp hành đếm rõ số lượng 10 lần nhiệm vụ, hiện giờ gia nhập chúng ta Á Phong, hoàn toàn có thể đại biểu chúng ta Á Phong thực lực. Thiên Lang, Hằng Thành trung niên đội trưởng, nghe được Khâu Cường phục dịch bộ đội sau, nhịn không được kinh hô ra tiếng. Đứng ở trung niên đội trưởng phía sau những cái đó nữ tính an bảo, đều nghi hoặc nhìn về phía trung niên đội trưởng. Trung niên đội trưởng thấp giọng nói, Thiên Lang đặc chiến đội, ở Hoa Hạ đặc chiến đại đội giữa, đứng hàng tiền 10, được xưng là đặc chiến đội trung đặc chiến đội, có thể tiến vào Thiên Lang, kia đều phải trải qua tầng tầng tuyển chọn, mỗi người, đều là tinh anh trong tinh anh, thả Thiên Lang một quý một khảo hạch, phàm là không đạt được khảo hạch tiêu chuẩn, mặc kệ có bao nhiêu đại công lao, đều sẽ không lưu tình chút nào lui về nguyên bộ đội, cái này Khâu Cường có thể ở Thiên Lang đãi 8 năm, thực lực đáng sợ. Trung niên đội trưởng nhìn về phía Khâu Cường, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ. Giang Tính cũng không khỏi nhìn nhiều Khâu Cường vài lần, Thiên Lang đặc chiến đội người, thực lực rất mạnh, nhưng cũng liền cùng chính mình lúc trước nơi đặc chiến đội không sai biệt lắm, cùng Trương Huyền so sánh với, vẫn là có chênh lệch. Vương Tổng sở tìm tới tên kia thanh niên, rất có hứng thú nhìn Khâu Cường. Hồ Tổng trên mặt, che kín tự tin tươi cười, hắn hướng Khâu Bức Bách cái ánh mắt. Khâu Cường gật gật đầu, đi đến sân bắn mà trước, ở trước mặt hắn, phóng một trương bàn gỗ thượng bày một phen súng máy bán tự động, cùng với một cái áp mãn viên đạn băng đạn. Sân bắn mà bên ngoài, có một cái màn hình lớn, trên màn hình, biểu hiện chính là một cái bia ngắm, tổng cộng có 10 hoàn, đúng là Khâu Cường bước tiến hành cố định xạ kích mục tiêu. Đơn phó thị trưởng hướng bên cạnh hắn một người đưa mắt ra hiệu, theo sau tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn kia màn hình lớn trung biểu hiện bia ngắm, cái này màn hình lớn có thể cho đại gia rõ ràng nhìn đến mỗi một thương đánh ra kết quả. Đơn phó thị trưởng bên cạnh một người đi ra phía trước, lớn tiếng mở miệng nói, ở ngươi trước mặt trên mặt bàn, có một cái màu đỏ cái nút, đương ngươi chuẩn bị hoàn thành sau, liền có thể ấn xuống cái kia cái nút, ở 30 giây nội hoàn thành xạ kích. Khâu Cường nghe người này nói. Đưa người này thanh âm rơi xuống nháy mắt, hắn bỗng nhiên duỗi tay ấn xuống cái nút, theo sau lấy cực nhanh tốc độ, cầm súng, thượng đạn, nhắm chuẩn, này một bộ động tác cơ hồ ở một giây nội liền hoàn thành. Khâu Cường nhắm chuẩn động tác, có thể nói là hoàn mỹ nhất, giống như sách giáo khoa giống nhau, theo hắn ngón tay hơi hơi khấu hạ cò súng, một tiếng giòn vang, ở trong đại sảnh vang lên. Phanh, phanh, cơ hồ mỗi cách không đến một giây, sẽ có một đạo tiếng vang phát ra. Thông qua trong đại sảnh màn hình lớn có thể nhìn đến, Khâu Cường mỗi một thương, đều đánh vào 10 hoàn vị trí thượng. Bang bang thanh dầu có tiết tấu vang lên, đường 30 giây đếm ngược còn thừa cuối cùng 7 giây thời điểm, Khâu Cường buông trong tay thương, mọi người nhìn đến, ở trên màn hình lớn hồng tâm trung, có 29 thương, toàn bộ đánh vào 10 hoàn vị trí thượng, chỉ có một thương, đánh vào 9 hoàn. Lấy như vậy thời gian, đánh ra như vậy thành tích, đủ để kiêu ngạo. Khâu Cường không nói gì. Nhưng từ trên mặt hắn biểu tình có thể thấy được, hắn đối chính mình thành tích, cũng là tương đương vừa lòng. Hằng Thành trung niên đội trưởng sắc mặt phi thường khó coi, hắn tự hỏi, nếu chính mình tiến hành như vậy xạ kích, 30 giây trong vòng thời gian, 30 thương, chỉ cần có 15 thương có thể thượng 10 hoàn, liền tính là phát huy bình thường, nếu vượt xa người thường phát huy, không sai biệt lắm có thể đánh tới 20 phát 10 hoàn, như vậy thành tích, chính mình căn bản không có khả năng làm được. Phải biết rằng, 100m xạ kích trong quá trình, nhắm chuẩn lệch lạc 1mm, kia tạo thành kết quả, không sai biệt lắm có thể phóng đại 15 lần, tay hơi chút run lên, hoặc là hô hấp hơi chút thô nặng điểm, đều sẽ tạo thành số mm lệch lạc, 10 hoàn cùng 9 hoàn chi gian khoảng cách, cũng bất quá là mấy cm mà thôi. Hồ Tổng lộ ra vừa lòng tươi cười, các vị, bêu xấu, bêu xấu. Cái tiếp theo, ta đến đây đi, Vương Tổng mời đến tên kia thanh niên, chủ động ra tiếng.